chương một đấu lực, ba đoạn nhìn năm chữ to lớn có chút chói mắt trên trắc nghiệm ma thạch, thiếu niên mặt không chút thay đổi, thần sắc tự diễu, nắm chặt tay, bởi vì dùng lực quá mạnh làm móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, mang đến từng trận trận đau đớn trong tâm hồn. Yêu viêm, đấu lực, ba đoạn, cấp bậc, cấp thấp. Bên cạnh trắc nghiệm ma thạch, một vị trung niên nam tử, thoáng nhìn tin tức trên bia, ngữ khí hờ hững công bố. Trung niên nam tử vừa nói xong, không có gì ngoài ý muốn, đám người trên quảng trường lại nổi lên trận trận châm chọc tao động ba đoạn. Hắc hắc, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, thiên tài này một năm rồi vẫn dậm chân tại chỗ. Ai, phế vật này thật sự là mất hết cả mặt mũi gia tộc. Nếu tộc trưởng không phải phụ thân của hắn, loại phế vật này sớm đã bị đuổi khỏi gia tộc, tự sinh tự diệt rồi, làm gì còn có cơ hội ở gia tộc ăn không uống không? Ai, thiên tài thiếu niên năm đó của Văn Ô Thản Thành, tại sao hôm nay lại lạc phách thành bộ dáng này cơ chứ? Ai mà biết được? Có lẽ do làm việc gì đó trái với lương tâm, làm thần linh nổi giận đó mà. Chung quanh truyền đến cười nhạo cùng thanh âm tiếc hận, dừng ở trong tai của thiếu niên, tựa như một chiếc dao nhọn hung hăng đâm vào tim hắn, khiến hô hấp của thiếu niên trở nên có chút dồn dập. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú non nớt, con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng đảo qua đám bạn cùng lứa tuổi đang trào phúng chung quanh, khóe miệng thiếu niên tự giễu, tựa hồ trở nên càng thêm chua xót. Những người này đều thừa hơi như vậy sao? Có lẽ vì 3 năm trước bọn họ từng trước mặt mình lộ ra bộ mặt tươi cười nhún nhường, cho nên hiện tại muốn đòi trở về đây mà. Mỉm cười chua xót, Tiêu Viêm chán nản xoay người, im lặng đi tới cuối hàng, thân ảnh cô đơn cùng thế giới xung quanh trở nên có chút lạc lõng. Người tiếp theo, Tiêu Mị nghe người tiến hành trắc nghiệm gọi tên, một thiếu nữ rất nhanh từ trong đám người đi ra, tiếng nghị luận ở xung quanh trở nên nhỏ đi rất nhiều, từng đạo ánh mắt nóng bỏng tập trung lên trên khuôn mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi không quá 14, dù chưa thể coi là tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt non nớt kia cũng ẩn chứa trong đó một tia vũ mị nhàn nhạt, thanh thuần cùng vũ mị, một tập hợp mâu thuẫn, càng khiến nàng trở thành tiêu điểm của toàn trường. Thiếu nữ nhanh chóng đi lên, tay vuốt ve ma thạch bi quen thuộc, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Tại lúc thiếu nữ nhắm mắt, ma thạch bi đen nhánh lại hiện lên quang mang. Đấu khí, 7 đoạn. Tiêu Mị, đấu khí, 7 đoạn. Cấp bậc, cao cấp gia. Nghe trắc nghiệm viên đọc lên thành tích, thiếu nữ ngẩng mặt lên đắc ý cười. Xách xách, 7 đoạn đấu khí, cứ theo tiến độ như vậy, chỉ sợ không quá 3 năm thời gian, nàng có thể trở thành một đấu giả chính thức rồi. Không hổ là hạt giống của gia tộc. Nghe đám người truyền đến trận trận thanh âm hâm mộ, thiếu nữ tươi cười lại rạng rỡ thêm vài phần, tâm hư vinh là thứ mà rất nhiều cô gái đều không thể kháng cự. Nhớ đến ngày thường hay cùng mấy tỷ muội đàm tiếu, tầm mắt Tiêu Mị bỗng nhiên xuyên qua đám người, dừng trên một đạo thân ảnh cô đơn. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Tiêu Mị vứt bỏ ý niệm trong đầu, hiện tại hai người đã không còn cùng một giai tầng. Lấy biểu hiện của Tiêu Viêm mấy năm này, sau khi trưởng thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nhân viên hạ tầng của gia tộc mà thôi, mà thiên phú vĩ đại như nàng, sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc, có thể nói là tiền đồ không thể hạn lượng. Ai? Khẽ thở dài một tiếng, trong đầu Tiêu Mị bỗng hiện ra hình ảnh một thiếu niên ý khí phong phát 3 năm trước đây, 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi có 9 đoạn đấu khí, 11 tuổi đột phá 10 đoạn đấu khí, ngưng tụ thành công đấu khí toàn, trở thành đấu giả trẻ nhất trong vòng 100 năm của gia tộc. Thiếu niên trước kia, bộ dáng tự tin lại thêm tiềm lực không thể hạn lượng, không biết đã làm bao cô gái động xuân tâm, đương nhiên trong đó cũng có cả Tiêu Mị. Nhưng con đường của thiên tài, từ trước đến giờ luôn luôn trắc trở, 3 năm trước, khi danh vọng của thiếu niên thiên tài đạt tới đỉnh cao nhất, cũng là lúc đột ngột phải thừa nhận đả kích tàn khốc nhất, không chỉ có vừa vất vả khổ tu ngưng tụ đấu khí toàn trong một đêm biến mất, mà đấu khí theo thời gian trôi qua lại càng trở nên càng ngày càng ít đi một cách quỷ dị. Kết quả của đấu khí biến mất, đó chính là thực lực không ngừng giảm đi. Từ thiên tài, một đêm trở thành một thứ mà ngay cả người bình thường cũng không bằng, loại đả kích này, khiến thiếu niên từ đó thất hồn lạc phách, cái tên thiên tài cũng dần dần bị khinh thường cùng châm chọc thay thế. Treo càng cao, ngã càng đau, lần ngã này có lẽ sẽ không còn cơ hội đứng dậy nữa. Người tiếp theo, Tiêu Huân Nhi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong âm thanh huyên náo của đám người, thanh âm của trắc nghiệm viên lại vang lên. Theo đó là một cái tên thanh nhã vang lên, đám người bỗng trở nên im lặng, ánh mắt đều dịch chuyển. Tại nơi ánh mắt tụ hội, một thiếu nữ áo tím đang đạm nhã đứng đó. Khuôn mặt non nớt bình tĩnh, không vì bị mọi người chú ý mà thay đổi chút nào. Thiếu nữ khí chất lãnh đạm tựa như đóa sen mới nở, tuổi nhỏ đã có khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng sau này lớn lên, thiếu nữ này sẽ khuynh quốc khuynh thành đến mức độ nào. Tự y thiếu nữ này, nói về mỹ mạo cùng khí chất, so với Tiêu Mị trước đó lại càng hơn vài phần, khó trách mọi người đều có động tác như vậy. Khẽ bước tới, thiếu nữ tên Tiêu Huân Nhi đi tới phía trước ma thạch bi, bàn tay nhỏ bé đưa lên, ống tay áo theo đó mà chảy xuống, lộ ra da thịt trắng nõn nà, sau đó đặt nhẹ tay lên bia đá. Sau một khoảng trầm tĩnh, trên thạch bia hiện lên ánh sáng chói mắt. Đấu khí, 9 đoạn.
cấp bậc, cao cấp. Nhìn mấy chữ trên thạch bia, giữa sân trở nên tĩnh lặng. Đã tới 9 đoạn rồi, thật là khủng bố mà. Người đứng đầu trong giới trẻ của gia tộc, chỉ sợ không ai ngoài Huân Nhi tiểu thư. Yên tĩnh qua đi, các thiếu niên xung quanh đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đấu khí, con đường bắt buộc phải đi qua của mỗi đấu giả, sơ giai đấu khí chia từ 1 đến 10 đoạn. Đấu khí trong cơ thể đạt tới 10 đoạn là có thể ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành một đấu giả được người khác tôn trọng. Trong đám người, Tiêu Mị nhíu mày nhìn cô gái áo tím đứng trước bia đá, trên mặt hiện lên một tia ghen tị. Nhìn tin tức trên thạch bia, khuôn mặt hờ hững của trung niên trắc nghiệm viên bên cạnh cũng lộ ra một tia mỉm cười hiếm hoi, đối với cô gái thoáng dùng âm thanh cung kính nói, Huân Nhi tiểu thư, nửa năm sau, tiểu thư hẳn sẽ có thể ngưng tụ đấu khí toàn, nếu thành công, 14 tuổi trở thành một đấu giả chân chính, tiểu thư sẽ là người thứ hai của Tiêu gia trong 100 năm nay. Đúng vậy, người thứ hai, người thứ nhất đó chính là thiên tài đã mất đi ánh hào quang Tiêu Viêm. Cảm ơn. Thiếu nữ khẽ gật đầu, khuôn mặt bình thản không vì được hắn khích lệ mà vui sướng, im lặng xoay người, dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, chậm rãi đi đến cuối đám người, tới trước mặt thiếu niên đang suy sụp. Tiêu Viêm ca ca. Tại lúc đến bên cạnh thiếu niên, thiếu nữ dừng chân, đối với Tiêu Viêm cung kính cúi người, trên khuôn mặt xinh đẹp, cư nhiên lộ ra nụ cười thanh nhã khiến các cô gái chung quanh cũng phải trở nên ghen tị. Huynh bây giờ còn có tư cách để muội gọi như vậy sao? Nhìn trước mặt đã trở thành khỏa minh châu sáng nhất trong gia tộc kia, Tiêu Viêm chua xót nói, sau khi bản thân hắn tụt dốc nàng chính là một trong số cực ít những người vẫn bảo trì tôn kính đối với hắn. Tiêu Viêm ca ca, trước kia huynh đã từng nói với Huân Nhi, có thể buông, mới có thể cầm lấy, thu phóng tự nhiên mới là người tự tại. Tiêu Huân Nhi mỉm cười ôn nhu nói, giọng nói non nớt, khiến người tâm đã chết cũng cảm thấy ấm lòng. Ha, ha, người tự tại sao? Huynh cũng chỉ biết nói mà thôi, muội xem bộ dáng hiện tại của huynh đi, giống một người tự tại sao? Hơn nữa, thế giới này, cơ bản cũng không phải là thế giới của huynh. Tiêu Viêm cười tự giễu nói. Đối với sự suy sụp của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi khẽ cau mày, thật lòng nói, Tiêu Viêm ca ca, tuy muội cũng không biết huynh vì sao lại bị như vậy, bất quá, Huân Nhi tin tưởng, huynh sẽ lại đứng dậy, lấy lại vinh quang và tôn nghiêm của huynh. Kết thúc câu nói, khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ lần đầu tiên hiện lên nét ửng đỏ nhàn nhạt. Tiêu Viêm ca ca năm đó, thực ra rất hấp dẫn. Đối với lời nói thẳng thắn của thiếu nữ, thiếu niên xấu hổ cười một tiếng, nhưng lại không nói gì, người không phong lưu phí hoài tuổi trẻ, nhưng hắn hiện tại thực sự đã không còn tư cách cùng tâm tình đó nữa, yên lặng xoay người, chậm rãi đi ra khỏi quảng trường. Đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô độc của thiếu niên, Tiêu Huân Nhi chủ trừ một thoáng, sau đó bỏ lại tiếng sói chu tiếng ghen tị tại phía sau, bước nhanh theo, cùng thiếu niên sóng vai bước đi. Chương 2 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trăng sáng vằng vặc, bầu trời đầy sao. Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm nằm trên mặt cỏ, trong miệng ngậm một nhánh cỏ xanh, khẽ nhấm nháp, tùy ý để tư vị chua chát tràn ngập trong miệng. Giơ lên bàn tay trắng nõn lên trước mặt, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở giữa các ngón tay, nhìn vầng trăng bạc trên bầu trời xa xăm. Ai? Nhớ đến trắc nghiệm lúc buổi chiều, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, miễn cưỡng co tay lại, hai tay đỡ lấy đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt. 15 năm rồi. Âm thanh nho nhỏ bỗng nhiên không hề báo trước từ trong miệng thiếu niên xuất ra. Trong lòng Tiêu Viêm, có một cái bí mật chỉ mình hắn biết, hắn không phải người của thế giới này, hoặc có thể nói là, linh hồn của Tiêu Viêm không thuộc về thế giới này, hắn đến từ một nơi tên là địa cầu. Tuy nhiên vì sao hắn lại đến được nơi này hắn cũng không thể giải thích được, sống qua một khoảng thời gian, hắn hiểu ra được, hắn đã xuyên Việt. Theo tuổi dần dần tăng lên, đối với đại lục này, Tiêu Viêm cũng đã có chút lý giải mơ hồ về nó. Đại lục tên là đấu khí đại lục, trên đại lục không có các loại ma pháp như trong tiểu thuyết, mà đấu khí mới là chủ nhân duy nhất của đại lục. Tại đại lục này, tu luyện đấu khí, cơ hồ dưới sự cố gắng của vô số thế hệ đã phát triển đến mức đỉnh cao, hơn nữa nhờ phạm vi đấu khí không ngừng mở rộng, cuối cùng đã phát triển vào dân gian. Việc này khiến cho đấu khí cùng nhân loại càng trở nên quen thuộc, do đó, tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục này là không gì có thể thay thế. Trải qua thống kê, đấu khí đại lục đem đấu khí chia ra các cấp bậc từ thấp đến cao, chia làm 4 giai 12 cấp, thiên, địa, huyền, hoàng. Mà mỗi đẳng cấp lại phân làm sơ, trung, cao 3 cấp. Tu luyện đấu khí cấp bậc cao hay thấp cũng là mấu chốt quyết định thành tựu sau này. Ví dụ như người tu luyện công pháp trung cấp huyền giai tất nhiên sẽ mạnh hơn người cùng cấp bậc tu luyện công pháp trung cấp hoàng giai. Đấu khí đại lục, phân biệt mạnh yếu, quyết định qua 3 điều kiện. Đầu tiên, trọng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực. Nếu thực lực chỉ có nhất tinh đấu giả thì dù có luyện công pháp thiên giai tuyệt thế cũng không thể chiến thắng một người tu luyện công pháp hoàng giai đấu sư. Tiếp theo, đó là công pháp. Đồng cấp bậc cường giả, nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương, như vậy tại lúc tỉ thí sẽ có ưu thế rất lớn. Loại cuối cùng, gọi là đấu kỹ. Tên như ý nghĩa, đây là một loại kỹ năng phát huy đấu khí đặc thù,
Đấu khí trên đại lục cũng có cấp bậc phân biệt, cũng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cấp. Đấu khí đại lục số lượng đấu kỹ không hề ít, bình thường đấu kỹ chuyển lưu ra ngoài, phần lớn đều là hoàng cấp, muốn đạt được đấu kỹ cao thâm thì phải gia nhập tông phái hoặc đấu khí học viện trên đại lục. Đương nhiên, một số người do kỳ ngộ hoặc được tiền nhân để lại công pháp, hoặc có đấu kỹ tương xứng với chính bản thân mình, thì loại đấu kỹ đó phối hợp với công pháp khiến uy lực của nó càng mạnh hơn. Dựa vào ba điều kiện này có thể phán đoán mạnh yếu, tổng thể mà nói nếu có thể có được cấp bậc công pháp càng cao, sau này phát triển càng không cần phải nói. Bất quá công pháp tu luyện cao cấp đấu khí người thường đều rất khó tìm được, công pháp chuyển lưu tại tầng lớp phổ thông, nhiều nhất cũng chỉ là hoàng giai công pháp, một số gia tộc cường đại hoặc trung, tiểu tông phái mới có phương pháp tu luyện huyền giai, ví dụ như gia tộc của Tiêu Viêm, công pháp cao nhất chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu luyện. Cuồng sư nộ cương là một loại phong thuộc tính công pháp đấu khí trung cấp huyền giai. Trên huyền giai, đó là địa giai, loại công pháp cao thâm này chỉ có thế lực siêu nhiên hoặc đại đế quốc mới có thể có. Còn thiên giai thì đã mấy trăm năm chưa từng thấy xuất hiện. Theo lý luận, người bình thường muốn có được công pháp cao cấp, cơ bản đều là khó như lên trời, nhưng mọi sự đều không có tuyệt đối. Theo đấu khí đại lục mở rộng ra, vạn tộc tràn vào an cư lập nghiệp, phía bắc đại lục, có man tộc được xưng là lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng thú hồn hợp thể. Phía nam đại lục, cũng có các loại gia tộc ma thú cao cấp có trí tuệ, hay chủng tộc hắc ám âm ngoan quỷ dị. Bởi vì địa vực mở ra, nên có rất nhiều ẩn sĩ vô danh, tại lúc sinh mệnh kết thúc, có lẽ sẽ đem công pháp do mình sáng tạo để ở một nơi, chờ đợi người có duyên đến lấy. Tại đấu khí đại lục truyền lưu một câu nói, nếu có một ngày, người rơi xuống một cái sơn động, không cần kinh hoàng, đi về phía trước hai bước, có lẽ nó sẽ giúp người trở thành cường giả của thế giới này. Nói như vậy, cũng không phải là giả, trong ngàn năm lịch sử của đại lục, cũng không thiếu loại cố sự nhờ những kỳ ngộ này mà trở thành cường giả. Mà cố sự tạo thành hiệu quả là rất nhiều người tìm đến các vách núi hòng đi tìm tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, những người này phần lớn đều là gãy tay gãy chân mà về. Tóm lại, đây là một mảnh đất tràn ngập kỳ tích và người sáng tạo nên kỳ tích. Đương nhiên, muốn tu luyện bí tịch đấu khí, ít nhất phải trở thành đấu giả chân chính mới có tư cách này, mà Tiêu Viêm thì cách mục tiêu đó còn rất xa. Phi, nhổ ra cây cỏ trong miệng, Tiêu Viêm đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt dữ tợn, đối với bầu trời thất rít gào lên. Ta đệt cơm nghiệm mài, đem lão tử xuyên qua thời không sang đây làm một cái phế vật sao? Kháo! Ở kiếp trước, Tiêu Viêm là một người cực kỳ bình phàm, tiền tài gái đẹp so với hắn căn bản là hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm gặp nhau, nhưng sau khi đến đấu khí đại lục, Tiêu Viêm kinh hỉ phát hiện, nhờ có kinh nghiệm hai đời, linh hồn của hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng, tại đấu khí đại lục, linh hồn là do trời sinh, có thể theo tuổi lớn lên mà mạnh hơn một chút, nhưng chưa có công pháp nào có thể đơn độc tu luyện linh hồn. Cho dù là thiên giai công pháp cũng không thể. Đây là kiến thức cơ bản nhất tại đấu khí đại lục. Linh hồn cường hóa cũng tạo nên thiên phú tu luyện cho Tiêu Viêm, đồng thời cũng tạo nên danh tiếng thiên tài cho hắn khi một người bình thường biết mình có tiền vốn để trở thành tiêu điểm cho ánh mắt của vô số người, nếu không có đủ định lực, rất khó có thể giữ vững tâm tính của mình. Rất hiển nhiên, kiếp trước Tiêu Viêm là một người bình thường, cũng không có định lực cao hơn người khác, cho nên lúc hắn bắt đầu tu luyện đấu khí, hắn lựa chọn làm thiên tài, tiêu điểm trước con mắt của mọi người mà không phải là phát triển trong an tĩnh. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm thực sự có thể đem hai chữ thiên tài càng lúc càng vang xa. Đáng tiếc, tại năm hắn 11 tuổi, danh tiếng thiên tài đột nhiên bị biến cố cướp đoạt đi, mà thiên tài cũng trong một đêm trở thành phế vật cho mọi người chế nhạo. Sau khi hét lên vài tiếng, cảm xúc của Tiêu Viêm chậm rãi bình ổn dần, khuôn mặt lại hồi phục bộ dáng yên lặng như ngày thường. Mọi việc đã đến nước này, hắn có nổi giận thế nào đi nữa cũng không thể vãn hồi đấu khí toàn mà trước đó hắn phải vất vả tu luyện. Chua xót lắc đầu, trong lòng Tiêu Viêm kỳ thật có một tia ủy khuất, cơ bản là hắn đối với thân thể của chính mình xảy ra chuyện gì cũng không hề biết, ngày thường kiểm tra cũng không phát hiện ra không đúng ở chỗ nào, linh hồn theo tuổi gia tăng cũng càng ngày càng cường đại, hơn nữa tốc độ hấp thu đấu khí so với trạng thái đỉnh cao của vài năm trước còn mạnh mẽ hơn vài phần, những thứ đó này đều nói rõ lên rằng thiên phú của mình không hề suy giảm, nhưng đấu khí tiến vào cơ thể đều biến mất toàn bộ không chút ngoại lệ, tình hình quỷ dị khiến tinh thần Tiêu Viêm ảm đạm bi thương. Ảm đạm thở dài, Tiêu Viêm nâng tay lên, trên ngón tay có một chiếc nhẫn màu đen, chiếc nhẫn rất cổ xưa, không biết do tài liệu nào làm ra, bên trên còn có đường hoa văn mờ nhạt, đây là lễ vật duy nhất mà mẫu thân trước khi chết đưa cho hắn, bắt đầu từ lúc 4 tuổi đến nay, hắn đã đeo nó 10 năm, di vật của mẫu thân làm Tiêu Viêm đối với nó có một phần quyến luyến, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giới chỉ, Tiêu Viêm cười khổ nói, mấy năm nay, thật sự đã phụ lòng kỳ vọng của mẫu thân rồi. Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm bỗng nhiên quay đầu, đối với rừng cây đen nhánh ấm áp cười nói, phụ thân, ngài tới rồi ạ. Tuy đấu khí chỉ có tam đoạn, bất quá linh hồn cảm giác của Tiêu Viêm so sánh với một ngũ tinh đấu giả còn mẫn tuệ hơn nhiều, ngay trong lúc nhắc đến mẫu thân, hắn đã phát hiện ra trong rừng cây có động tĩnh.
Ha ha, Viêm Nhi, muộn thế này rồi, tại sao còn ở trên này? Trong rừng cây, sau một thoáng im lặng truyền ra tiếng cười quan tâm của nam tử. Cành cây lay động một chút, một vị trung niên nam tử bước ra, khuôn mặt mang theo nụ cười, dừng ở chỗ đứa con của mình đang đứng dưới ánh trăng. Trung niên nhân mặc một bộ y sam họa lệ màu xám, long hành hổ bộ rất có uy nghiêm, trên mặt một đôi lông mày thô dày lại tăng thêm vài phần hào khí, đó là Tiêu gia đương nhiệm tộc trưởng đồng thời là phụ thân của Tiêu Viêm, ngũ tinh đại đấu sư Tiêu Chiến. Phụ thân, chẳng phải ngài cũng chưa nghỉ ngơi sao? Nhìn trung niên nam tử, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm, tuy mình có trí nhớ kiếp trước, bất quá từ lúc hắn sinh ra đến nay, vị phụ thân trước mặt này đối với hắn cực kỳ sủng ái. Sau khi hắn suy sụp càng không giảm mà tăng, như vậy cũng đủ làm cho Tiêu Viêm cam tâm gọi hắn một tiếng phụ thân rồi. Viêm Nhi, còn nghĩ tới việc trắc nghiệm buổi chiều sao? Bước nhanh tiến lên, Tiêu Chiến cười nói. Ha ha, có gì để nghĩ đâu, tất cả đều trong dự kiến rồi mà. Thiếu niên lắc lắc đầu, nụ cười cũng có chút miễn cưỡng. Ai? Nhìn khuôn mặt có chút non nớt của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến hít một hơi, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói. Viêm Nhi, năm nay ngươi 15 tuổi rồi đúng không? Vâng, phụ thân qua một năm nữa. Tựa hồ, phải tiến hành nghi thức trưởng thành rồi. Tiêu Chiến cười khổ nói. Đúng vậy, phụ thân, còn có một năm nữa thôi. Bàn tay có chút siết chặt, Tiêu Viêm bình tĩnh trả lời. Nghi thức trưởng thành đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên hiểu rõ. Chỉ cần qua trưởng thành nghi thức, hắn không có tiềm lực tu luyện, tự nhiên sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào đấu khí các tiến hành tìm kiếm công pháp đấu khí. Sau đó là bị phân đến các nơi có sản nghiệp của gia tộc, làm một số công việc bình thường. Đây là tộc quy của gia tộc, cho dù phụ thân hắn cũng không thể thay đổi. Mà nếu trước 25 tuổi vẫn chưa trở thành một đấu giả thì gia tộc cũng sẽ ghi nhận nữa. Thật xin lỗi con, Viêm Nhi, nếu một năm sau đấu khí của con chưa đạt đến thất đoạn thì phụ thân cũng chỉ có thể nhịn đau đem con phân về trong sản nghiệp của gia tộc mà thôi. Việc này cũng không phải một mình phụ thân có thể định đoạt, mấy cái lão gia hỏa kia mọi lúc đều chờ phụ thân mắc sai lầm ai. Nhìn Tiêu Viêm bình tĩnh, Tiêu Chiến có chút hổ thẹn thở dài. Phụ thân, con sẽ cố gắng, một năm sau con nhất định sẽ đạt tới thất đoạn đấu khí. Tiêu Viêm mỉm cười an ủi. Một năm, tăng 4 đoạn sao? Ha ha, nếu là trước kia, có lẽ còn có thể, bất quá hiện tại, không có một điểm cơ hội nữa rồi. Tuy an ủi phụ thân như vật, nhưng trong lòng Tiêu Viêm vẫn cười khổ tự diễu. Cũng là phi thường hiểu rõ Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Hắn biết một năm tăng 4 đoạn đấu khí có bao nhiêu khó khăn, vỗ nhẹ đầu hắn, bỗng nhiên cười nói, đã không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai gia tộc sẽ có khách quý tới, con cũng đừng để thất lễ. Khách quý? Ai ạ? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Ngày mai sẽ biết. Nháy nháy mắt với Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cười to mà đi, chỉ lưu lại Tiêu Viêm với cảm giác bất đắc dĩ. Yên tâm đi phụ thân, con sẽ cố hết sức. Vuốt ve chiếc nhẫn cổ xưa trên tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói. Trong lúc Tiêu Viêm ngẩng đầu đó, chiếc nhẫn màu đen cổ xưa trên tay bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng cực kỳ yếu ớt quỷ dị, ánh sắt chỉ chớp lên trong nháy mắt, không có bất cứ ai phát hiện ra. Chương 3 trên giường. Thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay trước người làm một cái kỳ dị thủ ấn, ngực nhẹ phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, lúc hơi thở tuần hoàn có nhàn nhạt bạch sắc khí lưu theo miệng, mũi đi vào cơ thể ôn dưỡng cốt cách cùng thân thể. Lúc thiếu niên nhắm mắt tu luyện, trên ngón tay hắc sắc cổ xưa giới chỉ lại quỷ dị sáng lên sau đó lập tức biến mất. Hô, chậm rãi thở một hơi, thiếu niên hai mắt đột nhiên mở, một đôi nhàn nhạt bạch mang tại đêm tối hiện lên. Đó là vừa bị hấp thu mà chưa hoàn toàn luyện hóa đấu khí. Đấu khí vất vả tu luyện được, lại biết mất. Ta Thảo. Cảm ứng đấu khí trong cơ thể, thiếu niên khuôn mặt đột nhiên phẫn nộ, thanh âm có chút bén nhọn mắng. Nắm tay gắt gao niết vào nhau, một lúc sau, thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu, mệt mỏi nằm xuống giường, giãn chân cùng đùi đang có chút run rẩy ra, chỉ có 3 đoạn đấu khí, hắn không có khả năng vô thị các loại mệt nhọc. Tại trong phòng hoạt động thân thể đơn giản một chút, ngoài phòng truyền đến già nua thanh âm, Tam thiếu gia, tộc trưởng gọi ngươi đến đại sảnh. Tam thiếu gia, Tiêu Viêm đứng thứ 3 trong nhà, trước hắn có 2 người ca ca, bất quá bọn họ đã sớm ra ngoài lịch lãm, thỉnh thoảng mới về nhà. 2 vị ca ca này đối với vị thân đệ đệ Tiêu Viêm cũng rất không sai nga. Thuận miệng đáp, Tiêu Viêm đi ra khỏi phòng, đối với ngoài phòng một cái thanh sam lão giả mỉm cười nói, đi thôi, Mặc quản gia. Nhìn thiếu niên non nớt khuôn mặt, thanh sam lão giả hòa thiện gật gật đầu, lúc xoay người trong mắt xẹt qua một mặt không ai phát hiện tiếc hiện, ai, lấy thiên phú của Tam thiếu gia trước kia chỉ sợ sớm đã trở thành một xuất sắc đấu giả, đáng tiếc.
theo lão quản gia ra khỏi hậu viện, tại nghênh khách đại sảnh ngừng lại, cung kính gõ cửa sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào đại sảnh rất lớn, người ngồi bên trong cũng không ít, vài người ngồi cao nhất là Tiêu Chiến và ba vị sắc mặt đạm mạc lão già, bọn họ là trưởng lão trong tộc, quyền lợi không bé hơn tộc trưởng tại bốn người bên trái, ngồi một số trưởng bối có thực lực không kém trong gia tộc, ở bên cạnh họ cũng có một số biểu hiện kiệt xuất trong gia tộc tuổi trẻ một đời một bên khác, ngồi ba người lạ lẫm, nói như vậy bọn họ là khách quý mà Tiêu Chiến nói đêm qua. Có chút nghi hoặc ánh mắt đảo qua tại ba người xa lạ, bên trong ba người, có một vị mặc nguyệt bạch y bào lão giả. Lão giả tươi cười đầy mặt, thần thái sáng láng, một đôi nho nhở song nhãn quang mang ngẫu thiểm, tầm mắt của Tiêu Viêm khẽ hạ xuống, dừng ở lão giả trên ngực, đột nhiên dùng mình, tại lão giả trên ngực y bào rõ ràng có một cái ngân sắc thiển nguyệt, tại thiển nguyệt xung quanh có 7 khỏa kim quang lòe lòe tinh thần thất tinh đại đấu sư. Lão nhân này lại là một vị thất tinh đại đấu sư. Thật là người không thể nhìn tướng. Tiêu Viêm trong lòng kinh dị, thực lực của lão giả này so với phụ thân mình còn mạnh hơn 2 tinh. Người có thể trở thành đại đấu sư, ít nhất cũng là danh chấn một phương cường giả, thực lực như vật sẽ được tất cả các thế lực su chi nhược vụ. Vậy mà bỗng nhiên lại gặp một vị cường giả có cấp bậc như vậy, cũng khó trách Tiêu Viêm sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh lão giả, ngồi một đôi tuổi trẻ nam nữ, bọn họ đều mặc giống nhau nguyệt bạch bào trang phục, nam tử tuổi khoảng 20, tướng mạo anh tuấn, phối hợp vóc người cao lớn, rất có mị lực, trọng yếu nhất là 5 khỏa kim tinh trên ngực, đại biểu thanh niên này thực lực, ngũ tinh đấu giả. Có thể 20 tuổi trở thành một ngũ tinh đấu giả, nói lên thanh niên thiên phú tu luyện cũng rất cao anh tuấn tướng mạo, hơn nữa bất tục thực lực, vị thanh niên này không chỉ đem bao nhiêu thiếu nữ trong gia tộc mê đến thần hồn điên đảo. Ngay cả Tiêu Mị ngồi một bên, Mỹ Mâu nhìn về phía bên này, cũng phát ra dị thải thiếu nữ thầm đưa mắt, bất quá với thanh niên này không có chút hấp dẫn lực. Lúc này, vị thanh niên kia đang đem chú ý lực tập trung tại xinh đẹp thiếu nữ ngồi bên cạnh. Thiếu nữ này tuổi cùng Tiêu Viêm tương phản, làm Tiêu Viêm ngoài ý muốn chính là nàng dung mạo, so với Tiêu Mị còn đẹp hơn vài phần, tại bên trong gia tộc, cũng chỉ có giống như hoa sen Tiêu Huân Nhi có thể so sánh. Khó trách nam tử này đối với trong tộc mấy cái yên chi tục phấn khinh thường một cỗ thiếu nữ mềm mại vành tai có một cái lục sắc ngọc trụy, khẽ động một chút, phát ra thanh thúy ngọc hưởng, đột ngột hiện ra một mặt kiều quý. Ngoài ra, tại thiếu nữ bắt đầu phát dục trên ngực, có 3 khỏa kim tinh tam tinh đấu giả, cô gái này, nếu không có nhờ ngoại vật kích phát thì chính là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, ánh mắt Tiêu Viêm tại trên mặt cô gái dừng lại một chút rồi rời đi, nói thế nào đi nữa dưới ngây thơ ngoại mạo của hắn chính là một cái thành thục linh hồn. Tuy thiếu nữ rất đẹp, bất quá hắn cũng không nhàn tâm lộ ra chảy nước miếng chư ca bộ dáng hành động của Tiêu Viêm khiến thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên nàng cũng không phải loại người nghĩ thế giới đều vây quanh mình nữ hài. Bất quá khí chất và mỹ mạo của mình, nàng rất hiểu rõ, Tiêu Viêm tùy ý động giác thực sự làm nàng có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi. Phụ thân, ba vị trưởng lão, bước nhanh về phía trước, đối với bốn người Tiêu Chiến cung kính hành lễ, Viêm Nhi, đến rồi, mau ngồi xuống đi. Thấy Tiêu Viêm đã đến, Tiêu Chiến dừng lại cùng khách nhân đàm tiếu, hướng về phía hắn gật gật đầu, phất tay nói. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm làm như không thấy ba vị trưởng lão phóng đến không kiên nhẫn và khinh thường, quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên phát hiện, không có vị trí của mình. Ai, địa vị cẩu mình trong gia tộc, xem ra càng ngày càng thấp, ngày xưa còn tốt, nhưng hiện tại lại làm ta trước mặt khách nhân khó xử, ba cái lão bất tử này. Trong lòng tự giễu cười, Tiêu Viêm thầm nhủ lắc đầu. Nhìn Tiêu Viêm đứng tại chỗ, người tuổi trẻ trong gia tộc đều nhịn không được cười châm chọc, hiển nhiên đều rất thích xem hắn mất mặt bộ dáng. Lúc này, Tiêu Chiến phía trên cũng phát hiện Tiêu Viêm xấu hổ, khuôn mặt hiện lên tức giận, đối với bên cạnh lão giả nhíu mày nói, nhị trưởng lão, ngươi, khái, thật xin lỗi, thế nhưng đem tam thiếu gia quên mất, ta lập tức gọi người chuẩn bị hoàng bào lão giả bị Tiêu Chiến trừng mắt chỉ nhàn nhạt cười, tự trách vỗ vỗ trán, nhưng trong mắt châm chọc không có che giấu bao nhiêu Tiêu Viêm ca ca, ngồi ở đây đi. Thiếu nữ nhàn nhạt tiếng cười, bỗng nhiên tại đại sảnh vang lên. Ba vị trưởng lão ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía trong góc im lặng Tiêu Huân Nhi, miệng nhuyễn nhuyễn, thế nhưng đều không dám nói nữa. Tại trong góc đại sảnh, Tiêu Huân Nhi mỉm cười khép lại bộ sách rất dày, khí chất đạm nhã thong dong, đối với Tiêu Viêm đáng yêu chớp chớp mắt. Nhìn Tiêu Huân Nhi mỉm cười khuôn mặt, Tiêu Viêm chần chừ một chút, vuốt mũi gật gật đầu, sau đó tại đông đảo thiếu niên ghen tị ánh mắt, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Người lại giúp ta giải vây. Người bên cạnh thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm, Tiêu Viêm cười nhẹ nói. Tiêu Huân Nhi nhợt nhạt cười, khuôn mặt lộ ra đáng yêu má lúm đồng tiền, mảnh khảnh ngón tay lại mở ra cổ xưa bộ sách, tuổi nhỏ đã có một loại chi tính mỹ cảm, lông mi chớp động, bỗng nhiên có chút buồn bã nói, Tiêu Viêm ca ca đã có 3 năm không một mình ngồi cạnh Huân Nhi. Ách, Huân Nhi hiện tại là thiên tài trong gia tộc, muốn có bằng hữu còn không đơn giản sao? Nhìn thiếu nữ có chút u oán khuôn mặt, Tiêu Viêm kiền tiếu nói.
Lúc Huân Nhi 4 tuổi đến 6 tuổi, mỗi ngày buổi tối đều có một người vào phòng ta, sau đó dùng một loại rất ngốc nghếch thủ pháp cùng với không hùng hậu đấu khí, ôn dưỡng ta kinh mạch cùng cốt cách, mỗi lần đều tự mình đổi mồ hôi đầm đìa mới mỏi mệt rời đi. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nói hắn là ai? Huân Nhi trầm mặc một lúc bỗng quay đầu, đối với Tiêu Viêm thản nhiên cười, thiếu nữ phong tình làm chung quanh thiếu niên ánh mắt tỏa sáng. Khái, ta làm sao biết được? Trong lòng lại nhảy dựng lên, Tiêu Viêm xấu hổ cười hai tiếng, lập tức có chút tâm hư đem ánh mắt chuyển đến trong đại sảnh. Hi hi. Nhìn phản ánh của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi hòa nhã cười, ánh mắt chuyển đến trên bộ sách, thản nhiên tự nói, tuy biết là hắn có ý tốt, nhưng Huân Nhi mặc kệ, dù gì đi nữa người ta cũng là nữ hài tử. Làm gì có đạo lý trộm động chạm đến nữ hài tử thân thể, nếu Huân Nhi tìm thấy người đó, hừ. Khóe miệng giật giật, Tiêu Viêm trong lòng có chút tâm hư, không nói một lời. Chương 4 trong đại sảnh, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đang cùng vị lạ lẫm lão giả kia nói chuyện với nhau, bất quá vị lão giả này tựa như có việc gì đó khó nói, lời nói mỗi khi đến miệng lại bất đắc dĩ nốt lại, mà mỗi lần như vậy, kiều quý thiếu nữ ngồi bên cạnh lại nhịn không được liếc mắt nhìn lão giả vảnh tai lắng nghe một hồi. Tiêu Viêm có chút nhàm chán lắc đầu, Tiêu Viêm ca ca, ngươi biết thân phân phận bọn họ không? Đang lúc Tiêu Viêm nhàm chán muốn ngủ gật, Tiêu Huân Nhi mảnh khảnh ngón tay lại mở ra cổ xưa bộ sách, mỉm cười nói, ngươi biết? Tò mò quay đầu lại, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, nhìn thấy trên bào phục của họ có vân thải ngân kiếm không? Mỉm cười một cái, Huân Nhi nói nga. Trong lòng chấn động, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng đến ba người, quả nhiên phát hiện một đám mây có hình ngân kiếm. Bọn họ là người của Vân Lam Tông. Tiêu Viêm kinh ngạc thấp giọng nói, tuy không ra ngoài lịch lãm, bất quá Tiêu Viêm đọc trong một số bộ sách có Vân Lam Tông đại khái giới thiệu, Tiêu gia ở tại một thành thị tên là Ô Thản Thành. Ô Thản Thành thuộc về Gia Mã Đế Quốc, tuy nhiên tòa thành này nhờ có ma thú sơn mạch địa lợi mà được nằm trong nhóm các đại thành thị, bất quá cũng xếp ở gần cuối. Gia tộc của Tiêu Viêm, tại Ô Thản Thành rất có phân lượng, bất quá cũng không phải là duy nhất, trong thành còn có hai đại gia tộc khác, thực lực không kém Tiêu gia bao nhiêu, tam phương không ngừng minh tranh ám đấu mấy chục năm, cũng bất phân thắng bại. Nếu nói Tiêu gia ở Ô Thản Thành độc bá, thì Vân Lam Tông có lẽ phải nói là độc bá cả Gia Mã Đế Quốc. Chênh lệch của hai bên giống như hồng câu. Khó trách ngay cả phụ thân ngày thường nghiêm túc, trong lời nói cũng rất kính sợ. Bọn họ đến gia tộc ra làm gì? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc thấp giọng hỏi. Di động mảnh khảnh đầu ngón tay một chút, Huân Nhi trầm mặc một lúc mới nói, có lẽ cùng Tiêu Viêm ca ca có quan hệ. Ta cũng không quen biết bọn họ à. Nghe vậy, Tiêu Viêm dùng mình, lắc đầu phủ nhận. Biết tên của thiếu nữ kia không? Huân Nhi nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối diện kiều quý cô gái. Là gì? Nhướng mày, Tiêu Viêm truy vấn. Nạp Lan Yên Nhiên. Huân Nhi khuôn mặt có chút cổ quái, liếc mắt nhìn thân hình có chút cứng ngắc Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên, Gia Mã Đế Quốc sư Tâm Nguyên soái Nạp Lan Kiệt cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên. Người đó là hôn thê của ta. Tiêu Viêm sắc mặt cứng ngắc nói. Hi hi, gia năm đó cùng Nạp Lan Kiệt là hảo hữu, mà vừa đúng lúc ấy ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời xuất sinh cho nên hai vị lão gia tử quyết định hôn sự này. Bất quá, sau khi người xuất sinh 3 năm, Gia Gia cùng kẻ thù giao chiến trọng thương mà chết, theo thời gian trôi qua, Tiêu Gia cùng Nạp Lan Gia quan hệ cũng càng ngày càng ít. Huân Nhi khẽ dừng lại, nhìn Tiêu Viêm hai mắt mở lớn, không khỏi đắc ý cười khẽ một tiếng, nói tiếp, Nạp Lan Kiệt lão đầu này vô cùng kiệt ngạo, hơn nữa cực kỳ để ý mặt mũi, hôn sự năm đó hắn đã đáp ứng cho nên Tiêu Viêm ca ca mấy năm nay thanh danh cực kém hắn cũng chưa từng phái người đến hối hôn. Lão đầu này đích xác kiệt đến đáng yêu. Nghe đến đây, Tiêu Viêm cũng nhịn không được cười lắc đầu. Nạp Lan Kiệt trong gia tộc có tuyệt đối quyền lực, lời hắn nói ra, không một ai dám phản đối. Tuy nhiên hắn cũng rất yêu thương cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên, bất quá muốn hắn mở miệng giải trừ hôn ước cũng có chút khó khăn. Huân Nhi xinh đẹp ánh mắt híp lại, hài hước nói, nhưng 5 năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên bị Vân Lam Tông chủ Vân Vận thu làm đệ tử. 5 năm thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện ra tuyệt giai tu luyện thiên phú, làm Vân Vận cực kỳ sủng ái. Khi một người có đủ thực lực thay đổi vận mệnh của mình, thì hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp đem những chuyện mình không thích giải quyết đi. Rất bất hạnh, hôn sự của Tiêu Viêm ca ca và nàng là thứ nàng không hài lòng nhất. Người muốn nói, nàng lần này đến đây để giải trừ hôn ước. Sắc mặt biến đổi, Tiêu Viêm trong lòng mạnh mẽ dâng lên một trận tức giận này không phải vì Nạp Lan Yên Nhiên kỳ thị hắn. Nói thật, thiếu nữ đối diện tuy rất xinh đẹp, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải một cái sắc lang, nếu không thể kết duyên Tần Tấn, Tiêu Viêm cũng chỉ có chút tiếc nuối mà thôi. Nhưng nếu nàng thật sự tại trước mặt mọi người đối với phụ thân của mình đề ra thỉnh cầu giải trừ hôn ước, như vậy thân là tộc trưởng phụ thân, mặt mũi sẽ mất hết. Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ có xinh đẹp, địa vị hiển hách, thêm vào thiên phú tuyệt hảo. Bất cứ ai khi nói đến việc này thì đều cho rằng hắn là cóc đòi ăn thịt thiên Nga, lại bị thiên Nga giẫm nát dưới chân. Lời nói như vậy,
Sau này không chỉ có Tiêu Viêm, cho dù là phụ thân hắn cũng sẽ trở thành trò cười của người khác, mất hết uy nghiêm. Nhẹ nhàng hấp một hơi khí lạnh, bàn tay giấu trong tay áo cũng gắt gao nắm chặt lại, nếu mình bây giờ là một đấu sư, ai còn dám trà đạp lên ta như vậy. Đích xác, nếu Tiêu Viêm lúc này có đấu sư thực lực, cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên có chỗ dựa là Vân Lam Tông cũng không dám làm như vậy. 15 tuổi đấu sư, tại đấu khí đại lục nhiều năm lịch sử cũng chỉ có vài người, mà mấy người này đều trở thành đấu khí tu luyện giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Một bàn tay mềm mại lặng lẽ xuyên qua ống tay áo, nắm chặt tay Tiêu Viêm, Huân Nhi ôn nhu nói, Tiêu Viêm ca ca, nàng làm như vậy chính là tổn thất của nàng mà thôi, Huân Nhi tin tưởng, sau này nàng sẽ vì ánh mắt nông cạn của mình mà hối hận. Hối hận? Suy tiếu một tiếng, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn đầy tự giễu, ta bây giờ, có tư cách đó. Huân Nhi, ngươi đối với bọn họ hình như rất rõ ràng. Ngươi trước kia theo ta nói một số việc có lẽ ngay cả phụ thân ta cũng không biết. Ngươi vì sao lại biết được? Vỗ nhẹ tay áo, ngữ khí của Tiêu Viêm bỗng nhiên chuyển đổi, hỏi. Huân Nhi chấn động, cũng chỉ mỉm cười không nói. Nhìn Huân Nhi tránh né tư thế, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ liếm liếm môi. Huân Nhi tuy cũng họ Tiêu, bất quá cùng hắn không có chút huyết thống quan hệ nào. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ gặp qua cha mẹ của Huân Nhi. Mỗi khi hắn hỏi phụ thân hắn cũng ngậm miệng không nói. Hiển nhiên hắn đối với cha mẹ của Huân Nhi rất kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Tại trong lòng Tiêu Viêm, thân phận của Huân Nhi cực kỳ thần bí, nhưng mặc kệ hắn hỏi thế nào, tiểu ni tử này sẽ thông minh lấy trầm mặc ứng đối, làm Tiêu Viêm có kế hoạch cũng không chỗ thi triển ai, coi như thua ngươi, không nói thì không nói vậy. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, bởi vì lão giả tại Nạp Lan Yên Nhiên không ngừng thúc giục ánh mắt, vị lão giả kia rốt cục cũng đứng lên. Nhờ Vân Lam Tông hướng phụ thân thị uy sao? Nạp Lan Yên Nhiên này thật sự là rất có thủ đoạn. Trong lòng Tiêu Viêm vang lên phẫn nộ cười lạnh. Trương Năm Khái, Nguyệt Bảo lão giả ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, đối với Tiêu Chiến chắp tay mỉm cười nói, Tiêu tộc trưởng, lần này đến Quý gia tộc, chủ yếu là có việc muốn cầu, Cát Diệp tiên sinh, có việc gì cứ nói là được, nếu có khả năng làm, Tiêu gia sẽ không chối từ. Đối với vị lão giả này, Tiêu Chiến cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên khách khí nói. Bất quá cũng không biết đối phương muốn cầu việc gì, nên cũng không dám chắc chắn, Tiêu tộc trưởng, người biết nàng không? Cát Diệp mỉm cười, chỉ vào thiếu nữ bên cạnh mỉm cười hỏi. Thứ cho Tiêu Chiến vụng về, vị tiểu thư này là. Nghe vậy, Tiêu Chiến ngẩn người, dò xét thiếu nữ một chút, có chút xấu hổ lắc lắc đầu. Năm đó Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận Thu làm đệ tử lúc 10 tuổi, tại Vân Lam Tông tu luyện 5 năm thời gian, cái này gọi là nữ đại thập bát biến, nhiều năm không gặp, Tiêu Chiến tự nhiên không nhận ra thiếu nữ này là con dâu trên danh nghĩa của mình khái. Nàng tên là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên, cháu gái của Nạp Lan lão gia tử Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đầu tiên là giật mình, ngay sau đó là thần tình vui mừng, có lẽ là nhớ lại việc năm đó, lập tức đối với thiếu nữ lộ ra ôn hòa nụ cười, thì ra là Nạp Lan chất nữ, Tiêu thúc thúc đã nhiều năm chưa gặp lại ngươi, đừng trách thúc thúc mắt mờ. Bỗng nhiên xuất hiện một màn, làm mọi người thoáng ngẩn ra, ba vị trưởng lão nhìn nhau, lông mày không khỏi cau lại. Tiêu thúc thúc, chất nữ nhiều năm không đến bái kiến, người nên bồi tội là ta mới phải, đâu dám trách tội Tiêu thúc thúc. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười ngọt ngào nói, Nạp Lan chất nữ, trước kia nghe nói người được Vân Vận đại nhân thu làm môn hạ, lúc đó còn tưởng là lời đồn, không nghĩ tới lại là thật, chất nữ thiên phú thật là tốt. Tiêu Chiến tán thưởng cười nói, đó là Yên Nhiên vận khí tốt. Nhợt nhạt cười, Nạp Lan Yên Nhiên có chút ăn không tiêu nhiệt tình của Tiêu Chiến, tay khẽ kéo kéo Cát Diệp bên cạnh, Tiêu tộc trưởng, việc tại hạ muốn thỉnh cầu hôm nay cùng Yên Nhiên có quan hệ, hơn nữa việc này do chính tông chủ đại nhân mở lời. Cát Diệp cười khẽ một tiếng, lúc nhắc tới tông chủ hai chữ, biểu tình trên khuôn mặt có chút thoáng trịnh trọng. Sắc mặt hơi đổi, Tiêu Chiến thu liễm nụ cười, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận chính là Gia Mã Đế quốc đại nhân vật, hắn nho nhỏ một cái tộc trưởng, nửa điểm đều không thể đắc tội. Bằng thế lực và thực lực của hắn, có việc gì lại cần Tiêu gia hỗ trợ? Cát Diệp nói cùng Nạp Lan chất nữ có quan hệ, chẳng lẽ? Nghĩ đến đó, khóe miệng Tiêu Chiến hơi giật giật, bàn tay run nhẹ nhẹ, bất quá có tay áo che giấu nên cũng không bị phát hiện. Mạnh mẽ áp chế lửa giận, thanh âm có chút phát run nói, Cát Diệp tiên sinh, mời nói. Khái. Trên mặt Cát Diệp bỗng nhiên xuất hiện một mặt xấu hổ, bất quá nhớ tới tông chủ đối với Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ yêu thương, chỉ có thể cắn chặt răng, cười nói, Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam Tông môn quy nghiêm lệ, hơn nữa tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng rất cao, cơ bản đã đem nàng bồi dưỡng trở thành tông chủ đời tiếp theo của Vân Lam Tông. Do một chút đặc thù quy củ, truyền nhân của tông chủ trước khi chính thức trở thành tông chủ đều không thể cùng nam tử qua lại. Tông chủ đại nhân hỏi qua Yên Nhiên, biết được nàng cùng Tiêu gia còn có một thân sự, cho nên tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước này. Ca,
Chiếc chén ngọc thạch trong tay Tiêu Chiến bỗng nhiên biến thành một chùm phấn mạt bên trong đại sảnh, không khí có chút yên tĩnh, ba vị trưởng lão cũng bị lời nói của Cát Diệp chấn động, bất quá một lúc sau, bọn họ nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt đã thêm một mặt châm chọc cùng cười nhạo hắc hắc, bị người ta đến cửa mạnh mẽ giải trừ hôn ước. Xem tộc trưởng ngươi về sau còn có uy vọng gì để quản lý gia tộc. Một ít thiếu nam thiếu nữ cũng không biết Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên có hôn ước, bất quá sau khi hỏi cha mẹ bên cạnh, sắc mặt bọn họ đột nhiên trở nên phấn khích, cười nhạo cùng châm chọc ánh mắt hướng đến Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dám ngẩng đầu, ngón tay khẩn trương chắp vào nhau. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút làm khó cho ngươi, bất quá xem tại mặt mũi của tông chủ đại nhân, giải trừ hôn ước đi. Bất đắc dĩ hít một hơi, Cát Diệp nhàn nhạt nói. Tiêu Chiến nắm chặt tay, nhàn nhạt thanh sắc đấu khí dần dần bao trùm thân thể, cuối cùng còn ẩn ẩn hội tụ trên mặt một cái hư ảo đầu sư tử. Tiêu gia cao nhất công pháp, Cuồng Sư Nộ Cương, cấp bậc huyền giai trung cấp. Nhìn phản ánh của Tiêu Chiến, khuôn mặt của Cát Diệp cũng ngưng trọng lên, thân hình đứng chắn trước Nạp Lan Yên Nhiên, hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, thanh sắc đấu khí hội tụ tại ưng chảo, tản ra sắc bén kiếm khí Vân Lam Tông cao thâm công pháp, Thanh Mộc Kiếm Quyết, cấp bậc huyền giai sơ cấp. Theo khí tức của hai người tản ra, bên trong đại sảnh thực lực hơi yếu thiếu niên sắc mặt đều trắng bệch, trong ngực đều có chút khó chịu. Ở lúc Tiêu Chiến hô hấp càng thêm dồn dập, ba vị trưởng lão chói tai thanh âm như sấm sét tại trong đại sảnh vang lên. Tiêu Chiến, còn không mau dừng tay. Ngươi đừng nên quên mình là Tiêu gia tộc trưởng. Thân hình cứng đờ, đấu khí trên thân thể Tiêu Chiến chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đát mông ngồi lại trên ghế, Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang cúi đầu không nói, thanh âm có chút khàn khàn nói, Nạp Lan chất nữ, phách lực rất tốt, Nạp Lan túc có nữ nhi như người thực làm người khác hâm mộ. Thân thể khẽ run rẩy, Nạp Lan Yên Nhiên ngập ngừng nói, Tiêu thúc thúc, gọi ta Tiêu tộc trưởng là được, thúc thúc xưng vị, ta không nhận nổi. Ngươi là Vân Lam Tông tương lai tông chủ, sau này cũng là đấu khí đại lục phong vân nhân vật, Viêm Nhi nhà ta chẳng qua là một người tư chất bình thường, thật sự không xứng với ngươi. Nhàn nhạt phất tay, Tiêu Chiến ngữ khí lạnh lùng nói, đa tạ Tiêu tộc trưởng giải thích. Nghe vậy, Cát Diệp mừng rỡ, đối với Tiêu Chiến bồi tiếu, Tiêu tộc trưởng, tông chủ đại nhân biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép, cho nên để tại hạ mang đến một vật, coi như là bồi lễ. Nói xong, Cát Diệp khẽ chạm vào giới chỉ trên ngón tay, một cái cổ hạp bằng ngọc trống rỗng xuất hiện trong tay. Cẩn thận mở ra, một cỗ dị hương nhất thời tràn ngập đại sảnh, tất cả mọi người tinh thần đều thư giãn. Ba vị trưởng lão tò mò ngẩng đầu, nhìn bên trong hộp ngọc, thân thể đều chấn động, kinh thanh nói, tụ khí tán. Chương 6 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trong cổ hạp, một viên thuốc toàn thân màu xanh, to bằng mắt rồng đang lẳng lặng nằm, mà cỗ mê người dị hương, bắt đầu từ bên trong phát ra tại đấu khí đại lục, muốn trở thành một đấu giả chân chính, điều kiện đầu tiên là phải ngưng tụ đấu khí toàn trong cơ thể, mà ngưng tụ đấu khí toàn cũng có hiệu suất thất bại không nhỏ. Sau khi thất bại, 9 đoạn đấu khí sẽ trở lại 8 đoạn, một số người vận khó không tốt, nói không chừng phải ngưng tụ 10 lần mới có thể thành công. Mà ngưng tụ lặp lại nhiều lần như vậy, là mất đi giai đoạn tu luyện tốt nhất, kết quả là tổn hao tiền đồ. Tụ khí tán, tác dụng của nó là giúp một vị có 9 đoạn đấu khí có 100% thành công ngưng tụ đấu khí toàn. Loại đặc hiệu này, làm cho vô số người muốn nhanh chóng trở thành đấu giả mơ ước không thôi, ngày đêm đều nghĩ mà không thể được. Nói đến tụ khí tán, không thể không nói đến người chế tạo nó, luyện dược sư. Đấu khí đại lục có một loại chức nghiệp còn cao quý hơn đấu giả, mọi người gọi bọn họ là luyện dược sư. Luyện dược sư, tên như ý nghĩa, bọn họ có thể luyện chế ra nhiều loại thần kỳ đan dược để tăng thêm thực lực. Tất cả các luyện dược sư đều sẽ được các thế lực bằng bất cứ giá nào kiệt lực chiêu nạp, thân phận cực kỳ hiển hách. Luyện dược sư có thể có đãi ngộ như vậy, tự nhiên cũng rất ít ỏi. Muốn trở thành một luyện dược sư, điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, tự thân thuộc tính phải là hỏa, tiếp theo, tại trong hỏa thể còn phải có thêm một tia mộc khí, có hiệu quả trung hòa khi luyện dược. Phải biết rằng, trên đấu khí đại lục, thuộc tính của con người quyết định bởi linh hồn của họ, vĩnh viễn chỉ có một thuộc tính, không thể có thuộc tính khác lẫn vào, cho nên, một thân thể có hai loại thuộc tính mạnh yếu không giống nhau cơ bản là không có khả năng. Đương nhiên, không có việc gì là tuyệt đối, trong hàng triệu người sẽ có một số linh hồn bị biến dị, mà người có biến dị linh hồn, sẽ có tiềm lực trở thành một luyện dược sư. Bất quá đơn giản chỉ có hỏa mộc hai thuộc tính linh hồn cũng chưa thể xưng là một luyện dược sư chân chính, bởi vì một điều kiện không thể thiếu khác của luyện dược sư, đó là linh hồn cảm giác lực, cũng có thể gọi là linh hồn tố tạo lực. Luyện chế đan dược, trọng yếu nhất là ba điều kiện, tài liệu, hỏa chủng, linh hồn cảm giác lực. Tài liệu, đương nhiên là các loại thiên tài địa bảo. Luyện dược sư cũng không phải thần, không có cực phẩm tài liệu, bọn họ cũng không thể làm ra được gì nên hồn. Bởi vậy, tài liệu tốt là phi thường trọng yếu. Hỏa chủng cũng chính là ngọn lửa mà luyện dược sư cần để luyện chế đan dược. Loại lửa bình thường không thể sử dụng, mà phải dùng ngọn lửa do hỏa thuộc tính đấu khí tạo thành,
Đương nhiên, trong thế gian cũng có rất nhiều thiên địa dị hỏa. Một số luyện dược sư có thực lực mạnh mẽ mới có thể sử dụng. Dùng dị hỏa để luyện dược, không chỉ đem thành công hiệu suất tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đan dược luyện ra sẽ có dược hiệu mạnh hơn đan dược dùng hỏa diễm đấu khí luyện ra. Bởi vì luyện dược cần rất nhiều thời gian luyện chế, cực kỳ tiêu hao đấu khí, bởi vậy mỗi vị kiệt xuất luyện dược thật ra đều là một hỏa diễm đấu giả mạnh mẽ. Điều kiện cuối cùng, đó là linh hồn cảm giác lực. Tại lúc luyện dược, hỏa hầu cao hay thấp đều là cực kỳ trọng yếu, đôi lúc chỉ cần hỏa hầu hơi mạnh một chút, cả lò đan dược sẽ hóa thành tro bụi. Cho nên, thao khống hỏa hầu là việc luyện dược sư bắt buộc phải học, nhưng muốn thao khống hỏa hầu thì phải có cường hãn linh hồn cảm giác lực. Mất đi điểm này, cho dù hai điều trên có tốt thế nào cũng chỉ là vô dụng. Tại mấy loại hà khắc điều kiện này, người có tư cách trở thành luyện dược sư, đương nhiên là Phượng Mao Lân Giác. Mà luyện dược sư ít, các loại thần kỳ đan dược tự nhiên cũng rất hiếm hoi, vật càng ít mới càng quý giá, cũng vì vậy mới tạo nên thân phận tôn quý, thậm chí có chút khi hình thân phận. Bên trong đại sảnh, nghe ba vị trưởng lão kinh ngạc âm thanh, các thiếu nam thiếu nữ ánh mắt đều trừng lớn, từng đôi nóng cháy ánh mắt gắt gao tập trung tại chiếc hộp ngọc trên tay Cát Diệp Tiêu Mị ngồi bên cạnh phụ thân, lưỡi liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng, con mắt nhìn chiếc hộp ngọc chớp cũng không chớp một cái. Đây là danh dự trưởng lão của bổn tông, Cổ Hà đại nhân tự mình luyện chế, có lẽ các vị đã nghe qua tên của lão nhân gia hắn chứ. Nhìn ba vị trưởng lão thất thố bộ dáng, Cát Diệp trong lòng nhịn không được có chút đắc ý, mỉm cười nói. Viên thuốc này do đan vương Cổ Hà luyện ra. Nghe vậy, ba vị trưởng lão đều giật mình biến sắc. Đan vương Cổ Hà, tại Gia Mã Đế Quốc có sức ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ, luyện dược tay nghề thần kỳ khó lường. Vô số cường giả đều muốn cung nghênh nhưng đều không thể tìm ra. Cổ Hà không chỉ có thần kỳ luyện dược thuật, thực lực cũng đã sớm bước vào đấu vương chi cảnh, có tên trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Một nhân vật như vậy, tụ khí tán do hắn luyện chế ra, chỉ sợ giá trị sẽ tăng thêm vài lần. Ba vị trưởng lão đều vui vẻ ra mặt nhìn tụ khí tán trong hộp ngọc. Nếu gia tộc có viên tụ khí tán này, chỉ sợ sẽ có năng lực sáng tạo ra một thiếu niên đấu giả. Trong lúc ba vị trưởng lão đang tìm cách đem đan dược đoạt tới tay cho tôn tử của mình, thiếu niên áp chế tức giận nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Cát Diệp lão tiên sinh, người nên đem đan dược thu hồi lại, việc hôm nay chúng ta sẽ không đáp ứng. Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều truyền đến khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện. Cầm miệng cho ta. Sắc mặt trầm xuống, một vị trưởng lão tức giận quát. Tiêu Viêm, lui ra đi, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, bất quá chúng ta sẽ thay ngươi làm chủ. Một vị lớn tuổi lão giả khác cũng nhàn nhạt nói. Ba vị trưởng lão, nếu hôm nay hối hôn đối tượng của bọn họ là con hoặc cháu các ngươi, thì các ngươi có thể dễ chịu như vậy sao? Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, khóe miệng châm chọc, cười hỏi, ba vị trưởng lão khinh thường hắn, vậy hắn cũng không phải giả vờ trước mặt họ. Ngươi, nghe vậy, ba vị trưởng lão đều bị kìm hãm, tam trưởng lão tính tình táo bạo, đã trừng mắt, đấu khí chậm rãi hiện lên. Ba vị trưởng lão, Tiêu Viêm ca ca nói không sai, việc này, hắn là người trong cuộc, các ngươi không cần xen vào. Thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm, tại đại sảnh lạnh nhạt vang lên. Nghe thiếu nữ nhỏ nhẹ thanh âm, ba vị trưởng lão tức giận bỗng nhiên hạ xuống, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Nhìn ba vị trưởng lão uể oải, Tiêu Viêm quay đầu lại, chăm chú nhìn Tiêu Huân Nhi đang cười, tiểu ni tử ngươi, thân phận cuối cùng là gì? Vì sao lại làm ba vị trưởng lão kiêng kỵ như thế? Áp chế nghi vấn trong lòng, Tiêu Viêm nhanh chóng bước lên, đối với Tiêu Chiến cung kính hành lễ, sau đó xoay người đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên. Bình tĩnh mở lời hỏi, Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, việc hối hôn hôm nay, Nạp Lan lão gia tử đã đáp ứng chưa? Tiêu Viêm bỗng nhiên ra tay ngăn cản, Nạp Lan Yên Nhiên đã có chút không vừa lòng, đôi mi thanh tú nhíu lại. Người này, lúc đầu xem cũng không sai, tại sao lại là một người đáng ghét như vậy, chẳng lẽ hắn không nhận ra chênh lệch giữa hai người sao? Nàng trong lòng trách cứ Tiêu Viêm, cũng không nghĩ qua, nàng trước mặt mọi người đề ra hối hôn cử chỉ làm cho Tiêu Viêm cùng phụ thân hắn lâm vào cực kỳ phẫn nộ và xấu hổ tình cảnh đứng dậy, nhìn thiếu niên sẽ trở thành chồng mình sau này, Nạp Lan Yên Nhiên ngữ khí bình thản, gia gia chưa từng đáp ứng, bất quá đây là việc của ta, cùng hắn không quan hệ, một khi lão gia tử chưa đáp ứng, vậy phụ thân ta cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hôn sự trước kia là hai lão gia tử tự mình mở miệng, bây giờ họ không mở miệng giải trừ thì hôn sự này không ai dám giải, nếu không người đó sẽ là tiết độc trưởng bối. Ta nghĩ, trong gia tộc chúng ta, không nên làm ra loại việc ngỗ nghịch như vậy chứ. Tiêu Viêm khẽ quay đầu, cười lạnh nhìn ba vị trưởng lão. Bị Tiêu Viêm đội cho một cái nón lớn như vậy, ba vị trưởng lão nhất thời cứng lại, trong gia tộc xâm nghiêm, loại tội danh này đủ để làm bọn họ mất đi vị trí trưởng lão ngươi. Nghe Tiêu Viêm nói, Nạp Lan Yên Nhiên dùng mình, cũng không tìm được lời nào phản bác, tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệch, giẫm chân thật mạnh, hít một hơi, đại tiểu thư tính tình cũng bị kích phát, chán ghét nhìn thiếu niên trước mặt. Nàng trong lòng phiền muộn, trực tiếp nói rõ ràng,
Ngươi muốn gì mới có thể giải trừ hôn ước? Bồi thường ít. Được, ta có thể bảo lão sư cho ngươi 3 viên tụ khí tán. Mặt khác, nếu ngươi nguyện ý, ta còn có thể cho ngươi tiến vào Vân Lam Tông tu tập cao thâm đấu khí công pháp, như vậy đủ chưa? Nghe thiếu nữ một câu nói ra mê người điều kiện, 3 vị trưởng lão sắc mặt nhất thời cảm giác hô hấp dồn dập lên. Đám thiếu niên trong đại sảnh đều nuốt một ngụm nước miếng. Vào Vân Lam Tông tu tập. Trời ạ, đó chính là việc mà vô số người mơ tưởng. Nói xong mấy điều kiện này, Nạp Lan Yên Nhiên nhếch lên chiếc cằm trắng nõn, cao ngạo như công chúa đợi Tiêu Viêm trả lời. Tại nhận thức của nàng, loại điều kiện này đủ để làm bất cứ thiếu niên nào điên cuồng. Chương 7 bất đồng với tâm trạng chờ mong của Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi nàng nói xong, thiếu niên trước mặt thân thể kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú non nớt bây giờ dữ tợn đến mức đáng sợ, tuy 3 năm lúc nào cũng chịu sự châm chọc, bất quá trong lòng Tiêu Viêm cũng có giới hạn của chính hắn, hành động cao cao tại thượng này của Nạp Lan Yên Nhiên vừa lúc giẫm lên trên phần tôn nghiêm còn lại ở trong lòng Tiêu Viêm. Bị thiếu niên giữ tận bộ dáng làm hoảng sợ, thiếu nữ lui về sau một bước, vị anh tuấn thanh niên bên cạnh rút ra trường kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm. Ta thực sự rất muốn giết ngươi. Răng nghiến lại, lộ ra sát ý lẫm nhiên nói, Tiêu Viêm nắm chặt tay, đen nhánh con ngươi thiêu đốt ngọn lửa bạo nộ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Viêm nhi, không thể vô lý. Tiêu Chiến ngồi trên thủ vị cũng hoảng sợ vì hành động của Tiêu Viêm, vội vàng quát. Tiêu gia hiện nay, không đắc tội nổi Vân Lam Tông. Nắm tay hung hăng nắm lại, Tiêu Viêm khẽ cúi đầu, một lúc sau lại nhẹ nhàng ngẩng lên, chỉ có điều, sắc mặt khủng bố lúc trước đã trở thành bình tĩnh. Trong 3 năm, tuy chịu hết kỳ thị cùng châm chọc, bất quá cũng đoán tạo ra lòng ẩn nhẫn vượt xa người bình thường. Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, là người mà Vân Lam Tông sủng ái, nếu mình bây giờ làm gì nàng, chỉ sợ sẽ mang đến cho phụ thân vô số phiền toái, cho nên, hắn phải nhẫn. Nhìn thiếu niên trước mặt đột nhiên thu liễm nột tâm cảm xúc, Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng bỗng nhiên cảm giác có chút phát lạnh. Tiểu tử này, nếu ngày sau là phế vật thì không sao, nếu hắn thực sự có lực lượng, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Trong lòng Cát Diệp ngưng trọng tự nói, Tiêu Viêm, tuy không biết vì sao hành động của ta làm ngươi phẫn nộ như vậy, bất quá, ngươi vẫn giải trừ hôn ước đi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nạp Lan Yên Nhiên từ bên trong hoảng sợ bình tĩnh lại, khuôn mặt trầm xuống nói. Hãy nhớ kỹ, lần này đến Tiêu gia là do lão sư của ta, Vân Lam Tông Tông chủ tự mình cho phép. Liếm liếm miệng, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ này, ngươi có thể xem hành động này là uy hiếp, bất quá, ngươi cũng rõ ràng, sự thật chính là như vậy, không có gì là tuyệt đối công bình. Tuy không chưa so sánh, nhưng ngươi cũng biết rõ chênh lệch của chúng ta. Cơ bản là không có gì hy vọng. Nghe thiếu nữ như thần linh thẩm phán, khóe miệng Tiêu Viêm tràn ra một trận cười lạnh, Nạp Lan tiểu thư. Ngươi nên biết, tại đấu khí đại lục, bên nữ hối hôn sẽ làm đối phương có bao nhiêu khó chịu, ta ra mặt dày, thật ra không sao, nhưng phụ thân của ta, hắn là tộc trưởng một tộc, hôm nay nếu đáp ứng yêu cầu của ngươi, sau này sẽ quản lý Tiêu gia như thế nào? Còn có mặt mũi sống ở Ô Thản Thành? Nhìn thiếu niên khuôn mặt tràn ngập tức giận, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, khóe mắt liếc qua thủ vị, nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên già đi của Tiêu Chiến, trong lòng cũng có chút xin lỗi, cắn nhẹ môi. Trầm ngâm một chút, đôi mắt linh động chuyển động một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, việc ngày hôm nay, thực sự là do Yên Nhiên có chút lỗ mãng. Hôm nay, ta có thể tạm thời thu hồi yêu cầu giải trừ hôn ước, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một ước định. Ước định gì? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Yêu cầu hôm nay, ta có thể hoãn lại 3 năm sau, ngươi đến Vân Lam Tông khiêu chiến ta, nếu thua, ta sẽ giải trừ hôn ước trước mặt mọi người. Lúc đó, ngươi cũng đã tiến hành gia tộc trưởng thành nghi thức. Nên dù có thua, cũng sẽ không làm Tiêu Thúc Thúc quá mức mất mặt, ngươi có dám tiếp nhận? Nạp Lan Yên Nhiên nhàn nhạt nói, đến lúc đó thua, đích xác sẽ không làm phụ thân mất đi thanh danh, nhưng đối với mình, có lẽ cả đời sẽ phải mang theo sự sỉ nhục của thất bại, nữ nhân này. Thật sự là độc ác. Trong lòng bi phẫn cười, khuôn mặt Tiêu Viêm, tràn ngập châm chọc. Nạp Lan tiểu thư, ngươi không phải không rõ ràng tình trạng của Viêm Nhi, ngươi bảo nó lấy gì để khiêu chiến ngươi? Vũ nhục nói như vậy, có ý tứ gì? Tiêu Chiến tay đập tại trên bàn, cực kỳ tức giận. Tiêu Thúc Thúc, việc hối hôn này, phải có một bên gánh vác trách nhiệm, nếu không vì bảo toàn mặt mũi của ngài, Yên Nhiên bây giờ sẽ mạnh mẽ giải trừ hôn ước. Sau đó công bố với mọi người. Vài lần bị ngăn cản, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút không kiên nhẫn, quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm quát lạnh, ngươi đã không muốn là Tiêu Thúc Thúc mất mặt, vậy thì tiếp lấy ước định. 3 năm sau cùng bây giờ, ngươi chọn cách trước hay cách sau? Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không cần làm ra cường thế tư thái như vậy, ngươi muốn thối hôn, không phải cho rằng Tiêu Viêm ta là một phế vật, không xứng với thiên chi kiêu nữ như ngươi. Nói thật, ngươi ngoại trừ xinh đẹp, các thứ khác căn bản không lọt nổi vào mắt ta. Vân Lam Tông đích xác rất mạnh, nhưng ta vẫn còn trẻ, thứ ta có chính là thời gian, ta 11 tuổi trở thành một đấu giả, mà ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, lúc 11 tuổi, ngươi có mấy đoạn đấu khí?
Đúng vậy, bây giờ ta là phết vật, 3 năm trước ta có thể sáng tạo kỳ tích, vậy sau này, ngươi cho rằng ta không thể sáng tạo. Thiếu nữ nóng nảy khí thế, Tiêu Viêm đang trầm mặc rốt cục bùng nổ, khuôn mặt lạnh lùng, một câu nói làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Không ai có thể nghĩ, thiếu niên ngày thường trầm mặc ít nói lại có thể nói ra những câu lợi hại như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên mấp máy môi, tuy bị đánh giá của Tiêu Viêm làm tức giận đến khuôn mặt cứng đờ, bất quá cũng không thể chối. Lời Tiêu Viêm nói đều là sự thật, cho dù hắn bây giờ là phế vật, trước kia 12 tuổi trở thành một đấu giả cũng chính là sự thật, mà Nạp Lan Yên Nhiên lúc đó cũng chỉ có 8 đoạn đấu khí mà thôi. Nạp Lan tiểu thư, xem tại mặt mũi của Nạp Lan lão gia tử, Tiêu Viêm khuyên ngươi vài câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc khi thiếu niên cùng. Tiêu Viêm lạnh lùng lời nói, làm Nạp Lan Yên Nhiên thân thể run lên. Hay cho một câu mạc khi thiếu niên cùng. Con của Tiêu Chiến ta, quả nhiên bất phàm. Trên thủ vị, Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời, hai tay đập mạnh lên mặt bàn, làm nước trà đổ ra. Cắn răng nhìn thiếu niên đang cười lạnh trước mặt, Nạp Lan Yên Nhiên hàng năm đều được người khác yêu quý, chưa từng bị bạn cùng lứa tuổi giáo huấn qua, lập tức tức giận đến đầu phát ngất, non nớt thanh âm cũng có chút bén nhọn, ngươi dựa vào cái gì để giáo huấn ta? Cho dù thiên phú của ta không bằng ngươi trước kia, nhưng bây giờ, ngươi chính là một cái phế vật. Tốt, Nạp Lan Yên Nhiên ta sẽ chờ ngày ngươi mạnh hơn ta, việc giải trừ hôn ước hôm nay ta có thể hoãn lại, bất quá 3 năm sau, ta ở Vân Lam Tông chờ ngươi, để ta xem trình độ của ngươi đã đến thế nào. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, Nạp Lan Yên Nhiên ta kiếp này sẽ làm nô tỳ của ngươi, mọi việc đều nghe lời. Đương nhiên, nếu 3 năm sau ngươi vẫn là một phế vật, vậy thì ngoan ngoãn giao ra khế ước giải trừ hôn ước. Nhìn thiếu nữ sắc mặt hắng giọng, Tiêu Viêm cười nhạo mở miệng, không cần đợi 3 năm sau, ta đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú. Nói xong, cũng không thèm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt băng hàn, xoay người, bước nhanh đến trước bàn, cầm bút viết. Giấy hết, bút dừng. Tiêu Viêm tay phải rút ra đoạn kiếm trên bàn, mũi kiếm sắc bén cứa lên tay trái, xuất hiện một đạo huyết khẩu. Bàn tay nhiễm máu, tại trên giấy trắng, lưu lại huyết ấn chói mắt. Nhẹ nhàng đọc lại phần khế ước này, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, lúc di đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, bàn tay đập mạnh tờ giấy trên mặt bàn. Đừng nghĩ Tiêu Viêm ta để ý đến thiên tài lão bà như ngươi, tờ khế ước này, không phải là khế ước giải trừ hôn ước mà là bổn thiếu gia đem ngươi trục xuất Tiêu gia hưu chứng. Từ nay trở đi, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu gia ta không có quan hệ. Ngươi dám hưu ta? Nhìn khế ước trên bàn, hai mắt Nạp Lan Yên Nhiên trừng lớn, không dám tin nói. Bằng mỹ mạo, thiên phú cùng bối cảnh của nàng, lại bị phế vật của một tiểu gia tộc trực tiếp đuổi. Loại đột biến tình huống này làm nàng cảm giác quá không chân thật. Lạnh lùng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc bộ dáng, Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, quỳ xuống đối với Tiêu Chiến lại một cái, cắn chặt môi, quật cường không nói một lời. Mặc dù trong gia tộc, trên danh nghĩa là đem Nạp Lan Yên Nhiên trục xuất gia tộc, nhưng việc này truyền ra người khác cũng sẽ không cho rằng như vậy. Người không biết sẽ cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên lấy bối cảnh mạnh mẽ làm Tiêu gia thối hôn, dù sao, lấy thiên phú, xinh đẹp, bối cảnh của Nạp Lan Yên Nhiên, phối với một phế vật thiếu gia là tuyệt đối sức sức có thừa, không ai cho rằng Tiêu Viêm sẽ có phách lực đến Vân Lam Tông là trưởng đà nhân. Mà như vậy, Tiêu Chiến sẽ phải chịu vô số châm chọc. Nhìn Tiêu Viêm quỳ dưới đất, hiểu được hắn vô cùng xin lỗi, Tiêu Chiến lạnh nhạt cười nói, ta tin tưởng con của ta sẽ không phải cả đời phế vật, mấy lời đồn nhảm, sau này sự thật trước mặt không công mà phá. Phụ thân, 3 năm sau, Viêm Nhi sẽ tự mình đến Vân Lam Tông, vì ngài rửa sạch mỗi nhục hôm nay. Khóe mắt có chút ướt át, Tiêu Viêm lại thật mạnh một cái, sau đó lập tức đứng dậy, không do dự đi khỏi đại sảnh. Tại lúc đi qua Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm cước bộ lại dừng lại, thanh đạm non nớt lời nói, lạnh như băng xuất ra. 3 năm sau, ta sẽ tới tìm ngươi. Bóng của thiếu niên tại mặt trời chiếu xuống, bị kéo ra thật dài, cô độc mà buồn bã. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhếch miệng, khuôn mặt có chút mờ mịt nhìn bóng dáng gần biến mất kia, khế ước trong tay bỗng trở nên nặng như ngàn cân. 3 vị, nếu các ngươi đã đạt được mục đích thì mời trở về đi. Nhìn thiếu niên rời đi, Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc, nắm tay giấu tại trong tay áo cũng đã nắm chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Tiêu thúc thúc, việc hôm nay, Yên Nhiên hướng ngài xin lỗi, sau này có thời gian, mời ngài đến Nạp Lan ra làm khách. Khom người hành lễ với sắc mặt hờ hững Tiêu Chiến, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không muốn ở lâu, đi ra khỏi đại sảnh, Cát Diệp cùng vị anh tuấn thiếu niên kia cũng vội vàng đuổi kịp. Tụ khí tán cũng mang đi. Tay vung lên, chiếc hộp ngọc trên bàn cũng bị Tiêu Chiến lạnh lùng ném bay ra ngoài. Cát Diệp đưa tay về phía sau, vững vàng bắt được chiếc hộp, cười khổ một tiếng, đem nó thu vào trong giới chỉ. Tiểu thư của Nạp Lan gia, hy vọng sau này ngươi sẽ không vì đại tiểu thư hành động hôm nay mà hối hận. Còn nữa, đừng tưởng rằng có Vân Lam Tông là chỗ dựa mà hoành hành vô kỵ, đấu khí đại lục rất to lớn, người mạnh hơn Vân Vận cũng có không ít. Lúc 3 người Nạp Lan Yên Nhiên sắp đi ra khỏi cửa, thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm, mang theo nhàn nhạt lạnh lùng bỗng nhiên vang lên.
Cước bộ của ba người đều đình chỉ, ánh mắt khẽ biến, nhìn vào nhìn Tử Y thiếu nữ trong góc đang nhẹ nhàng lật một trang sách ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, vừa vặn đem thiếu nữ bao trùm, từ xa nhìn lại giống như một đóa hoa sen màu tím đang nở rộ, thanh tịnh đẹp đẽ, không dính một chút bụi trần. Dường như cảm thấy ánh mắt của ba người, thiếu nữ ngẩng mặt, đôi mắt như giống như thu thủy, bỗng nhiên cháy lên một kim sắc hỏa diễm rất nhỏ. Nhìn ngọn lửa màu vàng trong mắt thiếu nữ, thân thể Cát Diệp mạnh mẽ run lên, thần sắc hoảng sợ bao trùm già nua khuôn mặt, bàn tay khô héo khẩn trương nắm lấy tay của Nạp Lan Như Nguyệt và vị thanh niên kia, giống như chạy trối chết ra thoát ra khỏi đại sảnh. Hành động của Cát Diệp, ngoài vài người trong đại sảnh, những người khác đều không khỏi thần sắc kinh ngạc. Chương 8 thần sắc đạm mạc rời đi đại sảnh, Tiêu Viêm hồn bất thủ xá theo thói quen ngày thường đi lên gia tộc Hậu Sơn, ngồi trên núi, bình tĩnh nhìn vách núi hiểm trở được sương mù bao phủ. Nơi này chính là ma thú sơn mạch nổi tiếng của Gia Mã Đế Quốc, thực lực. Thế giới này, không có thực lực thì ngay cả một cục cứt chó cũng không bằng. Ít nhất, cứt chó cũng không ai dám dẫm lên. Bả vai nhẹ nhàng động đậy, thiếu niên trầm thấp tiếng cười, mang theo bi phẫn quanh quẩn trên đỉnh núi. Mười ngón tay cắm vào một đầu tóc đen, Tiêu Viêm gắt gao cắn môi, tùy ý để máu trào ra khóe môi. Mặc dù ở đại sảnh hắn cũng không biểu hiện cảm xúc không ổn, nhưng mỗi câu nói của Nạp Lan Yên Nhiên đều như một lưỡi dao cắt tại trong lòng, làm Tiêu Viêm cả người run rẩy. Nỗi nhục hôm nay, ta không muốn chịu thêm lần thứ hai. Giơ lên tay trái có một đạo vết thương, thanh âm của Tiêu Viêm khàn khàn nhưng lại tràn ngập kiên định. Hắc hắc, tiểu oa oa, xem ra ngươi cần trợ giúp a. Tại lúc trong lòng Tiêu Viêm hạ lời thề, một đạo già nua quái dị tiếng cười bỗng nhiên truyền vào tai. Sắc mặt biến đổi, Tiêu Viêm xoay người, ánh mắt lợi hại như ưng quét tại phía sau, nhưng không phát hiện nửa cái thân ảnh. Hắc hắc, không cần tìm, ta ở trên ngón tay ngươi. Đang lúc Tiêu Viêm cho rằng chính mình ảo giác, quái dị tiếng cười lại bất ngờ truyền ra. Hai mắt nheo lại, ánh mắt của Tiêu Viêm đột nhiên dừng ở tay phải. Hắc sắc cổ xưa giới chỉ. Là ngươi đang nói. Tiêu Viêm cố nén sợ hãi trong lòng, cố gắng làm thanh âm của mình bình tĩnh xuống. Định lực của tiểu oa oa cũng không tệ, không bị dọa đến nỗi nhảy xuống dưới. Bên trong giới chỉ, vang lên hài hước tiếng cười. Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong giới chỉ của ta? Ngươi muốn làm gì? Thoáng trầm mặc một lúc, Tiêu Viêm thanh âm rõ ràng hỏi ra mấu chốt vấn đề. Ta là ai ngươi bây giờ không cần biết, dù sao ta cũng không hại ngươi, ai, nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp được một người có linh hồn cường độ đạt tiêu chuẩn, thật là may mắn, hắc hắc, bất quá cũng phải cảm ơn 3 năm cung phụng của tiểu oa oa ngươi, nếu không, chỉ sợ ta vẫn còn đang ngủ say. Cung phụng. Nghi hoặc trừng mắt nhìn, một lúc sau, khuôn mặt của Tiêu Viêm chợt âm trầm xuống, âm hàn mấy chữ, từ trong miệng gian nan nói ra, đấu khí trong cơ thể biến mất khó hiểu, là do ngươi giở trò quỷ. Hắc hắc, ta cũng chỉ bị bắt buộc, tiểu oa oa cũng đừng trách a ta thảo nhĩ mụ. Luôn tự xưng là trầm ổn bình tĩnh Tiêu Viêm, giờ phút này giống như một tên điên quát lớn lên, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, cũng không quản đây là di vật mẫu thân lưu lại cho mình, đem giới chỉ kéo ra khỏi tay, sau đó ra sức ném đi. Giới chỉ vừa mới ra khỏi tay, trong lòng Tiêu Viêm kêu lớn một tiếng, vội vàng bắt lại, nhưng chiếc nhẫn đã lập tức rơi xuống vách núi. Ngẩn người nhìn giới chỉ biến mất trong sương mù, Tiêu Viêm ngẩn ra một lúc, khuôn mặt chậm rãi bình tĩnh lại, ảo não vỗ vỗ trán, ngu xuẩn, quá lỗ mãng, quá lỗ mãng. Biết được thứ làm mình chịu nhục trong 3 năm nay chính là chiếc nhẫn thường đeo, cũng khó trách Tiêu Viêm sẽ thất khống thành bộ dáng này tại bên cạnh vách núi ngồi một lúc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứng dậy xoay người, hai mắt trừng lớn, ngón tay kinh hãi chỉ vào thứ trước mặt. Tại trước mặt Tiêu Viêm lúc này huyền phù một cái hắc sắc cổ xưa dưới chỉ, làm Tiêu Viêm khiếp sợ chính là bên trên chiếc nhẫn, đang bay một đạo trong suốt già nua thân ảnh. Hắc hắc, tiểu oa oa, không cần nổi giận như vậy chứ. Cũng chỉ là hấp thu 3 năm đấu khí mà thôi. Trong suốt lão giả, Tiếu Mị Mị nhìn Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, mở miệng nói. Khóe miệng run rẩy một trận, trong thanh âm của Tiêu Viêm, áp lực tức giận, lão gia hỏa, ngươi ở bên trong giới chỉ, vậy cũng có thể biết vì ngươi hấp thu đấu khí của ta, làm ta phải chịu bao nhiêu nhục nhã đi. Nhưng trong 3 năm nhục nhã này, ngươi đã trưởng thành đúng không? Ngươi cho rằng 3 năm trước ngươi có được cách ẩn nhẫn cùng tâm trí như bây giờ sao? Không phủ nhận cười, lão giả thản nhiên nói. Nhướng mày, tâm tình của Tiêu Viêm cũng dần dần bình phục, sau khi nổi giận qua đi, hân hỉ theo đó mà đến, một khi đã biết vì sao đấu khí biến mất, vậy bây giờ, thiên phú của hắn cũng theo đó mà trở lại. Chỉ cần tưởng tượng có thể bỏ đi danh hiệu phế vật, thân thể Tiêu Viêm giờ phút này như được sống lại, cảm giác cực kỳ thư giãn. Lão đầu đáng giận trước mặt, nhìn kỹ lại cũng không quá mức đáng ghét. Có những thứ, chỉ có lúc mất đi mới biết tầm quan trọng của nó. Mất đi mà lấy lại được, sẽ làm con người càng thêm quý trọng. Nhẹ nhàng vận động cổ tay một chút, Tiêu Viêm thở ra một hơi, ngẩng đầu nói, tuy không biết ngươi là ai, bất quá ta muốn hỏi một việc, ngươi sau này còn muốn hấp thụ đấu khí của ta nữa hay không? Nếu muốn thì ta khuyên ngươi nên đi tìm một chủ nhân khác, ta nuôi không nổi ngươi.
Hắc hắc, người khác cũng không có linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ như ngươi. Lão giả vuốt vuốt râu mỉm cười, một khi ta đã lựa chọn hiện thân, vậy sau này không được ngươi đồng ý, ta sẽ không hấp thu đấu khí của ngươi nữa. Tiêu Viêm trừng mắt nhìn, cười lạnh không nói, hắn đã có chủ ý, bất kể lão gia hỏa này có hoa ngôn xảo ngữ thế nào đi nữa, cũng sẽ không để hắn ở cạnh mình. Tiểu oa oa, muốn mạnh lên sao? Muốn được người khác tôn sùng sao? Tuy trong lòng đã đem lão giả xem là người không nên động vào, bất quá tại lúc hắn nói ra những lời này, trái tim của Tiêu Viêm cũng nhịn không được đập mạnh hơn. Bây giờ ta đã biết vì sao đấu khí lại biến mất, bằng thiên phú của ta, mạnh lên còn cần nhờ ngươi sao? Chậm rãi hít một hơi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói, trong lòng hắn biết, trong thiên hạ không có đạo lý ăn không uống không, tự nhiên nhận ân huệ của một người thần bí cũng không phải là một sáng suốt quyết định. Tiểu oa oa, thiên phú của ngươi tự nhiên rất tốt, nhưng ngươi nên biết, ngươi bây giờ đã 15 tuổi, mà đấu khí của ngươi mới có 3 đoạn, ta hình như nghe qua, năm sau ngươi sẽ tiến hành trưởng thành nghi thức đi. Ngươi cho rằng, ngươi có thể trong một năm, chỉ dựa vào chăm chỉ tu luyện mà có thể đột phá lên 7 đoạn đấu khí. Hơn nữa, ngươi còn cũng nữ oa oa kia có 3 năm ước hẹn, nữ oa oa kia thiên phú cũng không kém ngươi bao nhiêu, ngươi nghĩ ngươi có thể vượt qua nàng, đâu có dễ như vậy. Lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn, bây giờ lại giống như một đóa cúc hoa nở rộ. Nếu không phải ngươi hấp thu đấu khí của ta, ta có thể bị nàng vũ nhục như vậy. Lão hỗn đản ngươi. Bị lão giả nói đến chỗ đau, khuôn mặt Tiêu Viêm lại trở nên âm trầm, tức giận cắn răng mắng to lên. Mắng một tiếng xong, Tiêu Viêm lại uể oải, việc đã đến nước này, mắng gì đi nữa cũng không thể đòi lại được, tu luyện đấu khí lấy trụ cột làm trọng, năm đó mình 4 tuổi luyện khí, luyện 6 năm mới đến 9 đoạn. Cho dù thiên phú hồi phục như cũ, trong một năm tu luyện đến 7 đoạn đấu khí, khả năng thành công là rất nhỏ. Uể oải thở dài một hơi, ánh mắt của Tiêu Viêm lại nhìn lão giả có vẻ cao thâm khó lường kia, trong lòng chợt động, liến môi nói, ngươi có biện pháp? Có lẽ vậy. Lão giả hàm hồ cười quái dị nói, ngươi trợ giúp ta trong một năm tu luyện đến 7 đoạn đấu khí, vậy việc ngươi hấp thu đấu khí của ta 3 năm coi như xóa bỏ, thế nào? Tiêu Viêm hỏi thăm dò. Hắc hắc, tiểu oa oa rất giỏi toán kế. Nếu ngươi không giúp được gì, ta còn mang trên người làm gì? Ta xem, ngài vẫn nên tìm một cái thân xác khác đi. Tiêu Viêm cười lạnh nói, nói chuyện một lúc, hắn cũng nhìn ra trong suốt lão giả này hình như không thể tùy tiện hấp thu đấu khí của người khác. Thật là một cái miệng lưỡi lợi hại. Tiểu oa oa, tốt, tốt, ai bảo lão nhân gia còn có việc muốn nhiều tiểu gia hỏa như đây. Bất đắc dĩ gật gật đầu, lão giả thân hình hạ xuống đất, ánh mắt tại trên người Tiêu Viêm dò xét, một trận quái dị tiếng cười hiện lên trên mặt, sau đó lập tức tiêu tán, chần chừ một lúc, tự hồ rất không tình nguyện mở miệng nói, ngươi muốn trở thành luyện dược sư không? Tiêu Viêm duỗi duỗi tay, nhàn nhạt nói, muốn ta tiếp tục cung phụng ngươi, ngươi cũng nên xuất ra một chút thành ý đi chứ. Ngươi một chút cũng không giống một cái 15 tuổi thiếu niên, xem ra 3 năm này, ngươi đã trưởng thành rất nhiều, việc này xem như ta tự ăn ác quả sao. Nhìn Tiêu Viêm, lão giả ngẩn ra, sau đó có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Chương 9 luyện dược sư. Nghe vậy, Tiêu Viêm dùng mình, ngay sau đó lại nhíu mày, tại đấu khí đại lục, chỉ cần là người, đều muốn trở thành luyện dược sư, nhưng nghề nghiệp này ai cũng có thể làm được sao? Mấy cái điều kiện hà khắc. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Tiêu Viêm ngẩng mạnh đầu, há hốc miệng, ta đạt yêu cầu. Phi thường hân thưởng thần sắc hỗn loạn bao gồm mừng như điên cùng chờ đợi của Tiêu Viêm, lão giả vuốt râu ra vẻ suy nghĩ một chút, lại dò xét một phen, tựa hồ có chút khó xử thở dài, tuy miễn cưỡng coi như có tư cách, bất quá ai bảo ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ai, được rồi, coi như là đền bù cho ngươi đi. Liếc mắt nhìn lão giả vẻ mặt miễn cưỡng, trong lòng Tiêu Viêm phát giác lão gia hỏa nói miễn cưỡng đủ tư cách có điểm giả dối, bất quá hắn lúc này cũng không hỏi thêm, trong lúc vui vẻ, vẫn còn có vài phần hoài nghi, cho dù ta đạt tới điều kiện, nhưng luyện dược sư bình thường đều do lão sư tự tay dạy, ngươi, chẳng lẽ cũng là một vị luyện dược sư? Nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt tràn đầy hoài nghi, lão giả hắc hắc cười, ngực khẽ ưỡn lên, trong thanh âm cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ kiêu ngạo, đúng vậy, ta chính là một luyện dược sư. Chớp mắt một cái, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lão giả cũng thay rồi, luyện dược sư, đó chính là hy hữu sinh vật. Lão tiên sinh, xin hỏi một chút, ngài trước kia là mấy phẩm luyện dược sư? Tiêu Viêm liếm liếm môi, non nớt thanh âm thêm một phần khách khí. Đấu khí đại lục, luyện dược sư tuy rất ít, bất quá vì thân phận tôn quý, nên cũng có cấp bậc chế độ rõ ràng, từ thấp đến cao, chia làm 9 phẩm, chủ nhân của tụ khí tán mà Nạp Lan Yên Nhiên mang đến chính là Đan Vương Cổ Hà. Là một lục phẩm luyện dược sư, tại luyện dược giới của Gia Mã Đế Quốc có thể nói là đệ nhất. Mấy phẩm? Hắc hắc, nhớ không rõ nữa. Ai, tiểu tử, cuối cùng ngươi có học hay không a? Lắc lắc đầu, bỗng nhiên lão giả có điểm không kiên nhẫn hỏi. Học, học. Tiêu Viêm không hề do dự, vội vàng gật đầu, luyện dược sư, cho dù là tại thế lực lớn như Vân Lam Tông cũng phải cung phụng chân quý cấp bậc nhân vật. Hắc hắc, nguyện ý. Nguyện ý thì mau bái sư đi.
Lão giả khoanh chân ngồi trên một tảng đá, gian trá cười nói. Còn phải bái sư sao? Lời thừa, ngươi không bái sư còn muốn ta khuynh năng tương thụ, nằm mơ sao? Lão giả ném cho Tiêu Viêm một cái trừng mắt, hiển nhiên, tính tình Cổ Hủ lão nhân, rất để ý đến thầy trò quan hệ. Bất đắc dĩ, liếm liếm miệng, vì trở thành một luyện dược sư tôn quý, Tiêu Viêm cũng đành phải cung kính tiến hành bái sư lễ với lão giả. Nghiêm mặt tiếp nhận lễ số của Tiêu Viêm, lão giả bây mới hài lòng gật gật đầu, trong thanh âm cũng thêm vài phần thân thiết, ta tên Dược Lão, lai lịch của ta bây giờ còn chưa nên nói cho ngươi, tránh làm ngươi phân tâm, ngươi chỉ cần biết, giống cái tên xưng là Đan Vương kia. Thật ra cũng chỉ là một cái rắm. Khóe miệng một trận run rẩy, Tiêu Viêm nhìn lão giả tùy ý bộ dáng, lời vừa muốn nói ra lại nuốt xuống, lão nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Danh chấn Gia Mã Đế Quốc Đan Vương Cổ Hà, là cái rắm. Nếu nói lời này ra, chỉ sợ sẽ bị cả Gia Mã Đế Quốc cười nhạo thành người bị thần kinh đi. Hít nhẹ một hơi, áp chế khiếp sợ trong lòng, Tiêu Viêm di chuyển ánh mắt, cười hắc hắc nói, không biết lão sư định dùng biện pháp gì giúp ta một năm đạt đến thất đoạn đấu khí. Tuy ba năm nay đấu khí của ngươi một mực lui lại, nhưng cũng vì vậy mới đem đến căn cơ vững chắc hơn người bình thường. Tu luyện đấu khí, căn cơ là quan trọng nhất. Sau này ngươi sẽ cảm nhận được, ba năm thực yếu đi đem rất nhiều chỗ tốt đến cho ngươi. Nụ cười của Dược Lão chậm rãi thu liễm, nghiêm mặt nói Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, hắn quả thật không biết thực lực lui lại có thể mang đến cái gì chỗ tốt. Vậy khi nào mới dạy ta luyện dược thuật a? Tiêu Viêm chuyển đông con ngươi, đem chú ý chuyển đến việc trọng yếu nhất, muốn trở thành luyện dược sư, cần phải có hỏa diễm đấu khí chống đỡ, cho nên trước khi học tập luyện dược thuật, ngươi ít nhất phải trở thành một đấu giả cùng với tu luyện một môn hỏa thuộc tính đấu khí công pháp. Hỏa thuộc tính công pháp? Hắc hắc, lão sư, một khí ta đã là đệ tử của ngươi, vậy ngươi lấy vài quyển thiên giai hỏa thuộc tính công pháp cho ta tu luyện chứ? Tiêu Viêm giơ tay ra, cười nói. Quỷ xả, ngươi cho thiên giai công pháp là cỏ dại trên đất a? Miệng ngươi sinh ra để làm gì? Nghe vậy, Dược Lão khuôn mặt run lên, giờ khóc giờ cười mắng. Lão đầu, một khi đã gia nhập môn hạ của ngươi, chẳng nhẽ vẫn bắt ta phải đi tìm công pháp trong gia tộc chắc? Công pháp đứng đầu hỏa thuộc tính của gia tộc, theo ta nhớ cũng chỉ là hoàng giai cao cấp, việc này cũng quá ngươi cũng quá keo kiệt a. Khuôn mặt của Tiêu Viêm, rất là buồn bực tiểu tể tử, là lão sư, không phải lão đầu. Bị cách xưng hô của Tiêu Viêm làm tức giận đến mở to mắt, Dược Lão không nghĩ đến tiểu gia hỏa này vừa bái sư xong đã xưng hô như cũ. Hừ, một khi đã gia nhập môn hạ của ta, tự nhiên sẽ không keo kiệt với ngươi, thiên giai công pháp, ta không có. Bất quá ta có công pháp so với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn, ngươi muốn học hay không? Hừ nhẹ một tiếng, trong mắt Dược Lão bỗng nhiên tràn đầy mưu mô. So với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn. Trong lòng nhảy dựng lên, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, con ngươi màu đen lẳng lẽ nóng cháy, đó là công pháp cấp bậc nào? Hoàng giai sơ cấp. Dược Lão mỉm cười, làm khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời cứng ngắc lại. Lão đầu, ngươi lừa ta. Một lát sau, trên đỉnh núi vang lên tiếng thiếu niên phẫn nộ rít gào. Nhìn tiểu gia hỏa trước mặt tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, Dược Lão đắc ý cười, có thể đem Tiêu Viêm bình tĩnh như một tiểu yêu quái thức thành bộ dáng này, hắn thật sự rất có thành tựu cảm giác. Công pháp kia có gì quỷ dị? Trừng mắt nhìn Dược Lão hài hước khuôn mặt, Tiêu Viêm bỗng nhiên im lặng, nhíu mày hỏi. Nó có thể tiến hóa? Thoáng trầm mặc, Dược Lão mỉm cười nói. Đồng tử co rụt lại, hai mắt Tiêu Viêm chớp cũng không chớp nhìn Dược Lão trước mặt, một lúc sau, mới lắc lắc đầu, không có khả năng. Ta chưa nghe nói qua công pháp nào có khả năng tiến hóa. Thiết, tiểu tử ngươi thì biết cái gì, đấu khí đại lục vô cùng rộng lớn, kỳ nhân dị sự số bất thắng số. Trong mắt một cái tiểu gia hỏa chưa từng đi khỏi Gia Mã Đế Quốc như ngươi, việc không thể xảy ra, nhiều như biển. Dược Lão khinh thường châm chọc. Tiêu Viêm bị kìm hãm, lại lập tức không phục nói, chẳng lẽ ngươi đã nghe nói qua có công pháp có thể tiến hóa? Dược Lão nụ cười cứng lại, một lát sau mới cười lắc đầu, nói, bởi vì không có, nên mới có thể biểu hiện ra cái độc đáo của nó. Thực sự có thể tiến hóa? Nhìn Dược Lão, Tiêu Viêm nhịn không được lại mở miệng hỏi. Thực sự có thể tiến hóa? Dược Lão phi thường khẳng định gật đầu. Ngươi từng tu luyện? Tiêu Viêm lại hỏi. Ách, chưa từng. Dược Lão kiền tiếu lắc đầu. Vậy đã có ai từng tu luyện? Ách, không có. Trên trán gân xanh hiện ra, tay Tiêu Viêm gắt gao nắm vào nhau, cố nén xúc động muốn đấm một phát, thanh âm áp lực tức giận, chưa ai tu luyện qua, vậy vì sao ngươi biết nó có thể tiến hóa? Vì trên công pháp giới thiệu như vậy, Dược Lão san san cười. Thực sự có loại công pháp như vậy? Mày gắt gao nhíu lại, Tiêu Viêm chủ trừ một lát, sau đó mới chuyển đen nhánh con ngươi, nói, có thể để ta xem không? Hắc hắc. Cười quái dị nhìn lướt qua Tiêu Viêm sắc mặt tò mò, Dược Lão khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên lại chuyển lời nói, tính toán một chút, người bây giờ xem cũng không có tác dụng, vẫn nên chờ đến khi trở thành một đấu giả, ta sẽ đưa nó cho ngươi.
Bàn tay đưa ra có chút cứng ngắc, khóe miệng Tiêu Viêm hung hăng giật giật một lúc, thanh âm từ bên trong hàm răng bức ra hai chữ, ngươi ngoan. Sảng khoái cười to vài tiếng, Dược Lão Vô Thị ánh mắt tràn ngập lửa giận của Tiêu Viêm, cười nói, nhiệm vụ hiện nay chính là trong một năm đem đấu khí cảo ngươi tu luyện đến 7 đoạn. Ngươi có biện pháp gì? Tiêu Viêm mạnh mẽ áp chế lòng hiếu kỳ với thần bí công pháp kia, cắn răng hỏi. Sơ đoạn đấu khí tu luyện, chủ yếu là mở rộng kinh mạch, đoán tạo thân thể, cường hóa mạch lạc, tạo ra căn cơ để ngưng tụ đấu khí sau này. Vì thân thể trong độ tuổi này yếu ớt cùng dễ dàng tố tạo nhất, cho nên trình tự tu luyện này phải tuần tự mà tiến, không thể nhờ ngoại lực nâng đỡ. Nếu không đấu khí sau này trở nên cường đại thì kinh mạch sẽ không chịu nổi cường đại đấu khí trùng kích mà đoạn mạch nhân vong. Dược Lão thần sắc ngưng trọng nói. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng hiểu được, trong 3 năm hắn trở thành phế vật, phụ thân hắn vì nóng vội mà muốn mạnh mẽ quán chú đấu khí vào cơ thể, bất quá mỗi lần đều tại lúc khẩn yếu quan đầu mà thất bại, cho nên, Tiêu Viêm rất rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó. Dược Lão liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, vừa lòng gật gật đầu, cười nói, đối với những người khác thì như vậy, nhưng ngươi thì bất đồng, trụ cột của cơ thể ngươi đã từ 3 năm trước đã vô cùng kiên cố. Hơn nữa, trong 3 năm này ngươi cũng cực kỳ chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ một ngày tu luyện, cho nên, trụ cột hiện tại của ngươi, vi sư có thể không khách khí nói, phi thường tốt. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng ngoại lực để cao thực lực của ta? Ví dụ như ăn đan dược. Tiêu Viêm con mắt chuyển động. Không sai biệt lắm, bất quá, lấy kinh mạch cứng cỏi trình độ của ngươi, cũng không thể chịu nổi bất kỳ loại đan dược nào trùng kích, cho dù là cấp thấp nhất tụ khí tán cũng không thể. Dược Lão nhàn nhạt cười nói. Cấp thấp nhất là tụ khí tán. Ngón tay run rẩy, Tiêu Viêm có chút trắng dã mắt, kỳ dược tại Gia Mã Đế Quốc có thể bán đến thiên giới, đến trong miệng thần bí lão sư của mình lại trở thành thứ thấp cấp nhất, hai loại khác biệt này làm Tiêu Viêm thực sự kinh ngạc. Vậy ngài có biện pháp gì? Thầm hít một hơi, Tiêu Viêm khôi phục bình tĩnh, nhíu mày thấp giọng nói, hiệu lực của đan dược rất lớn, dễ làm tổn thương kinh mạch, cho nên chúng ta phải dùng càng ôn hòa phương thức. Dược Lão mỉm cười nói, ngày mai, ngươi chuẩn bị 3 cây diệp lan thảo tuổi càng lớn càng tốt, còn có, 2 gốc tẩy cốt hoa, cái này độ tuổi tùy ý, Nga, đúng rồi, còn phải có một viên mộc hệ 1 cấp ma hạch. Mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp, ngươi có thể kiếm được. Có người lên đây, ta về giới chỉ trước. Mặt khác, đừng để bất cứ ai biết sự tồn tại của ta, kể cả người mà ngươi thân cận nhất. Nói xong, Dược Lão cũng bất kể Tiêu Viêm miệng càng ngày càng mở lớn, lập tức tiến vào hắc sắc giới chỉ khẽ run lên, chuẩn xác đeo trên ngón tay của Tiêu Viêm 3 cây hoàn chỉnh tử diệp lan thảo, 2 gốc tẩy cốt hoa, 1 cái mộc hệ 1 cấp ma hạch. Lão gia hỏa, ngươi cho ta là vương tử của hoàng thất sao? Vài thứ này cộng lại, ít nhất là 1.000 kim tệ. Ta nhiều năm tiết kiệm cũng bất quá mới có 400 kim tệ, vừa đủ mua một viên ma hạch 1 cấp. Tiêu Viêm trừng mắt thật lớn, đối với giới chỉ quát to. Đó là việc của ngươi, hắc hắc, ta chỉ có trách nhiệm làm ra ôn dưỡng linh dịch, người khác muốn mua cũng không được, cho ngươi bỏ tiền mua một ít tài liệu cũng đau lòng thành bộ dáng này. Dược Lão hài hước thanh âm tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Mẹ nó, thứ luyện dược sư làm ra đích thực nhiên chỉ có kẻ có tiền mới dùng được. Tiêu Viêm bất giác dĩ cười khổ một tiếng, hắn tại Tiêu gia mỗi tháng lĩnh tiền tiêu, cũng có không ít, mỗi lần 20 kim tệ. Bằng số tiền này, một gia đình bình thường có thể no bụng một năm, nhưng lấy số tiền này mua tài liệu như Dược Lão nói quả thật chính là cửu ngư nhất mao, không đáng kể mà thôi, cái này chính là chênh lệch. Ai chỉ có thể đi vay người khác? Buồn bực thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm cảm xúc, khuôn mặt hồi phục bình tĩnh trước kia, quay đầu lại nhìn sơn đạo phía dưới, một thân ảnh màu tím giống như tinh linh nhẹ nhàng mà đến. Chương 10 mũi chân nhẹ nhàng điểm trên sơn nham. Yêu Huân Nhi giống như một con bướm màu tím, mạn diệu dáng người hiện ra đường mê người đường cong, nhẹ nhàng đi lên đỉnh núi, đầu ngẩng lên, ánh mắt quét về phía thiếu niên đứng bên cạnh vách núi. Nhìn thiếu niên, Huân Nhi có chút ngẩn ra, tuy chỉ nửa ngày không gặp, bất quá nàng cũng nhìn ra được, Tiêu Viêm bây giờ hình như so với trước kia, thêm một cái gì đó. Khi hai mắt gặp nhau, Huân Nhi rốt cuộc cũng cảm thấy thiếu niên có thêm cái gì, đó là tự tin. Sau 3 năm, quang hoàn sáng chói nhất của thiếu niên rốt cục cũng quay lại. Có chút mê say nhìn nụ cười như ẩn như hiện của thiếu niên, trên má Tiêu Huân Nhi hiện ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu, cười yếu ớt nói, nhìn bộ dáng hiện tại của Tiêu Viêm ca ca, hình như không cần Huân Nhi đến an ủi. Người trải qua đả kích, chẳng phải sẽ trưởng thành sao? Tiêu Viêm nhún vai, cười nói, nàng nhất định sẽ phải hối hận. Huân Nhi mân mê miệng, cười nhẹ nói, bộ dáng chắc chắn, tựa như đang thẩm phán. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, tùy ý phủi phủi quần áo, đi về hướng cô gái. Đi đến bên cạnh, cười nhìn Tiêu Huân Nhi đã cao gần bằng mình, ánh mắt lại chuyển đến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia, trong lòng Tiêu Viêm bỗng có chút hoảng hốt, đứa trẻ năm đó mũi chảy nước, không mặc quần chạy theo mình đòi đi chơi, hôm nay lại xinh đẹp động lòng ngươi như vậy.
Nhẹ nhàng cười cười, thiếu niên ánh mắt ôn hòa, bàn tay không khách khí nhéo nhéo khuôn mặt kinh ngạc của thiếu nữ, cười nói, Huân Nhi đã lớn, bất quá đừng quên Tiêu Viêm ca ca trước kia vì hái quả cho ngươi mà cả người bầm tím chật vật bộ dáng. Bị hành động thân mật của Tiêu Viêm làm sửng sốt, sau một lúc, con ngươi linh động trong suốt nhìn vào đôi mắt đen nhánh không mang theo chút tạp chất nào, trong lòng Huân Nhi nhẹ nhàng cười. Lúc còn bé, hắn thích nhéo khuôn mặt tròn trĩnh của mình, nhưng từ 3 năm trước, sau chuyện đó, trong lòng hắn như có một bức tường, đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài, cho dù mình có cố gắng như thế nào, đều sẽ bị thái độ không lạnh không nóng của hắn phải chán nản rời đi. Hắn thực sự đã trở lại. Bất quá, hắn vẫn đem ta trở thành thí trùng như lúc còn bé, thật sự là một tên đầu gỗ. Nhẹ nhàng quệt quệt miệng, Huân Nhi lập tức lại trách cứ mình quá tham lam. Huân Nhi, 3 năm nay, đừng trách Tiêu Viêm ca ca. Đoạn thời gian đó, ta sống ngơ ngơ ngác ngác, bất quá còn tốt, có ngươi ở bên cạnh. Tiêu Viêm có chút xấu hổ gãi gãi đầu, xin lỗi nói. Huân Nhi ngọt ngào cười, 3 năm nay chịu một ít ủy khuất, tại tiếng giải thích xanh xác của thiếu niên, nhất thời tan thành mây khói. Khái, đúng rồi, Huân Nhi. Trong tay ngươi còn bao nhiêu tiền à? Buông khuôn mặt mềm mại trong tay ra, Tiêu Viêm bỗng nhiên kiền tiếu hỏi. Ở trong gia tộc, ngoại trừ phụ thân, cũng chỉ có Huân Nhi cùng hắn có quan hệ tốt. Hôm nay đã làm phụ thân mất mặt như vậy, hắn cũng không có mặt mũi đi tìm phụ thân vay tiền, cho nên, đành phải đem ý niệm chuyển sang Huân Nhi. Tiền. Chớp đôi mắt trong suốt, Huân Nhi ngạc nhiên nói, Tiêu Viêm ca ca cần tiền sao? Khái. Muốn mua một số thứ, còn thiếu một chút. Tiêu Viêm đỏ mặt, đây là lần đầu hắn vay tiền nữ hài tử. Lần đầu thấy ngày thường lạnh nhạt Tiêu Viêm ca ca lộ ra quẫn bách bộ dáng, Tiêu Huân Nhi nhất thời có chút mở rộng nhãn giới, che miệng cười duyên nói, ta còn hơn 1000 kim tệ, có đủ không? Nếu không đủ. Trong lúc nói, bàn tay để tại phía sau của Huân Nhi ngón tay khẽ động, một cái tử kim tạp phiến đột ngột xuất hiện giữa hai ngón tay, trên tạp phiến có 5 đạo sóng gợn màu sắc khác nhau. Ngũ văn tử kim tạp, tại đấu khí đại lục, ít nhất phải là đấu linh thực lực mới có tư cách dùng loại kim tạp đại biểu thân phận này. Đương nhiên, một ít siêu nhiên thế lực cũng có loại tư cách này. Đủ rồi, đủ rồi. Vui mừng gật gật đầu, Tiêu Viêm lại nhịn không được muốn véo khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi, bất quá cũng mạnh mẽ dừng lại. Yên tâm, sau này ta sẽ đem tiền trả lại ngươi. Vỗ vỗ ngực, Tiêu Viêm hứa hẹn nói. Ai cần ngươi trả? Miệng nhếch lên, tử kim tạp sau lưng Huân Nhi cũng bị nàng nhanh chóng thu lại. Đi thôi, trời sắp tối rồi, ngày mai ta đưa ngươi đi dạo Ô Thản Thành. Tiêu Viêm đối với thiếu nữ phất phất tay, hưng phấn đi trước xuống chân núi. Đứng tại chỗ, Huân Nhi mỉm cười đưa mắt nhìn thiếu niên đã hồi phục lại dáng vẻ tiêu sái 3 năm trước, nhẹ nhàng cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, Nạp Lan Yên Nhiên, ta cuối cùng nên hận ngươi, hay nên cảm tạ ngươi. Sáng sớm, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào trên người thiếu niên đang khoanh chân tu luyện, rất ấm áp. Hô! Tĩnh tọa một lúc lâu sau, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, một dòng khí nhàn nhạt, mắt thường có thể thấy, theo miệng mũi, đi vào trong thân thể, ôn dưỡng cốt cách. Đôi mắt đột nhiên mở, bạch quang trong mắt bắn ra, Tiêu Viêm vươn vai một cái, thần tình say mê, chính là cảm giác này, 3 năm, cảm giác mạnh lên rốt cuộc đã trở lại. Chậm rãi xuống giường, hoạt động thân thể một chút, sau đó thay đổi một thân quần áo, ngoài cửa nhẹ nhàng truyền đến thanh âm dễ nghe của Huân Nhi, Tiêu Viêm ca ca, còn chưa dậy. Nha đầu này, tới thật sớm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm xoay người, tại trong ngăn tủ tìm tòi một lúc, cuối cùng lấy ra một cái hộp nhỏ, cẩn thận mở ra, nhất thời một mảnh kim quang bắn ra, làm hai mắt Tiêu Viêm khẽ nheo lại. Đây chính là toàn bộ tài sản của ta. Ôm lấy hộp tiền, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Đẩy cửa đi ra, nhìn thanh xuân thiếu nữ đứng trước cửa, Tiêu Viêm không khỏi nhẹ nhàng cười một cái. Huân Nhi hôm nay, thay đổi một bộ trang sức màu xanh nhạt, thanh đạm nhanh sắc, lại khiến cho thiếu nữ thêm vài phần thanh thuần. Một cái quần dài bó sát chân, đem mảnh khảnh thon dài đùi đẹp bao lại, lộ ra đường cong. Chân dài, kiều đồn, bộ ngực đang phát dục, Huân Nhi hiện tại, không thể nghi ngờ rất giống diệu linh thiếu nữ trên địa cầu, tràn ngập sức sống cùng mê người thanh xuân hơi thở. Đương nhiên, không thể không nói đến cỗ đạm nhã độc đáo khí chất, Tiêu Viêm cũng chưa từng thấy qua tại các thiếu nữ khác. Cái này, là thứ ngươi cần. Nhìn Tiêu Viêm đi ra, Huân Nhi cười đưa ra tạp phiến màu đen, đây là tồn kim tạp bình thường, giá trị lớn nhất không thể vượt qua 5000 kim tệ. Tiện tay cầm lấy hắc tạp, Tiêu Viêm trêu ghẹo nói, tiểu ni tử mặc đẹp như vậy làm gì? Chẳng lẽ hẹn hò cùng người khác sao? Phải, phải, đây là lần đầu tiên trong 3 năm Tiêu Viêm ca ca mời ta cùng ra ngoài, Huân Nhi rất thụ sủng nhược kinh nha, đương nhiên phải mặc đẹp một chút. Tiêu Viêm thân mật trêu chọc, làm Huân Nhi đôi mắt híp thành hình bán nguyệt, cười duyên nói. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm tâm tình đại hảo, cũng là cười vài, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nửa đường cũng gặp một ít tộc nhân, nhìn thấy hắn cùng Huân Nhi thân mật đàm tiếu bộ dáng, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ dị.
Huân Nhi hiện tại, vô luận là xinh đẹp hay thiên phú, đều là viên minh châu sáng nhất trong đám người tuổi trẻ của gia tộc, bình thường đều ôn nhã hỏa khí. Bất quá ở đằng sau nụ cười nhàn nhạt đó, cũng ẩn chứa một cỗ lạnh lùng, cùng nàng chào hỏi, dễ dàng, muốn nói chuyện thêm, rất khó. Không để ý đến thần sắc của mấy cái tộc nhân, Tiêu Viêm dẫn Huân Nhi trực tiếp ra khỏi gia tộc, sau đó thả chậm tốc độ, nhàn nhã đi dạo trên đường. Ô Thản Thành không hổ là một trong những đại thành thị của Gia Mã Đế Quốc, nhân khí cực kỳ thịnh vượng, tuy mặt trời rất chói chang, nhưng trên đường cái, dòng người mãnh liệt, thậm chí ngẫu nhiên còn thấy một ít kỳ dị chủng tộc. Có lẽ do có Tiêu Viêm làm bạn, sau khi ra khỏi gia tộc, Huân Nhi trở nên hoạt bát rất nhiều, lôi kéo bất đắc dĩ Tiêu Viêm, không ngừng chạy đi chạy lại, tiếng thiếu nữ nhẹ nhàng cười duyên, làm nóng bức ngã tư thêm vài phần thanh lương. Sau khi Huân Nhi chơi chán, Tiêu Viêm mới mang theo nàng đi tìm dược tài điếm gần đó, bỏ ra 900 kim tệ, mua 3 gốc 20 năm tử diệp lan thảo cùng với 2 gốc tẩy cốt hoa. Mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể mua được. Đương nhiên, nếu muốn tài liệu cao cấp, chỉ có thể tự mình đi tìm hoặc là đi phường thợ, đấu giá hội mấy địa phương. Nhìn tài sản còn lại trong tay, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu được tiền tại đấu khí đại lục có bao nhiêu trọng yếu. Dược tài tới tay, thứ duy nhất còn thiếu đó là một cái nhất cấp mộc hệ ma hạch. Chương 11 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ma hạch, ở trên đấu khí đại lục cũng được gọi là ma tinh. Tên như ý nghĩa, đây là một loại năng lượng tinh hạch bên trong cơ thể ma thú. Bên trong tràn ngập thiên địa năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Đối với loại năng lượng này, cho dù là một đấu vương cũng không dám mạo hiểm bạo thể nguy hiểm, đem nó mạnh mẽ hút vào. Tuy ma hạch không thể trực tiếp hấp thu, bất quá nó cũng là tài liệu chính không thể thiếu khi luyện dược. Ma hạch trải qua bí pháp của luyện sư luyện chế, sẽ thần kỳ bị một số dược thảo trung hòa cuồng bạo thuộc tính, cuối cùng trở thành các loại linh dược tăng lên thực lực làm mọi người mơ ước, giá cả nhất thời tăng vọt. Còn có, ma hạch còn có thể gia trì trên vũ khí. Vũ khí được ma hạch gia trì, phá hư lực không chỉ tăng thêm một bậc, mà còn có tăng phúc đấu khí mê người đặc hiệu, rất được đấu giả giai tầng trên đấu khí đại lục truy đuổi. Đương nhiên, trừ vũ khí, ma hạch cũng có thể gia trì trên khôi giáp và một số vật phẩm, giúp chủ nhân mang đến phòng ngự lực mạnh mẽ, giúp cho người ta lúc đối mặt với nguy hiểm thì có thêm vài phần bảo hộ sinh mạng. Nhiều đặc hiệu như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho ma hạch trở thành tài liệu được đấu khí đại lục hoan nghênh nhất, không chỉ có đấu giả, ngay cả luyện dược sư tôn quý, cũng thường xuyên đi khắp mọi nơi tìm kiếm cao cấp ma hạch, để luyện chế đan dược cấp bậc càng cao. Dưới tác động của loại triều lưu này, ma hạch trên đại lục cơ hồ hàng năm đều ở trạng thái không đủ đáp ứng nhu cầu. Ma hạch cao cấp bậc chỉ cần xuất hiện tại đấu giá hội hoặc các nơi khác, lập tức sẽ bị người ra giá cao mua đi. Sự quý giá của ma hạch tự nhiên sẽ tạo nên rất nhiều dòng binh đoàn chuyên lấy việc giết ma thú mà sống. Bất quá, thu được ma hạch cũng không phải là một việc dễ. Đầu tiên, ma thú không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa dị thường xảo trám, bởi vì bản tính hung ác cùng với cách công kích đặc thù, ma thú thường mạnh hơn so với đồng cấp bậc nhân loại cường giả. Cho nên, muốn một mình giết chết một ma thú đồng cấp, không có thực lực xuất chúng, rất dễ trộm gà không được mà còn mất gạo. Tiếp theo, cũng không phải trong cơ thể ma thú nào cũng có ma hạch loại năng lượng kết tinh này, giống như một loại tỷ lệ. Đôi khi, một dòng binh đoàn lấy một nửa số người bị thương để đánh chết một con ma thú, nói không chừng, sẽ không có thu hoạch gì. Loại việc này, tại đấu khí đại lục cũng không phải lần đầu tiên, không tính là ngạc nhiên. Bởi vậy, giá của ma hạch trên đấu khí đại lục đều là rất cao. Mang theo Huân Nhi đi trên ngã tư đường một lúc, cuối cùng tiến vào một trung hình khu buôn bán ở phía Nam Thành. Loại trung hình khu buôn bán này, trong Ô Thản Thành cũng chỉ có vài cái, phân biệt bị tam đại gia tộc nắm giữ. Tiêu Viêm đến phường thị này, là nơi Tiêu gia bọn họ nắm giữ. Nói là nắm giữ, còn không bằng nói là duy trì trật tự và an toàn của khu buôn bán, mà thù lao, là của dòng binh hoặc thương nhân, sau khi giao dịch hoặc mở cửa hàng sẽ phải nộp thuế cho gia tộc. Đây là quy củ của đấu khí đại lục từ trước đến nay, cũng rất ít thấy có người đến đảo loạn. Từ cửa của khu buôn bán đi vào, còn có hai hộ vệ của Tiêu gia, bọn họ hiển nhiên cũng biết hai người Tiêu Viêm, nhìn bọn họ đi đến, đều là ngẩn ra, sau đó lập tức thoáng khom người. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm lập tức đi vào, nhìn dòng người đi lại không thôi kia, nhịn không được liếm liếm môi, khó trách gia tộc quản lý khu buôn bán nghiêm khắc hơn, lợi nhuận từ nhân khí, chỉ sợ sẽ không ít. Tam thiếu gia, Huân Nhi tiểu thư, các ngài đến khu buôn bán, là để mua vài vật sao? Lúc hai người bị luồng người làm hoa mắt, thanh âm cung kính từ phía sau truyền đến. Nghe thanh âm này, Tiêu Viêm quay đầu lại, 7-8 đại hán mặc Tiêu gia thống nhất trang phục đang đứng, mà người nói chuyện là một vị đầu lĩnh 30 tuổi tráng niên nam tử, trên ngực nam tử đeo một cái huy chương, trên huy chương có 6 viên kim tinh, hiển nhiên, hắn là một lục tinh đấu giả. Nhìn Tiêu Viêm nghi hoặc ánh mắt, nam tử hàm hậu cười, cung thanh nói, tam thiếu gia, ta gọi là Bội Ân, là hộ vệ đội trưởng của tộc trưởng đại nhân, chuyên môn hộ vệ an toàn của khu buôn bán, sinh nhật năm trước của thiếu gia, Bội Ân cũng từng gặp. Nga, thì ra là Bội Ân đại thúc.
Tiêu Viêm chớp mắt một cái, tuy không có ấn tượng gì với vị đại hán này, bất quá lời giới thiệu vừa rồi của hắn cũng làm Tiêu Viêm nở nụ cười. Một khi phụ thân đã tự mình ra lệnh, vậy tự nhiên sẽ là trực hệ thuộc hạ của hắn, độ trung thành sẽ không có vấn đề gì. Tuy Tiêu gia cũng không phải là một cái siêu cấp thế lực, bất quá trong gia tộc cũng chia làm vài phái, nếu vị đại hán trước mặt là người của mấy vị trưởng lão, vậy hắn cũng không quan tâm, tùy ý đáp lại một chút là được. Trong gia tộc có chút nhàm chán, đi ra ngoài mua sắm chút đồ, Bội Ân đại thúc, ngươi đi làm việc của ngươi đi, nếu có việc, ta gọi ngươi là được. Thanh âm non nớt của Tiêu Viêm không có kiêu ngạo của thiếu gia, ngược lại khách khí ôn hòa, làm cho tâm tình người ta thư giãn. Một tiếng gọi đại thúc, làm nụ cười trên mặt Bội Ân nhiều thêm vài phần. Đồng thời cũng càng thêm nhiệt thiết, gật đầu cười nói, vậy tam thiếu gia tùy ý mua sắm đi, trong khu buôn bán đều có người của chúng ta, nếu có việc gì, kêu một tiếng là được. Lễ phép gật gật đầu, Tiêu Viêm kéo Huân Nhi tiến vào dòng người, sau đó biến mất. Mặt Lý, mang hai người đi theo tam thiếu gia, cảnh cáo mấy tên trộm vặt, nếu ai dám động đến tam thiếu gia và Huân Nhi tiểu thư, sau này cũng không cần lăn lộn ở đây nữa. Nhìn thiếu niên thiếu nữ biến mất, Bội Ân quay đầu lại quát khẽ, khuôn mặt hàm hậu cũng biến mất, trong tích tắc hóa thành tinh kiền. Vâng, đội trưởng. Một đại hán trầm giọng gật đầu, vung tay lên, mang theo hai người nhập vào dòng người. Tam thiếu gia đối đãi người khác thật ôn hòa, thực sự làm cho người ta thư thản. Nhìn ba người lẫn vào dòng người, Bội Ân cười cười, rồi lập tức tiếc hận thở dài. Thiếu niên tốt như vậy, đáng tiếc, ai? Tiếc nuối lắc lắc đầu, Bội Ân mang theo thủ hạ tiếp tục đi tuần. Lười nhác đi sau Tiêu Viêm, Huân Nhi liếc mắt nhìn dòng người phía sau, nhàn nhạt mỉm cười nói, Tiêu Viêm ca ca, tên Bội Ân đó cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm ử nhẹ một tiếng, ánh mắt quét về một cửa hàng, linh hồn cảm giác của hắn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, cho nên hộ vệ đi phía sau, hắn cũng rõ ràng, thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm đi chậm lại, cùng thiếu nữ bên cạnh sóng vai mà đi, ngửi mùi thơm thanh nhã của thiếu nữ, nghiêng đầu hài hước nói, chín đoạn đấu khí, lại có thể cảm ứng được ba người hộ vệ tinh thông ẩn nặc, Huân Nhi, rất xuất chúng. Huân Nhi học bộ dáng của Tiêu Viêm, đáng yêu nhún vai, lại lấy ra đòn sát thủ, mỉm cười, trầm mặc. Nhìn cô gái im lặng không nói, trên môi Tiêu Viêm nổi lên ôn thuần nụ cười, vỗ nhẹ đầu cô gái, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, thấp giọng cười nói, tuy không biết thân phận của ngươi, có bối cảnh thế nào, bất quá, ta chỉ biết, ngươi là muội muội của Tiêu Viêm ta, mặc kệ sau này thế nào, nhớ kỹ, đứng sau lưng ta, trời sập, ca ca giúp ngươi đỡ. Nhẹ nhàng cười, Tiêu Viêm vỗ nhẹ tay, cước bộ nhanh hơn, đi về phía trước. Dừng chân lại, Huân Nhi xinh đẹp hai mắt, nhìn theo thiếu niên tiêu sái đi trước, sửng sốt một lúc, Huân Nhi rốt cuộc cũng hồi thần lại, hòa nhã tiêu ý tràn ngập khóe miệng, cuối cùng khuôn mặt tinh mỹ kia tràn đầy dụ hoặc. Dòng người trùng trùng đi lại trong khu buôn bán, thiếu nữ cười nhẹ, thanh nhã dáng người, giống như hoa sen, thanh nhã lạnh nhạt. Muội muội sao? Huân Nhi chính là một nữ hài tử rất tham lam. Ngẩng đầu, Huân Nhi nhẹ nhàng tự nhủ một tiếng, lập tức hé miệng cười nhàn nhạt, đuổi kịp thiếu niên nhàn nhã phía trước. Theo Tiêu Viêm đi đi lại lại, cũng chậm rãi tiến vào trung tâm của khu buôn bán. Vật phẩm được bán ở đây so với bên ngoài quý giá hơn rất nhiều, cho nên, người có thể đi vào nơi này mua sắm, trong ô thản thành coi như có vài phần thực lực. Thừa dịp Tiêu Viêm tìm kiếm chỗ bán ma tinh, Huân Nhi cũng nhàm chán đi đến một cửa hàng sạch sẽ, bàn tay trắng nõn mềm mại cầm lên một chiếc vòng tay màu xanh nhạt, chất liệu của vòng tay rất bình thường, chỉ thêm vào một ít băng ngân. Làm cho người ta cảm giác mát lạnh, rất thích hợp đeo vào mùa hè, tuy chất liệu bình thường, bất quá nhìn cũng rất thanh nhã. Tùy ý chơi đùa một chút, Huân Nhi vừa muốn mua, nhưng lại nhớ đến tất cả tiền mình có đều cho Tiêu Viêm vay, thoáng quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên đang chăm chú tìm kiếm, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng lão nhân chủ cửa hàng cười xin lỗi, buông chiếc vòng tay, lại lười nhác đi về phía trước. Nàng tính cách đạm nhã, rất khó chủ động yêu cầu ai mua cho mình vật gì, cho dù là Tiêu Viêm. Vừa đi không xa, Huân Nhi có chút nhàm chán, vừa định trở về cùng Tiêu Viêm, một đạo thanh lãng tiếng cười, bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Gì, đây không phải Huân Nhi tiểu thư sao? Không nghĩ tới sẽ gặp mặt ở đây, thật sự là duyên phận. Nhẹ nhàng nhíu mày, Huân Nhi nhìn về phía thanh âm phát ra, thấy một đám người đi đến, đi đầu là một vị quần áo hoa quý thanh niên. Thanh niên tuổi khoảng 20, bộ dáng có chút anh tuấn, bất quá sắc mặt có chút trắng nhợt, đôi mắt nóng cháy nhìn đình đình ngọc lập thanh xuân thiếu nữ, trong ánh mắt, không che giấu ái mộ. Chương 12 nhìn anh tuấn thiếu niên thần tình hân hỉ, Huân Nhi khẽ nhíu mày, cũng không nghe hắn gọi, xoay người bước đi. Huân Nhi tiểu thư. Nhìn thấy Huân Nhi xoay người, bộ mặt tái nhợt của thanh niên anh tuấn kia lập tức trở nên cấp bách, chân bước nhanh thêm mấy phần, cuối cùng đứng chắn ngang trước mặt Huân Nhi. Bị thanh niên cản đường, Huân Nhi đành phải dừng bước, đôi mắt như thu thủy nhíu lại, nhìn thanh niên với vẻ lười nhác, cũng không nói một lời. Huân Nhi tiểu thư.
bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt như thu thủy kia. Thanh niên suốt ngày chạy theo mỹ nữ kia hô hấp lại trở nên gấp gáp, thường thường thì mồm năm miệng 10, bây giờ thì một câu cũng không nói ra được. Gia Liệt áo thiếu gia, nếu không có chuyện gì, xin hãy đứng tránh sang một bên, ta còn có chuyện phải làm. Nhìn thanh niên vẻ mặt có chút đỏ lên, Huân Nhi cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại, khiến cho bộ mặt của thanh niên đang đứng đối diện chợt trở nên đỏ hồng như có bệnh. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư, ngươi đến phường thị để mua thứ gì? Vừa lúc tại hạ đang nhàn rỗi, không bằng chúng ta cùng đi mua sắm đi. Trong lòng thầm hít vào một hơi, nụ cười trên mặt Gia Liệt áo, sáng lạn mà ôn hòa, phối hợp với thân phận và tướng mạo của thanh niên, đã từng giúp hắn mấy lần ôm được mỹ nữ về nhà. Gia Liệt áo thiếu gia, ta đã nói rồi, ta còn có chuyện. Ngươi có thể tránh ra được không? Huân Nhi cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, giọng nói bình thản không có chút dao động. Bị Huân Nhi cự tuyệt thẳng thừng, Gia Liệt áo khóe miệng hơi giật giật, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tay thò vào trong ngực tìm tòi một hồi, cuối cùng rút ra một cái vòng tay. Vòng tay có màu vàng lam nhạt, là do sắt kim lam đúc thành, ở chỗ nối của vòng tay có treo một cái ma tinh màu lục được mài thành hình tròn. Ánh sáng màu lục từ đó nhẹ nhẹ tỏa ra, xem ra, chiếc vòng tay được chế tạo rất đẹp đẽ này, cũng rất là xa xỉ. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư có việc, Gia Liệt áo mà ngăn trở là có chút làm khó tiểu thư rồi. Gia Liệt áo cẩn thận cầm chiếc vòng tay, ân cần cười nói, đây là một chiếc vòng tay mộc linh ta mới đặc ý mua được ở phường thị. Tuy không thể coi là vật quý trọng gì, nhưng trên vòng còn có một cái mộc thuộc tính ma tinh cấp 1, giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục đấu khí. Huân Nhi tiểu thư bây giờ vẫn chưa phải là đấu giả, chiếc vòng này đối với tiểu thư mà nói, quả thực là vật trang sức rất tốt. Một chút thành ý, Huân Nhi tiểu thư đừng nên cự tuyệt, nếu không, Gia Liệt áo thật là mất mặt với đám thuộc hạ đó. Nói đến câu cuối, Gia Liệt áo cố ý thêm chút hài hước vào, mà đám thuộc hạ đứng quanh đó cũng phối hợp cực kỳ ăn ý mà cười phá lên. Nhìn hành động của Gia Liệt áo, đôi mi thanh tú của Huân Nhi lại nhíu lại, trong lòng thực sự có chút không biết phải làm thế nào với tên mặt dày này. Vừa định cự tuyệt, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại trên cái ma tinh màu lục ở chỗ nối của chiếc vòng, nhớ đến bộ dạng tìm kiếm khổ sở một cái mộc hệ ma tinh, lông mi thon dài của Huân Nhi không khỏi chớp nhẹ mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, tựa hồ cũng trở nên nhu hòa một chút. Nhìn thấy bộ dáng tựa hồ đã động tâm của Huân Nhi, Gia Liệt áo trong lòng vui vẻ, vội vàng đem chiếc vòng mộc linh đưa ra phía trước, cười nói, Huân Nhi tiểu thư không cần khách khí, Gia Liệt gia tộc và Tiêu gia đều được liệt vào ô thản thành tam đại gia tộc, giữa hai gia tộc tặng nhau vài thứ đồ, không ai có thể nói ra nói vào gì được. Cầm lấy vòng tay, đem ma tinh đưa cho Tiêu Viêm ca ca, cái vòng tay đó. Thừa lúc hắn không chú ý, vứt đi là xong. Trong lòng hiện lên ý niệm có chút giảo hoạt. Huân Nhi không hề chần chừ, vừa định đưa tay ra nhận, một bàn tay bỗng nhanh hơn một nhịp, nắm lấy bàn tay nàng. Tay bị nắm, Huân Nhi giật mình, đấu chi khí trong cơ thể cấp tốc lưu động, cổ tay vừa định giằng ra, một tiếng hừ nhẹ của thiếu niên khiến nàng ngoan ngoãn không dãy dụa gì nữa. Ánh mắt khẽ rời, Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm vừa đột nhiên đến phía sau mình, ánh mắt dịch lên trên một chút, cũng nhìn thấy bộ mặt non nớt có chút khó coi. Tên này là người như thế nào, chẳng lẽ nào ngươi còn không biết? Hung hăng trừng mắt với Huân Nhi, Tiêu Viêm trong lòng thầm trách cứ, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói, Gia Liệt áo thiếu gia, ý tốt của ngươi, Huân Nhi xin nhận, nhưng xin lỗi, chiếc vòng này ngươi hãy thu lại đi. Nhìn thấy không khí giữa mình và Huân Nhi đã bị phá hoại, trong mắt Gia Liệt áo lóe lên một tia giận dữ, có điều, để bảo trì phong độ trước mặt giai nhân, Gia Liệt áo đành phải gượng cười mà nói, Tiêu Viêm thiếu gia, ta chỉ là không thấy Huân Nhi tiểu thư đeo một thứ đồ trang sức gì, cho nên mới muốn bày tỏ chút tâm ý mà thôi. Lẽ nào cậu lại không để một thứ đồ trang sức nho nhỏ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Huân Nhi tiểu thư hay sao? Bất đắc dĩ thở ra một hơi, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn chiếc vòng mộc liên Gia Liệt áo đang cầm trong tay, cũng thò tay vào trong ngực lấy ra một chiếc vòng tay màu lục nhạt, bình thản nói, ngươi thích vòng tay. Đây, cho ngươi, đừng lấy đồ của người khác, đã nói với ngươi rồi, không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần, không phải là sắc lang thì cũng là đạo tặc, ngươi ngốc nghếch như vậy, có khi bị người ta mua mất mà vẫn không biết gì. Nghe Tiêu Viêm chỉ tăng mắng quý lời nói, Gia Liệt áo mặt trở nên lạnh lùng, nhưng lúc mắt hắn đảo qua chiếc vòng tay Tiêu Viêm đang cầm, thì ngạc nhiên mà cười. Chiếc vòng tay trong tay Tiêu Viêm, nhìn từ góc độ chất liệu, rõ ràng chỉ là một thứ hàng vỉa hè giá không quá một kim tệ, mà chiếc vòng mộc linh của hắn lại là đồ trang sức có gắn ma tinh chính tông, lúc mua, ước chừng tiêu phí mất hơn 1.000 kim tệ. Hai chiếc vòng tay, không kể hình dáng, giá cả, kể cả giá trị thực tiễn, khác nhau như trời và đất, không có gì có thể so sánh. Vì thế, Gia Liệt áo nhìn thấy Tiêu Viêm tặng cho thiếu nữ xinh đẹp Huân Nhi một thứ đồ trang sức lởm như thế, thật sự có chút nhịn không được mà châm chọc nói. Tiêu Viêm thiếu gia, dù ta đã biết địa vị của ngươi ở trong gia tộc không cao, nhưng ngươi cũng không nên tặng thứ hàng lởm này cho Huân Nhi tiểu thư chứ. Không để ý đến sự châm chọc của Gia Liệt áo, Tiêu Viêm giật giật tay của Huân Nhi đang ngẩn người nhìn chiếc vòng tay của cậu,
có chút không kiên nhẫn nói, rốt cuộc ngươi có muốn hay không? Dù sao thì cũng chỉ mua mất 2-3 kim tệ mà thôi. Suy, nghe Tiêu Viêm nói, không chỉ Gia Liệt Áo mà ngay cả bọn thuộc hạ của hắn cũng trào phúng cười giống lên. Nhưng mà bọn chúng không cười được bao lâu thì bỗng dừng lại, tiếng cười như bị chẹn lại ở cổ, tất cả há hốc mồm ra trông cực kỳ buồn cười. Thiếu nữ vốn đang ngẩn người ra bị hành động của Tiêu Viêm đánh thức, hai tay như là không tự chủ được mà giật lấy vòng tay từ tay Tiêu Viêm, đến lúc vòng tay ở trong tay mình rồi, Huân Nhi mới hồi phục tinh thần, hành động của chính mình hình như có chút quá háo hức rồi. Bộ mặt xinh đẹp trắng nõn ửng đỏ lên, có điều Huân Nhi cũng không phải như người thường, sau một thoáng ngượng ngùng, liền vội vội vàng vàng đeo vòng tay lên cổ tay trắng mốt của mình, ngẩng đầu nở một nụ cười duyên dáng thanh nhã với Tiêu Viêm, cảm ơn Tiêu Viêm ca ca. Vẻ mặt có chút không tự nhiên nhìn Huân Nhi đang lộ ra tư thái của một thiếu nữ bình thường trước mặt Tiêu Viêm, Gia Liệt Áo trên mặt lộ ra vẻ ghen tị, cười khan nói, ha ha, không nghĩ tới sở thích của Huân Nhi tiểu thư lại khác người như vậy, xem ra ta tính nhầm mất rồi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Gia Liệt Áo trước mặt mình, ánh mắt đảo qua một ngôi sao trên ngực Gia Liệt Áo, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, năm trước nhìn thấy tên này, hắn không phải là cửu đoạn đấu khí sao? Không ngờ năm nay đã lại thành công ngưng tụ đấu chi khí toàn rồi, có điều 21 tuổi mới trở thành nhất tinh đấu giả, thiên phú này, miễn cưỡng chỉ có thể coi là thượng đẳng mà thôi. Nhìn thấy Gia Liệt Áo vẫn không có ý định rời đi, Tiêu Viêm miệng hơi động đậy, lời nói mang vẻ lười nhác, hoàn toàn không vì thực lực của đối phương mà khách khí vài phần. Quan hệ giữa Tiêu gia và Gia Liệt gia tộc vốn không được tốt, cho nên Tiêu Viêm cũng không cần tỏ ra nhún nhường gì cả, sờ sờ mũi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Gia Liệt Áo thiếu gia, tính phong lưu của ngươi, ca ô thản thành đều biết, nhưng Huân Nhi vẫn còn nhỏ, không có thời gian chơi trò yêu đương trước tuổi với ngươi, vì thế, sau này phiền ngươi đi tán tỉnh khuê nữ của các nhà khác đi. Sau này cách hắn ra một chút. Nói xong câu này, Tiêu Viêm cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của Gia Liệt Áo, dựa vào ưu thế hơn tuổi của mình, quay đầu lão khí hoành thu giáo huấn Huân Nhi. Nga! Đôi mắt linh động của Huân Nhi chớp chớp, không để ý gì gật gật đầu, Gia Liệt Áo đối với nàng mà nói, chẳng qua là có duyên gặp mặt vài lần mà thôi, còn Tiêu Viêm đối với nàng mà nói, lại là một người không thể thay thế được, hắn đã nói thế, thì Huân Nhi cũng không phản đối. Vấn đề này đối với Huân Nhi mà nói căn bản không phải suy nghĩ. Chương 13 Tiêu Huân Nhi thản nhiên đáp ứng lời Tiêu Viêm, Gia Liệt Áo khóe miệng run rẩy một trận, nắm tay nắm chặt run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt âm độc hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên vẻ mặt bình thản trước mặt. Một đám thuộc hạ phía sau Gia Liệt Áo thấy thiếu chủ vẻ mặt khó coi, liền hiểu ý từng bước tiến tới vây quanh hai người, ánh mắt nhìn vào hoàn toàn không có chút ý tốt nào. Sâu trong khu buôn bán người đi lại không ít, xung đột xảy ra khiến không ít kẻ tò mò mà đi tới xem, dù sao hai người đều có chút thanh danh ở Ô Thản Thành, Tiêu Viêm là bởi vì cái tên phế vật của hắn, còn Gia Liệt Áo thì lại là một tên cũng có thể tính là hai người nổi tiếng. Nhìn một loạt hành động của đối phương, Tiêu Viêm nhíu mày, khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ hài hước rồi quay đầu lại, đối với một chỗ của khu buôn bán cười nhẹ một tiếng. Nhìn thấy hành động của Tiên Viêm mọi người tò mò quay đầu lại, liền thấy đội hộ vệ của khu buôn bán do đội trưởng Bội Ân chỉ huy với khí thế hung hăng chạy tới. Bộ Ân mang theo đội quân hộ vệ rất nhanh chạy tới, bàn tay vung lên, giám hộ vệ dưới tay nhất thời hung hăng kiềm chế đám gia nhân của Gia Liệt Áo, trong khoảng thời gian ngắn song phương có chút khẩn trương bạt kiếm trương nỏ. Tam thiếu gia, có chuyện gì vậy? Đến phía sau Tiên Viêm, Bội Ân đầu tiên là nhìn lướt qua bọn người Gia Liệt Áo đối diện rồi lập tức cung kính cười hỏi. Tiên Viêm mỉm cười, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khó coi của Gia Liệt Áo, chậm rãi nói, Gia Liệt Áo thiếu gia, khu vực này là địa bàn của Tiêu gia, người nghĩ lúc này có thể động thủ. Gia Liệt Áo ánh mắt có chút kiêng kỵ, sau đó quay đầu đối với Tiêu Viêm cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc. Nếu ngươi là nam nhân, ngươi muốn nói với ta nếu ta là nam nhân liền cùng ngươi tỉ thí công bình phải không? Tiêu Viêm bỗng khoát tay áo, cười nói cắt ngang lời Gia Liệt Áo. Gia Liệt Áo cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói, đúng vậy, ngươi có dám. Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Gia Liệt Áo, Tiêu Viêm làm như có chút bất đắc dĩ thở dài, tay sờ trán, một lát sau mới ngẩng đầu lên, khẽ nhún vai, vẻ mặt thành thực vô tội nói, Gia Liệt Áo thiếu gia, ta hỏi chút vấn đề, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Gia Liệt Áo khóe miệng giật giật, âm trầm nghiêm mặt không nói một lời. Đại ca, ngươi năm nay 21 tuổi, còn ta bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. Ngươi muốn cùng một cái tiểu hài tử chưa cử hành nghi thức trưởng thành quyết đấu? Ngươi chẳng lẽ không biết yêu cầu của mình làm cho người khác đỏ mặt sao? Tiêu Viêm thở dài, trên khuôn mặt lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, làm Huân Nhi bên cạnh có chút nhịn không được hé miệng cười khẽ. Ha ha! Nghe mấy lời nói vô tội của thiếu niên, dong binh và thương nhân ở xung quanh nhất thời phát ra tiếng cười. Đích xác, lấy tuổi Tiêu Viêm giờ phút này nhiều lắm chỉ tính là một thiếu niên ngây thơ miệng còn hôi sữa, mà Gia Liệt Áo lại sớm đã trưởng thành, khiêu chiến loại này, thật sự là mọi người không thể không khinh bỉ trong lòng. Nhìn ánh mắt châm chọc xung quanh, giống như một chậu nước lạnh làm Gia Liệt Áo hồi phục được chút thanh tỉnh,
Tiêu Viêm luôn biểu hiện ra bộ dáng thành thục cùng lạnh nhạt nên mình không tự chủ được mà quên lý tuổi của hắn, cho nên khi được nhắc nhở, Gia Liệt Áo lúc này mới nhớ lại thiếu niên thiên tài trước mặt năm nay mới 15. Hung hăng cắn chặt răng, Gia Liệt Áo nhìn đám Tiêu gia hộ vệ đứng sau Tiêu Viêm như hổ rình mồi, biết chính mình hôm nay không có cơ hội ra tay giáo huấn, chỉ đành lạnh lùng phải lắc lắc đầu, giọng trầm trầm nói, sau một năm, ngươi sẽ cử hành nghi thức trưởng thành. Hắc hắc, nhìn tên phế vật như ngươi chỉ sợ sau nghi thức trưởng thành sẽ bị an bài đi những nơi xa xôi tận cùng, về sau ngay cả tư cách tiến vào Ô Thản Thành đều không có, thật sự là đáng thương. Tiêu Viêm mỉm cười, nhún vai không trả lời. Mi mắt giật giật, không biết vì sao chỉ cần vừa thấy khuôn mặt bình đạm thong dong của thiếu niên trước mặt là lửa giận lại bùng lên, ngươi là một phế vật, không có việc gì lại giả vờ trước mặt ta bộ dáng cao thâm khó lường cướp cho đó. Mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, Gia Liệt Áo hừ lạnh một tiếng, rồi vung tay lên mang theo đám thủ hạ bỏ đi. Nga, đúng rồi. Cước bộ bỗng nhiên dừng lại, Gia Liệt Áo tựa như nhớ đến cái gì quay đầu cười nói, Tiêu Viêm thiếu gia, nghe nói Tiêu gia các ngươi bị Nạp Lan Yên Nhiên của Nạp Lan gia tộc mạnh mẽ giải trừ hôn ước. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì, lấy thiên phú tu luyện của ngươi cũng không xứng đáng với Nạp Lan tiểu thư, ha ha. Nói xong mấy lời này, Gia Liệt Áo lúc này mới cười to rời đi. Ánh mắt Tiêu Viêm có chút âm trầm nhìn Gia Liệt Áo rời đi, một tay giữ chặt Huân Nhi bên cạnh, nhàn nhạt nói, một con chó điên mà thôi, hắn cắn ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn cắn trở lại. Nhưng hắn, rất quá phận, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn. Huân Nhi khẽ nhíu đôi mi thanh tú, có chút tức giận bất bình nói, rồi sẽ có cơ hội. Tiêu Viêm cười híp mắt, âm thanh âm âm lãnh phát ra từ khóe miệng làm Bội Ân ở bên cạnh cũng thoáng phát lạnh, một đầu sư tử cắn người cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là đầu sư tử biết ẩn nhẫn. Bội Ân đại thúc, phiền toái mọi người rồi. Tiêu Viêm quay đầu cười thân thiện đối với mấy người Bội Ân, âm trầm khí tức lúc trước, trong khoảnh khắc biến thành vui vẻ cùng thẳng thắn. Trong lòng cảm thán sự thay đổi cảm xúc của Tiêu Viêm, trong nụ cười của Bội Ân, thêm phần kính sợ xuất phát từ nội tâm. Bất luận Tiêu Viêm tu luyện thiên phú như thế nào, chỉ cần phần tâm trí này, thành tựu ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Tam thiếu gia nói đùa, nơi này vốn là địa bàn của chúng ta, sao có thể để người của Gia Liệt gia tộc đến làm loạn. Bội Ân cười cười, nhìn bộ dáng Tiêu Viêm hết nhìn đông đến nhìn tây, sau khi cáo từ một tiếng, cực kỳ tự giác mang người lui ra. Nhìn bọn người Bội Ân rời đi, Tiêu Viêm lúc này mới xoay người đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mại của Huân Nhi, tức giận nói, ngươi là một đứa ngốc, một cái ma tinh cấp một khiến ngươi động tâm. Tên kia là loại người gì ngươi không rõ sao? Ngươi nhận đồ của hắn, hắn sẽ không lợi dụng chiếm tiện nghi sao? Vuốt lại mấy sợi tóc bị Tiêu Viêm nhu loạn, Huân Nhi bất đắc dĩ phất phất tay, thứ đưa đến cửa, không cần phải từ chối. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, có chút dở khóc dở cười, đó cũng không phải thứ chân quý gì, ngươi lại gây chuyện như vậy, ngươi chính là thiếu nữ thiên tài của Tiêu gia. Huân Nhi cau nhẹ cái mũi đáng yêu, giơ lên chiếc vòng trên tay, hài hước nói, thì ra Tiêu Viêm ca ca cũng một mực chú ý Huân Nhi. Trừng mắt nhìn Huân Nhi một cái, Tiêu Viêm liền nắm lấy tay nàng, tiếp tục đi về một số cửa hàng ở sâu trong khu buôn bán. Đi qua vài cửa hàng, Tiêu Viêm lúc này mới dừng chân, quay người nhìn một lục sắc tinh thể vẫn còn nhiễm một ít máu, thoải mái thở ra một hơi, cười nói, rốt cuộc tìm được rồi. Tay vừa vươn ra, Tiêu Viêm định cầm ma tinh lên, bàn tay cứng đờ lại, trong lòng bỗng mọc lên một cỗ cảm giác kỳ lạ. Đầu lưỡi liếm liếm môi, một tay Tiêu Viêm vẫn như trước nắm lấy viên ma tinh, sau đó ánh mặt làm như không để ý quét qua xung quanh quán. Một lúc sau, ánh mặt Tiêu Viêm dừng lại tại một khối thiết phiến màu đen bên cạnh ma tinh. Thiết phiến màu đen nhìn rất là cổ xưa, mặt trên phủ hoa văn, nhưng lại có một ít đất chưa được rửa sạch, nhìn qua rất giống vật phẩm mới được đào từ dưới đất lên. Hắc, Tiểu Viêm tử, đem hắc thiết phiến kia mua đi, đồ tốt đó. Tại thời điểm Tiêu Viêm vì phản ứng của chính mình mà kỳ quái, thanh âm của Dược lão bỗng nhiên từ trong lòng vang lên. Chương 14 nghe thanh âm trong lòng vang lên, Tiêu Viêm hai mắt chớp nhẹ, không giấu vết gật đầu. Không lập tức cầm khối thiết phiến màu đen, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cầm lục sắc ma tinh vẫn còn dính một ít máu, hướng đến vị dòng binh nam tử nhìn qua có chút mày trộm mắt chuột phía sau quầy hàng cười nói, đây là ma tinh của ma thú nào? Hắc hắc, nhãn lực thiếu gia thật tốt, đây là ma tinh của nhất giai ma thú thôn Mộc Hổ. Trong nhất giai ma tinh, nó được xem như cực phẩm, vì khối ma tinh này, tiêm nha dòng binh đoàn chúng ta phải phục kích 3 ngày, giết chết 5 con thôn Mộc Hổ mới có được một viên ma tinh này. Nhìn thấy Tiêu Viêm trang phục bất phàm, tên dòng binh nam tử kia lập tức ân cần giới thiệu. Nếu thiếu gia xem chúng nó, chỉ cần 500 kim tệ là được, hắc hắc, vì liệp sát. Thôn Mộc Hổ, chúng ta có mấy vị huynh đệ bị thương không nhẹ. Ngón tay Tiêu Viêm lau đi vết máu trên ma tinh, quả nhiên phát hiện vết máu còn chưa hoàn toàn khô lại, khẽ gật gật đầu, liếc mắt nhìn hai mảnh kim tinh trên ngực đối phương, tùy ý nói, đắt, bình thường ma tinh cấp một giá cả từ 400 đến 450. Hơn nữa, thôn Mộc Hồ tuy cũng là ma thú, bất quá lực công kích không cao, đội viên của người sẽ không phải là đấu giả cũng chưa đạt tới.
Khóe miệng giật giật, dong binh nam tử cười khan hai tiếng, hiển nhiên không nghĩ đến thiếu niên trước mặt lại am hiểu về thị trường và ma thú như vậy, lập tức nói, 407 đi, không thể ít hơn, dù sao huynh đệ bọn ta cũng phải sinh sống. Ai? Dong binh nam tử thở dài một hơi, ánh mắt lo lắng, Tiêu Viêm cúi người, tại trên quầy hàng cầm loạn một trận, vừa vặn cái thiết phiến cổ quái kia cũng ở trong đó, giơ mấy thứ trong tay lên, 407, tất cả chỗ này. Mắt nhìn vật phẩm trong tay Tiêu Viêm, dong binh nam tử lặng lẽ thở ra một hơi, hoàn hảo vẫn tiện nghi cho mình. Thành, sảng khoái xuất ra một ít đại kim tệ, Tiêu Viêm không nói hai lời, xoay người bước đi. Hắc, Tiểu Viêm tử, không tệ lắm, mua một đồ vật cũng phải hẹp hòi như vậy. Lúc xoay người, thanh âm Dược lão hài hước vang lên trong lòng. Đám gia hỏa đó đều là gian thương, chỉ cần thấy ngươi đối với vật gì có hứng thú, vậy vỗ ngựa tăng giá, ta không muốn mất tiền oan. Trong lòng bình thản đáp một câu, Tiêu Viêm cũng không quản thêm cổ quái lão đầu trong giới chỉ, cùng Huân Nhi, nhàn nhã đi ra khỏi khu buôn bán, sau đó chậm rãi trở về gia tộc. Chia tay với Huân Nhi, Tiêu Viêm nóng vội chạy về phòng của mình, sau đó cẩn thận đóng chặt cửa. Quay đầu, nhìn Dược lão không biết từ lúc nào đã đi ra, Tiêu Viêm lấy ra dược vật và ma tinh mua được, có chút vội vàng nói, thứ cần đều đã có, còn phải làm thế nào? Dược lão cười hắc hắc, ánh mắt tùy ý quét qua tài liệu trên bàn, bỗng nhiên nói, ngươi không muốn xem cái hắc thiết phiến kia sao? Ách! Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó lập tức lấy ra hắc thiết phiến, nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới một lần, nhíu mày nói, thứ này, dùng để làm gì? Dược lão thuận tay tiếp nhận thiết phiến, cười nói, bên trong nó, hình như tồn tại một loại đấu kỹ. Bất quá người chế tạo thiết phiến cũng là một luyện dược sư, cho nên, thiết phiến này chỉ có người có linh hồn cảm giác lực hơn người mới có thể cảm ứng được. Đấu kỹ. Nghe vậy, Tiêu Viêm hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, cấp bậc gì? Đấu kỹ trên đấu khí đại lục, độ quan trọng không bé hơn đấu khí công pháp, một môn cao thâm đấu kỹ, có thể làm cho người ta trong lúc chiến đấu, phát huy lực lượng mạnh mẽ vượt xa chính mình. Đấu kỹ cùng công pháp cũng đều chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, đấu kỹ truyền lưu trong giai tầng của người bình thường, cao nhất cũng chỉ là hoàng giai cao cấp, một số cao cấp đấu kỹ chỉ có thể đến học viện hoặc tông phái mới có thể có được. Đương nhiên, đấu khí đại lục rộng lớn vô cùng, sẽ có một số đấu kỹ của tiền nhân, bởi vì nhiều duyên cớ mà bị thất truyền, cuối cùng được một người may mắn nào đó có được, mà bây giờ Tiêu Viêm có được hắc thiết phiến có thể là do một vị tiền nhân lưu lại. Dược lão lật đi lật lại thiết phiến, một lúc sau mới cười nói, hấp trưởng, huyền giai sơ cấp. Huyền giai sơ cấp, khuôn mặt vui mừng, Tiêu Viêm cũng không nghĩ đến tùy ý mua một cái đồ hỏng, thế nhưng lại che giấu một huyền giai đấu kỹ, phải biết rằng, trong gia tộc của mình, đấu kỹ cao thâm nhất cũng bất quá mới là huyền giai trung cấp, hơn nữa, chỉ có tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão mới có tư cách học tập. Hấp trưởng, luyện đến đại thành, có thể hấp cự thạch nghìn cân, nếu gặp địch nhân, cuồng mãnh hấp lực, có thể đem máu trong người mạnh mẽ rút ra, đem máu rút khỏi cơ thể. Khuôn mặt cả kinh, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, có chút kinh dị nói, cái này, quá trâu phải không? Nếu như máu bị rút khỏi cơ thể, ai còn có thể sống? Thứ này đương nhiên chỉ có thể đối phó với đối thủ cấp bậc kém hơn hoặc bằng ngươi, nếu gặp đối thủ mạnh hơn, người ta trực tiếp mượn hấp lực tới gần ngươi, không hay ho gì cả. Dược lão đem thiết phiến ném lại, nhàn nhạt nói, xem ra hắn đối với đấu kỹ này đánh giá cũng không cao. Dược lão là đại nhân vật, tự nhiên ánh mắt rất cao, nhưng trong mắt Tiêu Viêm, đây chính là cao cấp đấu kỹ, lập tức vui mừng cầm lấy hắc thiết phiến, cười nói, cho dù thế nào, hấp trưởng so với đấu kỹ bình thường trong gia tộc cũng tốt hơn rất nhiều, về sau, sẽ học nó. Suy, bằng ba đoạn đấu khí của ngươi, có thể hút được một nhánh cây cũng đã rất tốt, còn muốn hấp máu người. Lắc lắc đầu, Dược lão bĩu môi nói, trừng mắt một cái, Tiêu Viêm cũng mặc kệ cổ quái lão đầu này, tự mình ôm thiết phiến, bật cười hắc hắc. Nhìn bộ dáng của ngươi kia, một cái huyền giai sơ cấp đấu kỹ đã bị mê thành như vậy, thật là dọa người. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Dược lão cầm ma tinh trên bàn lên, phân phó Tiêu Viêm, đi mang một cái chậu nước to đến đây. Thấy Dược lão muốn khai công, Tiêu Viêm nhanh chóng thu hắc thiết phiến lại, lật đà lật đật chạy đi chuẩn bị. Bên trong phòng im lặng, Dược lão tay trái cầm tử diệp lan thảo, mắt khẽ nheo lại, một lúc sau, nhẹ nhàng thở một hơi, trên tay trái bỗng hiện lên một ngọn lửa màu trắng. Ngọc lửa vừa xuất hiện, trong phòng, độ ấm tăng lên rất nhiều. Mắt không chớp nhìn ngọn lửa màu trắng kia, trong lòng Tiêu Viêm có chút rung động, hắn rõ ràng quá trình luyện dược sư luyện dược, nhưng đấu khí ngoại phóng, hóa thành thực chất, cho dù là phụ thân của mình, cũng không thể làm được. Sắc mặt lạnh nhạt, ngọn lửa màu trắng trong tay Dược lão thoáng bốc lên, đem gốc tử diệp lan thảo cắn nuốt vào. Ngọn lửa bốc lên, tử diệp lan thảo trong tích tắc bị đốt thành một ít chất lỏng màu xanh biếc. Tay phải lại cầm một gốc tử lan diệp thảo, trực tiếp ném vào bên trong ngọn lửa. Sau khi đem ba gốc tử lan diệp thảo toàn bộ ném vào, dung dịch màu xanh biếc kia trở nên lớn hơn rất nhiều. Chất lỏng màu xanh tại trong ngọn lửa không ngừng động đậy, nhiệt độ nóng cháy không ngừng thiêu đốt tạp chất trong đó.
Theo ngọn lửa thiêu đốt, chất lỏng màu xanh biếc càng ngày càng nhỏ đi, một lúc sau, chỉ to bằng độ lớn của một ngón tay. Tiếp theo, Dược lão lại đem hai cây tẩy cốt hoa, đưa vào trong ngọn lửa, sau khi nung chảy, đem nó hòa vào trong chất lỏng màu xanh. Sau đó, chính là luyện hóa ma tinh. Ba bước này, kéo dài khoảng một giờ, mà sắc mặt của Dược lão vẫn tràn đầy tinh thần, không có một điểm mệt mỏi. Sau một giờ, ma tinh cứng rắn, đã bị nung chảy thành một chất lỏng màu xanh nhạt, cuồng bạo năng lượng ẩn chứa trong ma tinh, cũng bị Dược lão dùng dược tính thần kỳ phối hợp, loại ra ngoài. Trong bàn tay, ngọn lửa màu trắng dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn trong bàn tay Dược lão huyền phù một giọt chất lỏng màu phỉ thúy, bằng cảm giác lực hơn người, làm Tiêu Viêm rõ ràng cảm ứng được năng lượng trong chất lỏng này lớn đến thế nào. Lão sư, cứ như vậy nuốt vào sao? Tiêu Viêm chớp chớp mắt, có chút không kịp đợi. Muốn chết thì cứ trực tiếp nuốt vào, bằng mấy cái kinh mạch của ngươi, sẽ lập tức biến thành phế vật chân chính. Trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, Dược lão nhẹ nhàng búng tay, phỉ thúy chất lỏng hòa vào nước bên trong bồn, nhất thời. Một bồn trong suốt nước hóa thành màu xanh sau này, ở trong đó, tu luyện, bằng thiên phú của ngươi, trong một năm đạt tới 7 đoạn, không phải việc khó. Dược lão vỗ vỗ tay, mỉm cười nói. Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy vui mừng, vội vàng gật đầu. Nga, suýt nữa quên mất, loại dược thủy này, chỉ có thể kéo dài 2 tháng, nói cách khác, ngươi mỗi 2 tháng lại phải mua một lần dược tài hôm nay. Dược lão cười nói khuôn mặt cứng đờ, Tiêu Viêm có chút muốn khóc, gật gật đầu. Chương 15 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mặt trời ấm áp theo cửa sổ chiếu vào, điểm sáng căn phòng sạch sẽ. Bên trong phòng, thiếu niên xích lõa thân hình, khoanh chân ngồi bên trong mộc bồn, hai tay giao tiếp, bày ra một cái kỳ dị ấn kết trước người, hai mắt đóng chặt, hô hấp vững vàng. Bên trong mộc bồn, thủy dịch màu xanh biếc, thoáng gợn sóng, phản xạ ra vài điểm dị mang, có điểm thần kỳ. Ngực thiếu niên nhẹ nhàng hô hấp, rất có tiết tấu cảm giác, theo thời gian tu luyện duy trì, thủy dịch dần tản ra một dòng khí mang theo màu xanh, chậm rãi bay lên, cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên mà tiến vào cơ thể. Khí lưu nhập thể, khuôn mặt non nớt của thiếu niên, tựa hồ tản mát ra một ánh sáng như ôn ngọc. Dường như đã nhận ra đấu khí trong cơ thể càng ngày càng sung mãn, trên khuôn mặt của thiếu niên hiện lên nụ cười vui mừng. Thường đáo điểm đầu, thiếu niên vẫn chưa dừng tay, hai mắt vẫn đóng chặt, thủ ấn trên ngón tay vẫn bất động, trầm thần ngưng khí, bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất, tiếp tục tham lam hấp thu ôn hòa năng lượng trong thủy dịch màu xanh. Thủy dịch màu xanh nhiễm vào da thịt của thiếu niên, theo từng lỗ chân lông đi vào cơ thể thiếu niên, ôn dưỡng cốt cách, thanh tẩy kinh mạch. Tại động tác như không bao giờ dừng lại của thiếu niên, càng lúc càng có nhiều luồng khí theo thủy bồn phiêu tán ra, cuối cùng ẩn ẩn che đi xích lõa thân thể của thiếu niên. Tu luyện, trong vong tâm phế thực khổ tu chậm rãi qua đi, ánh mặt trời chiếu vào dần dần yếu đi, nhiệt độ nóng bức cũng chậm rãi hạ xuống. Bên trong mộc bồn, thiếu niên hai mắt đóng chặt đem dòng khí cuối cùng hút vào cơ thể, lông mi khẽ chớp động, một lúc sau, hai con ngươi đen nhánh đột nhiên mở ra. Bên trong hắc đồng, bạch mang hiện lên như trước, bất quá lần này cũng mang thêm màu xanh nhàn nhạt. Chậm rãi thở ra một hơi, thiếu niên thần thái sáng láng chớp chớp mắt, sau đó đứng mạnh lên, tùy ý thủy hoa lạnh lẽo từ trên người chảy xuống, miễn cưỡng vươn vai một cái, cảm nhận đấu khí sung mãn như cách đây 3 năm, có chút mê say thì thào tự nói, theo tiến độ này, chỉ sợ 2 tháng nữa là có thể trùng kích vào ngũ đoạn đấu khí. Từ lần đem những thứ cần thiết chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Viêm đã ở trong phòng hơn nửa tháng, trong nửa tháng, ngoại trừ ăn uống và vài vệ sinh cá nhân, còn đâu đều là trốn trong phòng thanh tu. Tuy mấy ngày tu luyện có chút buồn tẻ, bất quá đối với người trải qua 3 năm bị xem thường và châm chọc như Tiêu Viêm, cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. 3 năm bị châm chọc, làm hắn rõ ràng, thực lực trên mảnh đại lục này, trọng yếu đến mức nào. Mấy ngày này tuy tu luyện mệt nhọc, nhưng thành quả cũng để hắn tràn đầy vui mừng. Linh dịch dược lão luyện chế ra, tuy dược lực rất mạnh, nhưng cũng vượt xa dự kiến của Tiêu Viêm thậm chí là cả dược lão. Vốn nghĩ cho dù có dược lực của linh dịch, Tiêu Viêm ít nhất cũng cần 1 tháng thời gian mới có thể đạt tới tứ đoạn đấu khí, nhưng không nghĩ đến hắn lại mạnh mẽ đem thời gian rút ngắn một nửa. Đối với việc này, ngay cả dược lão cũng nhịn không được kinh dị đối với hiệu suất tu luyện của Tiêu Viêm, tuy nói việc đó cùng Tiêu Viêm từng đi qua con đường này có chút quan hệ, nhưng tốc độ như vậy cũng quá nhanh đi. Phải biết rằng, tu luyện đấu khí, trụ cột là khó luyện nhất, sơ giai thập đoạn đấu khí, người tốn 10 năm, thậm chí 20 năm cũng không phải số ít. Đương nhiên, một khi trở thành đấu giả chính thức, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Trước khi trở thành đấu giả, thời gian 1 năm có khi chỉ có thể tăng đấu khí lên 1 đoạn, nhưng sau khi tiến vào đấu giả, nói không chừng có thể trong 1 năm thăng lên vài tinh. Tại loại trước sau tu luyện cực kỳ khác nhau này, biểu hiện của Tiêu Viêm trong nửa tháng cũng làm cho người khác sợ hãi.
Không hề lo lắng đi ra khỏi mộc bồn, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn chất lỏng màu xanh càng ngày càng ít, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong đó bị chính mình hấp thu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, cái này có thể duy trì nửa tháng tu luyện còn lại sao? Đem nước còn đọng lại trên thân thể lau sạch, Tiêu Viêm tùy ý mặc một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó ngồi lên trên giường, từ dưới gối lấy ra khối hắc thiết phiến. Vết bẩn trên thiết phiến đã được Tiêu Viêm cẩn thận rửa sạch, tổng thể có chút thông lượng, tản ra u u ánh sáng, rất có thần bí cảm giác. Nửa tháng nay, Tiêu Viêm ngoại trừ tu luyện, tâm thần còn lại toàn bộ đều đặt ở huyền giai sơ cấp đấu kỹ này. Mà nửa tháng này, dưới sự chỉ điểm của Dược lão, Tiêu Viêm cũng dần dần nắm giữ cách dùng hấp trưởng, bất quá do đấu khí trong cơ thể quá ít, vẫn chưa thấy rõ hiệu quả thực chất, làm Tiêu Viêm có chút tiếc nuối. Hai tay đem thiết phiến ép vào bên trong, hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại, linh hồn cảm giác, thuận theo cánh tay, ngựa quen đường cũ tiến vào trong thiết phiến. Theo tiếng hô hấp vững vàng của Tiêu Viêm, trong phòng lại bình tĩnh xuống. Lại là một thời gian dài yên tĩnh, tại một khắc, Tiêu Viêm trên giường, hai mắt mở mạnh ra, hữu trưởng khẽ gấp lại, tạo thành chảo hình trạng thái, đạm bạc đấu khí trong cơ thể, theo ý thức khống chiếm nhanh chóng xuyên qua vài kinh mạch và huyệt vị của bàn tay, cuối cùng hấp lực phun ra, phanh. Theo hướng bàn tay, một cái bình hoa trên bàn lay động vài cái, cuối cùng rơi xuống đất, theo một tiếng vang thanh thúy, hóa thành mảnh nhỏ trên mặt đất. Ai, tuy đấu kỹ là huyền giai, nhưng đấu khí lại quá yếu, căn bản không phát huy được bao nhiêu uy lực. Nhìn phá hư lực mà mình tạo thành, Tiêu Viêm bĩu môi, bất đắc dĩ nhẹ giọng lẩm bẩm, theo hiệu quả này, muốn hút được một người, ít nhất cần thất đoạn đấu khí mới có thể làm được. Tính vậy, đi đấu kỹ đường của gia tộc xem có đấu kỹ cấp thấp nào thuận tay không, hấp trưởng, trong thời gian ngắn không có tác dụng lớn, hiện tại một khi đã có thể tu luyện đấu khí, vậy không thể giống như trước kia ngốc nghếch tu luyện. Hít một hơi, Tiêu Viêm bỏ xuống giường, ánh mắt liếc hướng hắc sắc giới chỉ, sau đó đẩy cửa bước ra. Híp mắt lại, sau khi thích ứng một chút ánh mặt trời, Tiêu Viêm lúc này mới cẩn thận đem cửa đóng lại, nhàn nhã đi trên con đường đầy đá vụn, chậm rãi đi đến hậu viện. Hai bên con đường, trồng nhiều cây cổ thụ xanh biếc, làm cho người ta tinh thần chấn động. Chuyển sang một con đường, một trận thiếu nữ tiếng cười, cũng từ một cái đường khác truyền ra. Không khí yên tĩnh bị quấy dày, Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn qua thanh âm phương hướng, thấy một đám thiếu nữ cười duyên đi tới. Trong vài vị tú lệ thiếu nữ, một vị dung mạo vũ mị thiếu nữ, đang hé miệng cười, khuôn mặt lộ ra một cỗ vũ mị phong tình, làm cho vài vị thanh sáp thiếu nữ bên cạnh có chút tự ti. Thiếu nữ này chính là người tại trắc nghiệm quảng trường đại xuất phong đầu Tiêu Mị. Ánh mắt lạnh nhạt liếc qua xinh đẹp thiếu nữ từng đi theo mình không ngừng gọi biểu ca, khuôn mặt non nớt của Tiêu Viêm hiện lên một trận châm chọc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không lưu luyến thu hồi ánh mắt. Đi đến cuối đường, tiếng cười mang đủ hấp dẫn của Tiêu Mị bỗng nhiên yếu đi, nàng nhìn vị thiếu niên bên trái cách đó không xa. Ánh sáng biến mất tại chân trời, chiếu vào vị thiếu niên tay gác trên gáy, khuôn mặt lạnh nhạt, hết sức mê người. Một đôi con ngươi có thể câu hồn đoạt phách, nhìn vị thiếu niên càng ngày càng tới gần, nhìn khuôn mặt không biết là đang tươi cười hay châm chọc của hắn, tinh thần của Tiêu Mị bỗng nhiên có chút hoảng hốt không hiểu. 3 năm trước, vị thiếu niên đó, khóe miệng vẫn thường lộ ra một mặt tươi cười làm cho người ta say mê. Chương 16 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn thiếu niên chậm rãi đi đến, mấy người Tiêu Mị đều dừng lại, thanh âm cười đùa cũng yếu đi rất nhiều. Mấy vị thiếu nữ thanh tú bên cạnh Tiêu Mị, mở to hai mắt nhìn thiếu niên từng được cho là vinh diệu của gia tộc kia, biểu tình trên khuôn mặt, nói không ra là tiếc hận hay là cái gì khác nữa. Tiêu Mị đứng tại chỗ, trong lòng có chút bối rối, dưới đáy lòng, nàng thật ra cũng thường hay nghĩ tới lúc cùng người thiếu niên đã làm nàng hết lòng hâm mộ này tán gẫu vui vẻ không thôi, bất quá, sự thật cũng nói cho nàng biết rằng, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, đem tâm tư đặt trên một phế nhân, rõ ràng là không thông minh chút nào. Mí mắt cong cong khẽ cau lại, rồi lập tức giãn ra, trong lòng Tiêu Mị có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, chào hỏi một chút vậy, dù gì đi nữa, hắn vẫn tính là biểu ca của mình. Không biết được ý nghĩ trong lòng của Tiêu Mị, Tiêu Viêm hai tay gác sau gáy, lười nhác đi đến. Nhìn thiếu niên tới gần, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Mị cứng nhắc mỉm cười, nhưng hành động của thiếu niên lại làm nụ cười còn chưa hoàn toàn hiện ra cứng lại trên mặt, nhìn qua có chút buồn cười. Hai tay gác sau gáy, Tiêu Viêm như đi qua như chỗ không người, ánh mắt hờ hững lướt qua mấy vị thiếu nữ, không hề biểu hiện ra chút lưu luyến nào. Khẽ há cái miệng hồng nhuận nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, Tiêu Mị có chút ngạc nhiên, lấy dung mạo của nàng, nào đã phải từng chịu qua loại đãi ngộ như thế. Trong lòng thoáng xuất hiện một tia tức giận, nhịn không được gọi một tiếng, Tiêu Viêm biểu ca. Cước bộ khẽ dừng lại, Tiêu Viêm không cũng không xoay người, ngữ khí nhàn nhạt, giống như hai người không quen biết nói chuyện với nhau, có việc gì. Ngữ khí bình thản mà lạ lẫm, làm Tiêu Mị sững sờ, ngập ngừng lắc lắc đầu, không. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, cũng không quan tâm, lắc lắc đầu, tiếp tục cất bước đi. Nhìn bóng dáng biến mất tại cuối con đường, Tiêu Mị uất hận dậm chân, tiếp tục cất bước đi về phía trước.
Đi qua một đoạn đường cong, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng mở trước mắt, biển bài trí phía trên phòng, có ba chữ đấu kỹ đường to màu đỏ như rồng bay phượng múa. Nghe tiếng cổ vũ truyền ra từ đấu kỹ đường, Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn, nơi này ngày thường đều ít khi có người đến, hôm nay sao lại náo nhiệt vậy nhỉ? Nhún vai, Tiêu Viêm tùy ý bỏ qua ý niệm trong đầu, cất bước tiến vào đấu kỹ đường. Vừa vào đấu kỹ đường, từng trận hoan hô của thiếu niên thiếu nữ không ngừng truyền tới. Trong đấu kỹ đường, chia thành hai bộ phận, phía đông là cất giữ đấu kỹ của gia tộc, mà phía tây là một huấn luyện trường quy mô không nhỏ. Lúc này, không ít người trong huấn luyện trường đều hứng chí bừng bừng nhìn hai người tại giữa sân tỉ thí. Nhìn độ dày của đấu khí của Tiêu Ninh biểu ca, sợ rằng phải tới 8 đoạn đấu khí rồi. Hắc hắc, 2 tháng trước, Tiêu Ninh biểu ca đã bước vào 8 đoạn đấu khí rồi. Tuy hắn có 8 đoạn đấu khí, nhưng Huân Nhi biểu muội lại là 9 đoạn, xem ra Tiêu Ninh biểu ca muốn thắng thật sự là không có khả năng. Huân Nhi biểu muội cố lên. Nghe đám người chuyện ra tiếng bàn tán kinh dị, cước bộ của Tiêu Viêm lúc này mới dừng lại, ánh mắt quét qua giữa sân, cuối cùng có chút hứng chí dừng lại ở trên người thiếu nữ áo tím xinh đẹp. Con bé này hôm nay sao lại rảnh rỗi tỉ thí cùng người khác vậy nhỉ? Trong lòng thầm nói một tiếng, cước bộ của Tiêu Viêm dừng tại mặt đông của đấu kỹ đường, tùy ý lấy ra một quyển trục màu đen, sau đó chậm rãi mở ra, quyển trục sau khi mở xuất hiện mấy chữ to màu vàng. Hoàng giai trung cấp, Toái Thạch Trưởng. Nhàn nhã tựa vào giá sách, Tiêu Viêm một bên đọc tu luyện phương pháp của Toái Thạch Trưởng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tình huống chiến đấu kịch liệt trên huấn luyện trường. Đại đường rộng mở, như bị chia cắt thành hai thế giới riêng biệt, phía tây ồn ào không ngớt, phía đông lại im lặng bình yên. Đối thủ của Huân Nhi là một thiếu niên, bất quá tuổi của hắn cũng chỉ 17-18, bộ dáng cũng khá anh tuấn, cùng gia liệt áo lần trước khác nhau không nhiều. Thiếu niên tên Tiêu Ninh, là cháu của Tiêu gia đại trưởng lão, thiên phú tu luyện cũng không tệ, 17 tuổi, đã tu đến 8 đoạn đấu khí, trong gia tộc cũng chỉ có Huân Nhi là hơn được hắn. Tiêu Viêm đối với vị biểu ca này của mình không có ấn tượng nhiều lắm, ngẫu nhiên gặp mặt, cũng là lạ lẫm chào hỏi cho có rồi hai bên đều tự rời đi, có lẽ vì gia gia hắn cùng phụ thân của mình không hòa hợp nên vậy, Tiêu Viêm cũng cảm giác được, vị biểu ca này đối với mình cũng không có hảo cảm gì, lại thêm duyên cớ do 3 năm suy sút, cho nên, vị biểu ca này trong 3 năm cũng không đặc biệt tìm đến mình gây phiền toái gì. Nhàn nhạt cười, Tiêu Viêm bỏ qua hồi ức trong đầu, tiếp tục nghiên cứu Toái Thạch Trưởng trong tay. Trên huấn luyện trường, Huân Nhi giống như một con bướm màu tím nhạt, tao nhã mà nhanh nhẹn né tránh Tiêu Ninh công kích, trên khuôn mặt tinh trí thanh nhã, thủy chung bảo trì vẻ bình thản. Tay nhàm chán phá giải mỗi lần cận thân công kích của Tiêu Ninh, ánh mắt Huân Nhi tùy ý nhìn một vòng trong đại đường, bỗng nhiên mạnh mẽ dừng lại. Nhìn thiếu niên dựa vào gia sách ở phía đông đại đường, trên khuôn mặt thanh nhã nhu hòa của Huân Nhi lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Nụ cười thanh nhã như hoa nở của thiếu nữ, làm một đám thiếu niên đứng ở gần không khỏi ngây ngốc một hồi. Huân Nhi biểu muội, cẩn thận. Ở lúc Huân Nhi hơi phân thần, trong đám người bỗng nhiên truyền ra thanh âm gấp gáp của thiếu niên. Cảm nhận kinh khí hung mãnh từ phía sau đánh tới, Huân Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt cũng lại quét về phía thiếu niên đứng dưới giá sách. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng ngẩng đầu lên, nhìn Huân Nhi bị đánh lén giữa sân, nhướng mày, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra tia lo lắng. Nhìn ánh mắt oán trách cùng lo lắng của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ cười chớp chớp hai mắt xinh đẹp, sau đó thân hình đột nhiên hướng bên trái bước sang từng bước, những bước nhỏ này, cũng có chút quỷ dị không ngờ lại có thể đem công kích của Tiêu Ninh bỏ ra sau. Lúc di động chân, bàn tay như ngọc của Huân Nhi hiện ra kim mang nhàn nhạt, một chiêu tựa như xuyên hoa đoạt lá, xuyên thấu qua phong tỏa của hai tay Tiêu Ninh, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở trước ngực hắn. Mũi chân điểm nhẹ vào trên nền đá, Huân Nhi chậm rãi lộn vòng một cái, hóa giải đi kình lực phản chấn, nhàn nhạt nhìn Tiêu Ninh lui hơn 10 bước, cuối cùng một chân bước ra khỏi huấn luyện trường. Nhìn Huân Nhi một chưởng đánh bại Tiêu Ninh, xung quanh huấn luyện trường khẽ yên tĩnh, sau đó lập tức vang lên thanh âm tán thưởng hoan hô. Ha ha, Huân Nhi biểu muội không hổ là đệ nhất nhân trong lớp trẻ của gia tộc, thật sự là càng ngày càng mạnh. Bị Huân Nhi đánh rơi đài, Tiêu Ninh thần tình vẫn như thường nở nụ cười ấm áp, đi lên phía trên, mỉm cười ôn nhu nói. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa sen trước mặt, sự ái mộ trong mắt Tiêu Ninh cơ hồ là khó có thể che giấu. Tuy nói là biểu huynh muội, bất quá Tiêu Ninh biết, trong gia tộc, phần lớn mọi người đều không phải huyết thống cận thân, mà Tiêu Huân Nhi cùng hắn càng không có chút quan hệ huyết thống. Dường như không cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Tiêu Ninh, Huân Nhi lễ phép rồi lại xa lạ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Tiêu Ninh biểu ca khiêm nhường rồi. Nói xong, không đợi Tiêu Ninh tiếp tục tới gần, cười đi tới bên cạnh vị thiếu niên đang vùi đầu vào quyển trục phía đông đại đường. Làm tiêu điểm của đại đường, hành động của Huân Nhi tự nhiên là bị người khác phát hiện, ánh mắt hướng theo lộ tuyến của Huân Nhi, cuối cùng dừng lại tại người thiếu niên đứng dưới giá sách. Đối với nóng cháy ánh mắt trong huấn luyện trường, thiếu niên tựa như không nghe không thấy, vẫn chìm đắm vào trong thế giới của chính mình. Chương 17 Tiêu Viêm ca ca. Thiếu nữ đứng trước mặt Tiêu Viêm, đôi tay mềm mại trắng nõn để ra sau lưng,
thân hình hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt to tròn linh hoạt mỹ lệ, thân hình uốn cong như hình trăng khuyết, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên má lúm đồng tiền, thật là đáng yêu. Ánh mắt rời đi quyển trục, Tiêu Viêm cười nhìn thiếu nữ trước mặt, sau đó ánh mắt quét qua đại đường, nhìn những ánh mắt nóng cháy hướng về phía mình, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, Ni tử, ta biết mị lực của ngươi không nhỏ, nhưng cũng không nên đem ta ra làm bia đỡ đạn chứ. Hi hi. Chẩu môi lên cười khẽ một tiếng, Huân Nhi ngồi xuống dựa vào một bên của Tiêu Viêm, vẻ lười nhác vươn vai một cái, trong bộ quần áo bó sát người, vẻ mê người lập tức lộ ra, tiện tay lấy ở giá sách sau lưng ra một quyển trục, ánh mắt của Huân Nhi dừng trên người Tiêu Viêm một lát, vẻ lười nhác cười nói, Tiêu Viêm ca ca đã tiến nhập tứ đoạn đấu khí rồi. Nghe câu hỏi này, Tiêu Viêm đang vùi đầu vào trong quyển trục đôi mày hơi nhướng lên, thập đoạn đấu khí, đều là thuộc về sơ giai giai đoạn. Ba động của đấu khí trong giai đoạn này vừa mờ nhạt vừa yếu ớt, rất khó bị người phát hiện, cho nên nếu không dùng đấu khí hoặc đá trắc nghiệm để dò xét, thì rất khó để phân biệt chính xác chủ nhân của đấu khí rốt cuộc đã đạt đến đoạn mấy rồi, mà hiện tại, chỉ là tùy tiện nhìn mấy cái, Huân Nhi lại có thể một lời mà nói ra chi tiết, điều này thực sự làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhi tử này, rốt cuộc là có thân phận như thế nào đây? Xem đấu kỹ mà nàng dùng khi chiến đấu với Tiêu Ninh lúc trước, rõ ràng là cao cấp đấu kỹ, loại kim quang đấu kỹ này, không phải là thứ Tiêu gia có thể có được. Trong đầu thoáng qua một vài ý niệm, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn kỹ thiếu nữ bên cạnh, khẽ nhún vai, đầu gật khẽ, đệ tứ đoạn rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi lập tức nồng đậm thêm vài phần, cười khẽ nói, xem ra là có liên quan đến việc Tiêu Viêm ca ca đóng cửa tu luyện nửa tháng nay rồi. Nhẹ nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm cũng không phủ nhận, ánh mắt lại quay về quyển trục, tùy tiện hỏi một câu, hôm nay ngươi dỗi hơi hay sao lại đi tỉ thí cùng bọn họ thế? Học Tiêu Viêm nhún vai mấy cái, Huân Nhi cười khẽ nói, nhàm chán quá mà. Ánh mắt chuyển hướng thiếu niên, ẩn ước có chút u oán, từ sau lần đó, Tiêu Viêm ca ca cả nửa tháng không đến tìm Huân Nhi rồi, chẳng lẽ là sợ Huân Nhi đòi tiền ngươi sao? Tiêu Viêm dùng mình, có chút xấu hổ, cười khổ nói, năm sau là cử hành nghi thức thành niên rồi, ta có thể không gấp rút tu luyện sao? Ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ khẽ nhăn mũi, chỉ đành đưa tay ra thân mật vỗ vỗ lên đầu của Huân Nhi, ôn nhu an ủi nói, về sau nhất định để dành thời gian cho Huân Nhi. Nghe lời cam đoan của Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi mới hơi thả lỏng một chút, không ngừng nói cười vào tai Tiêu Viêm, tình cảnh thân mật đó, làm cho tất cả thiếu niên trong đại đường vì đố kỵ mà hai mắt đỏ hồng lên. Từ xa xa nhìn hai người cười cười nói, Tiêu Ninh khóe miệng hơi giật giật, khuôn mặt có chút khó coi, hai nắm tay, hết nắm vào rồi lại thả ra. Là cháu của đại trưởng lão trong gia tộc, cảm giác ưu việt của Tiêu Ninh luôn luôn rất mạnh, đối với thiếu nữ không giống người thường Huân Nhi này, trong nội tâm của Tiêu Ninh, đã vô cùng kiên quyết ngầm coi nàng là vợ của mình, cho dù đây chỉ là hy vọng đơn phương của hắn mà thôi. Bây giờ nhìn thấy vợ tương lai của mình cùng người khác có cười có nói, thân mật không có khoảng cách, làm cho ngọn lửa đố kỵ trong lòng Tiêu Ninh bùng lên. Hơn nữa, quan trọng nhất là, người cùng Huân Nhi thân mật nói chuyện, lại là tên phế vật vô dụng nhất trong gia tộc. Nộ khí trong đôi tròng mắt không ngừng toát ra, một lát sau, Tiêu Ninh chậm rãi thở ra một hơi, trên khuôn mặt lại đeo một nụ cười ấm áp, chỉnh sửa quần áo có chút lộn xộn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hướng về hai người ngồi bên giá sách mà bước nhanh tới. Trong đại đường, mọi người nhìn Tiêu Ninh đang đi về phía hai người kia, đều vì vui sướng trên tai họa của người khác mà cười ra tiếng. Đương nhiên, tiếng cười này không phải nhắm vào Tiêu Ninh, mà là nhắm vào tên Tiêu Viêm tựa hồ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra kia. Ánh mắt quét qua hình dạng kinh mạch trong cơ thể người trên quyển trục, Tiêu Viêm lẳng lặng ghi nhớ kỹ càng các huyệt vị cần thôi động cùng vị trí và phương hướng của kinh mạch. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tiêu Viêm lông mày đột nhiên nhăn lại, linh hồn cảm chi lực linh mẫn giúp anh ta biết rõ cử động của từng người trong đại đường, trong đó có cả tên Tiêu Ninh đang đi về phía Tiêu Viêm. Nhi tử này, đúng là một cây gây phiền phức mà. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi thu quyển trục trong tay lại. Ha ha, Tiêu Viêm biểu đệ, ngươi đến học tập đấu kỹ đấy ư? Có cần biểu ca ta giúp người chọn ra mấy thứ cao cấp không? Có một vài thứ, có lẽ ngươi chưa có đủ quyền hạn. Vẻ mặt cười cợt đứng trước mặt Tiêu Viêm, Tiêu Ninh cười nói. Tiêu Viêm thu lại quyển trục trong tay, nhẹ nhàng đặt lại lên giá sách, khe khẽ lắc đầu, không hứng thú nói, đa tạ đã quan tâm, ta tạm thời không cần. Nga, ta suýt nữa quên mất. Đấu khí của Tiêu Viêm biểu đệ mới có 3 đoạn, thứ quá cao cấp thì cũng đích xác là rất khó học. Lấy tay xoa xoa trán, Tiêu Ninh tự hồ giật mình cười nói, chỉ có điều ý trào phúng trên khuôn mặt kia, cũng không che giấu quá kỹ. Tiêu Viêm nhẹ thở dài một hơi, là người tự tìm đến cửa mời ta mắng đấy nhé. Khóe miệng ác ý cong lên, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói, ta biết người nói những thứ vô vị này là muốn thu hút sự chú ý của Huân Nhi, có điều, ta vẫn không thể không nói, người thật là trẻ con đó. Bị Tiêu Viêm hoàn toàn không lưu tình châm chích thẳng vào mặt,
Vẻ cười trên mặt Tiêu Ninh từ từ thu lại, hắn không nghĩ tới, tên Tiêu Viêm ngày thường trầm mặc ít nói này, lại đột nhiên có được dũng khí cùng hắn đấu khẩu, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, cười lạnh nói, xem ra Tiêu Viêm biểu đệ đối với biểu ca này có vài phần thành kiến rồi. Không bằng, chúng ta tỉ thí võ nghệ đi, cho ta xem mấy năm nay biểu đệ đã tiến bộ được bao nhiêu rồi. Có cần ta và ngươi tỉ thí không? Huân Nhi đặt quyển trục trong tay xuống, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt linh hoạt mỹ lệ, phát ra vài phần lãnh ý. Khóe mắt giật một cái, nhìn Huân Nhi định thay Tiêu Viêm tỉ thí, ngọn lửa đố kỵ trong lòng Tiêu Viêm càng bốc cao, hung hăng liếc xéo Tiêu Viêm một cái, trào phúng nói, ngươi cũng biết trốn sau lưng nữ nhân. 3 năm trước sao ngươi không dám nói với ta câu này? Tiêu Viêm kiễng chân lên, lấy một bó quyển trục xuống, thổi bụi phía trên đi, hờ hững nói. Không thể không nói, bộ dạng ung dung tự tại này của Tiêu Viêm, rơi vào trong mắt của những người có ác cảm với hắn, quả thực khiến người ta có cảm giác ngực như bị nghẹn lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Hung hăng nghiến răng, phát ra âm thanh két két, tuy trong lòng đã sớm tức lồng lộn lên, nhưng Tiêu Ninh lại không dám đường đường chính chính xuất thủ với Tiêu Viêm, bất kể thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm thấp như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là con trai của tộc trưởng. Hít sâu một hơi, Tiêu Ninh âm lãnh liếc xéo Tiêu Viêm một cái, đầu hơi cúi, thì thầm vào tai Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, người đã không phải là thiên tài tu luyện của 3 năm trước rồi, người hiện nay, chỉ là một phế vật mà thôi, Huân Nhi, không phải là người ngươi có thể với tới được, người hãy thức thời một chút, sớm rời xa nàng ấy, bằng không, hắc hắc, tuy ngày thường không thể xuất thủ với ngươi, có điều trong nghi lễ thành nhân 1 năm sau, người bắt buộc phải tiếp nhận khiêu chiến của một tộc nhân, nếu ngươi không muốn biến thành người tàn tật, ta khuyên ngươi, mau mau cút đi. Sau này trốn ở những nơi cùng sơn tích nhưỡng, an ổn mà sống một đời đi. Nghe những lời uy hiếp này, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị đánh giá Tiêu Ninh một lần, sau đó nhìn hắn một cách khinh thường, cầm lấy quyển trục trong tay, xoay người rời đi. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, Tiêu Ninh còn tưởng rằng hắn đã thỏa hiệp rồi, không ngờ Tiêu Ninh còn chưa kịp vui mừng, lời nói có vẻ như tùy tiện mà nói ra, lại làm cho mặt của Tiêu Ninh đột ngột biến thành xám như tro. Được rồi, 1 năm sau ta đợi ngươi đánh ta thành tàn tật. Chương 18 bát cực băng. Không quan tâm đến ánh mắt âm lãnh phía sau lưng, Tiêu Viêm cầm quyển trục đến đăng ký với nhân viên quản lý đấu kỹ đường, rồi cùng Huân Nhi nói cười cười, chậm rãi rời khỏi đấu kỹ đường. Tiểu hỗn đản, ngươi đợi đấy, chờ ngươi bị phân phối ra ngoài gia tộc, ta có thừa thời gian thu thập ngươi. Mất đi sự bảo hộ của tộc trưởng, ngươi không bằng một con chó. Nhìn bóng dáng đang rời xa dần, Tiêu Ninh hận đến nghiến răng nghiến lợi, lật tay đánh một chưởng vào giá sách bên cạnh, lập tức trên giá sách lưu lại một vết tay nhàn nhạt. Rời khỏi đấu kỹ đường, Tiêu Viêm trước tiên là cùng Huân Nhi đang vô cùng cao hứng ra sau núi chơi đùa cả buổi chiều, đến sau khi sắc trời tối dần, mới trở lại phòng mình. Về đến phòng, đóng cửa phòng lại, Tiêu Viêm hai vai lập tức thả lỏng, đặt quyển trục lên mặt bàn, cầm chén trà lên một hơi uống cạn, có chút lo sợ hậu quả sau này mà cười khổ nói, Nhi tử này, thật sự là rất được đó. Tiểu nha đầu này, lai lịch tựa hồ không tầm thường. Âm thanh Dược lão, đột nhiên vang lên trong căn phòng. Hữu khí vô lực ngước mắt lên nhìn Dược lão xuất hiện trong phòng như ma quỷ, nhếch nhếch môi, lười nhác hỏi, sư phụ biết lai lịch của nàng. Hắc hắc, cũng có biết một chút. Dược lão đôi mắt hơi nheo lại, cười hắc hắc, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Tiêu Viêm, lại đột nhiên chặn trước, ngươi cũng đừng hỏi, bây giờ ngươi có biết, cũng không có điểm gì tốt, vì vậy, không bằng đừng hỏi gì thì tốt hơn, ta chỉ có thể nói, bối cảnh của tiểu nha đầu kia cũng khá mạnh đấy. Khinh thường liếc mắt một cái, Tiêu Viêm chỉ biết tức giận mà giơ ngón giữa vào mặt Dược lão. Ngươi mang mấy thứ đồ rác rưởi này về làm gì? Sợ tinh lực dư thừa sao? Dược lão đến trước bàn, tùy ý lật lật bó quyển trục, ngạc nhiên nói. Đồ rác rưởi. Nhếch môi một cái, Tiêu Viêm vô lực rên rỉ nói, ta bây giờ ngoài hấp trưởng ra, không biết đấu kỹ gì khác, trước giờ chỉ biết vùi đầu khổ luyện đấu khí, chưa từng học qua đấu kỹ, mà trong gia tộc cũng chỉ có mấy thứ hoàng giai đấu kỹ này là có thể tùy tiện học tập, không học những thứ này, thì ta lấy gì mà đấu với người khác vào nghi lễ thành nhân đây? Thiết cũng chỉ là muốn moi đấu kỹ từ trong tay ta mà thôi. Đôi mắt già nua khinh thường nhìn Tiêu Viêm một cái, tinh minh như Dược lão, trực tiếp nhìn ra ngay mục đích của hắn. Mục đích trong lòng bị nói ra, Tiêu Viêm cũng không xấu hổ, nhún nhún vai, đôi mắt háo hức nhìn Dược lão. Đấu kỹ thì có gì hay ho? Đợi ngươi học xong luyện dược thuật, trực tiếp có người tranh nhau đến tận cửa tặng cho ngươi. Dược lão cười nhạt nói, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt u oán của Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ ta cần cao cấp đấu kỹ, sư phụ. Tiêu Viêm buồn phiền nói. Nhìn bộ dạng buồn phiền của Tiêu Viêm, Dược lão cười to 2 tiếng, lắc lắc đầu, rồi hài hước cười nói, được rồi, ai bảo ta thu một đồ để đáng thương như ngươi. Để cho ngươi không bị người ta đánh thành tàn tật, ta dạy ngươi vài thứ vậy. Nghe lời Dược lão nói, Tiêu Viêm tinh thần chấn động, cậu rất hiếu kỳ vị sư phụ thần bí này cuối cùng có thể đem ra đấu kỹ đẳng cấp nào đây.
Hấp trưởng của ngươi tuy là huyền giai đấu kỹ, nhưng có chút hữu danh vô thực, bây giờ thực lực của ngươi không đủ, trước tiên dạy ngươi một loại huyền giai đấu kỹ dựa vào lực công kích mà nổi danh đi. Đấu kỹ này yêu cầu không cao, ngũ đoạn đấu khí là đã có thể phát huy một chút uy lực rồi. Dược lão cười mỉm nói. Huyền giai đẳng cấp nào? Nghe dược lão nói là huyền giai đấu kỹ, Tiêu Viêm hai mắt sáng lên, liếm liếm môi, vội vàng hỏi. Là huyền giai cao cấp, ta nhớ đấu kỹ này hồi đó có người khóc lóc cầu xin ta nhận lấy, nhưng ta đối với những thứ như vậy không có hứng thú, nếu không phải là ta không muốn chuốc lấy phiền não, ta cũng đã không đáp ứng luyện chế đan dược cho hắn. Dược lão vẻ mặt như thường nói, bộ dạng không thèm quan tâm đó, như là đang nói về những thứ rác rưởi đầy đất vậy. Huyền giai cao cấp, khóc lóc cầu xin ngươi nhận lấy. Đầu óc có chút mơ hồ, trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút bị đả kích, tối cao đấu kỹ được xưng tụng là gia tộc tuyệt học trong gia tộc của hắn, cũng chỉ là huyền giai trung cấp, mà dược lão tùy tiện đem ra, lại là huyền giai cao cấp, loại khác biệt đẳng cấp kinh khủng này, thật sự là khiến Tiêu Viêm dở khóc dở cười. Nhắm mắt ngưng thần, ta truyền cho ngươi. Tùy ý phân phó một câu, dược lão giơ ngón tay ra, sau đó nhẹ nhẹ chạm vào trán của Tiêu Viêm. Đầu óc đau đớn một trận, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được một lượng tin tức rất lớn tràn vào trong não, tin tức đột nhiên mà đến, lập tức làm cho đầu óc Tiêu Viêm có chút phát chứng lên. Bát cấp băng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, cận thân công kích đấu kỹ, dựa vào công kích lực mạnh mẽ mà nổi danh, luyện đến đại thành, công kích sẽ ẩn chứa 8 lớp kinh khí 8 lần điệp ra, uy lực có thể so với địa giai sơ cấp đấu kỹ. Đầu óc từ từ tỉnh táo lại, kiểm tra kỹ càng mớ tư liệu thô. Có đến nửa ngày sau, Tiêu Viêm mới khe khẽ hít vào một hơi khí lạnh, lực công kích có thể so với địa giai sơ cấp đấu kỹ. Trên đấu khí đại lục, dù là công pháp hay là đấu kỹ, huyền giai và địa giai, khác biệt giữa hai thứ, đều là khác nhau như trời và đất vậy, không thể so sánh với nhau, mà hiện tại thứ đấu kỹ chỉ là huyền giai cao cấp bát cực băng này, lại có thể tự xưng rằng về phương diện lực công kích, có thể so với địa giai đấu kỹ, điều này khiến Tiêu Viêm không thể không rung động. Nuốt một ngụm nước miếng. Tiêu Viêm hai mắt đăm đăm nhìn, nếu thực sự có thể học được thứ đấu kỹ này, e rằng chỉ dựa vào tứ đoạn đấu khí của bản thân này, có thể đánh cho tên Tiêu Ninh hợm hĩnh kia răng rụng đầy đất rồi. Đừng có đứng đơ ra đó thế, tuy bát cấp băng yêu cầu về đấu khí không cao, nhưng đối với cường độ của nhục thể lại đòi hỏi rất cao, đây là một loại cận thân đấu kỹ, xem tay chân gầy guộc của ngươi, nếu cứ cố sử dụng, chỉ sợ đứt đoạn trước tiên là cơ thể của ngươi chứ không phải là đối thủ. Lời nói của Được lão như dội cho Tiêu Viêm một gáo nước lạnh. Khiến bao nhiêu kích động của Tiêu Viêm tan biến hết cả. Phải làm thế nào mới có thể tăng cường độ của nhục thể? Sau một hồi yên lặng, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Đấu khí chính là loại năng lượng tốt nhất để luyện tập nhục thể. Đấu khí càng mạnh lên, thì nhục thể cũng theo đó mà mạnh lên theo. Đương nhiên, nếu muốn nhanh hơn, thì còn cần kích thích của ngoại vật nữa. Dược lão đôi mắt hơi nheo lại, trong đôi mắt già nưa tựa hổ có chút ác ý. Ngoại vật kích thích là như thế nào? Nhìn dược lão tràn đầy tiếu ý, Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Bị đánh càng nặng tay càng tốt. Dược lão bật cười âm hiểm, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm thì cứng ngắc. Chương 19 sáng sớm, sương trắng bao phủ phía sau đỉnh núi, thật lâu không tiêu tan, gió nhẹ thổi qua, hốt nhiên tiếp xúc với thân thể cộng hưởng thành tiếng động. Phía sau đỉnh núi, tại một chỗ bí mật trong rừng cây nhỏ, Tiêu Viêm hai chân cắm vào trong bùn đất, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, cả thân người trần trụi chỉ còn độc một chiếc quần cộc, trên thân xuất hiện từng đạo màu xanh ở phía sau Tiêu Viêm, dược lão hóa thành trạng thái linh hồn. Ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch, thần tình thản nhiên nhìn Tiêu Viêm cắn răng kiên trì, bàn tay nhẹ nhàng vung lên theo tay dược lão vung lên, không khí thoáng dao động, một đạo đấu khí màu hồng từ bàn tay dược lão bạo xạ ra, giống như một chiếc roi bình thường, thật mạnh nện vào bả vai Tiêu Viêm, lưu lại từng đạo màu xanh trên cơ thể Tiêu Viêm khéo miệng kịch kiệt run rẩy, miệng hút vào một ngụm lãnh khí, Tiêu Viêm cảm thấy bả vai mình dường như chết lặng, một cơn đau nhức thấu tâm truyền đến, dưới cơn đau này, hai chân Tiêu Viêm mềm nhũn ra, thiếu chút nữa không cầm cự được mà ngã xuống trải qua cơn đau đớn, trong cơ thể cấp tốc hình thành đấu khí màu bạc, dưới sự kích thích của sự đau đớn, đấu khí màu bạc này ngày càng thêm thực chất, lưu chuyển khắp bả vai đích các huyệt vị, một tia ôn lương chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể, lặng lẽ tiến hành cường hóa. Lại đến, cơn đau trên vai vừa biến mất, dược lão lại huy động đấu khí nện vào bả vai Tiêu Viêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm chỉ nộn lại, thể hiện nét chấp nhất, quật cường nhìn sự kiên trì của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt già nua của dược lão, hiện lên một tia vui mừng, khẽ gật đầu, bàn tay lại vung lên, đấu khí màu hồng lại bạo xạ ra phanh, phanh, phang. Bên trong rừng cây, từng đạo âm thanh vui buồn cộng hưởng với hỗn loạn thống khổ, liên tiếp không ngừng truyền ra. Dược lão xuống tay cực kỳ có phân tắc, mỗi lần công kích vừa vặn đạt tới trạng thái thân thể Tiêu Viêm có thể thừa nhận được, như vậy vừa không làm trọng thương Tiêu Viêm, vừa khiến cho hắn cảm nhận được nỗi đau đấu khí đánh vào thân thể, cái loại cảm giác toàn thân đau đớn, khiến cho khuôn mặt nhỏ của Tiêu Viêm trở nên thống khổ, vặn vẹo, méo mó theo tay dược lão huy động, những đạo màu xanh trên cơ thể Tiêu Viêm ngày càng nhiều.
Phanh! Lại là một đạo đấu khí bạo xạ, giống như cốc nước tràn ly, rốt cục Tiêu Viêm cũng đạt tới giới hạn thừa nhận của mình. Hai chân mềm nhũn, mệt mỏi ngã xuống sau nửa ngày điều tức lại, mồ hôi lạnh trên trán vẫn còn đọng lại. Tiêu Viêm cười khổ hỏi, lão sư, thế nào? Thực cũng được, hôm nay tiếp được 84 đạo đấu khí, so với nửa tháng trước kia gấp 9 lần, đích xác đã mạnh hơn nhiều. Dược lão mỉm cười khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại sợ hãi than, này chỉ trong vòng nửa tháng, biểu hiện của Tiêu Viêm vượt ngoài dự kiến của lão, như hôm nay, vốn bản thân cho rằng 70 đạo đấu khí đã là cực hạn của Tiêu Viêm. Thế nhưng hắn lại kiên trì được đến đạo thứ 84, thật sự không thể không cảm thán trình độ nhẫn nại của tiêu tử này. Nghe dược lão nói xong, Tiêu Viêm nhẹ nhõm thở dài một hơi, thoát lực ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Sau một thời gian, đến khi thân mình hồi phục cảm giác, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, lấy quần áo trên tảng đá từ từ mặc vào những vết thương trên thân thể tiếp xúc với vải dệt khiến cho Tiêu Viêm lại cảm thấy đau đớn lúc này. Dược lão hóa thành một đạo ánh sáng chui vào bên trong hắc sắc giới chỉ, lưu lại một câu nói đã nói nhiều lần. Chạy nhanh trở về dùng trúc cơ linh dịch để ngâm mình, bằng không thân thể bên trong sẽ lưu lại máu bầm, sẽ làm ngươi trọng thương. Thản nhiên gật đầu mặc quần áo xong, Tiêu Viêm lập tức phi hành xuống phía sau núi trở lại phòng nhỏ, sớm đã không chịu được đau đớn Tiêu Viêm nhanh chóng lột bỏ quần áo, nhảy luôn vào một bồn bên trong đã chứa sẵn thủy dịch màu xanh lạnh lẽo đích thanh thủy tràn vào những vết thương trên da thịt. Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy thư sướng hút vào vài khẩu lương khí, cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thư sướng này, lười biếng nằm dài trong mộc bồn, không động đậy. Tiêu Viêm dựa vào bên cạnh mộc bồn, hô hấp đều đều, bất giác phát ra tiếng ngáy chìm vào giấc ngủ. Trải qua một hồi thống khổ tra tấn, Tiêu Viêm rút cuộc cũng được thả lỏng tinh thần, thân thể đích mệt mỏi, chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc Tiêu Viêm ngủ say, thủy dịch màu xanh có chút khẽ sao động, một tia năng lượng nhàn nhạt ôn hòa theo lỗ chân lông, lặng lẽ tiến vào trong cơ thể, thanh trừ từng đạo máu bầm, đồng thời không ngừng cải tạo cường hóa cơ thể. Trầm mê vào giấc ngủ, bất chi bất giác thân thể Tiêu Viêm cũng được cường hóa. Theo tại quá trình cường hóa tu bổ thân thể, thủy dịch màu xanh trong mộc bồn dần dần phai nhạt, hiển nhiên dược lực ẩn chứa trong thủy dược đã sắp bị Tiêu Viêm hấp thu hết. Không biết vừa ngủ được bao lâu, Tiêu Viêm chỉ biết khi hắn tỉnh dậy, ánh nắng tỏa ra từ mặt trời đã chiếu khắp phòng hắn, miễn cường hoạt động thân thể, xương cốt trong người kêu rắc rắc. Khi ngồi dậy cảm nhận được cả người tràn đầy sức sống, Tiêu Viêm nhịn không được kêu lên, thoải mái. Từ trong mộc bồn bước ra, Tiêu Viêm bỗng nhiên phát hiện nguyên bổn thủy dịch từ màu xanh đã hoàn toàn biến thành trong suốt, dược lực bị hấp thu hết. Sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì, có chút hân hỉ, chậm rãi nhắm mắt lại cảm ứng trạng thái đấu khí trong cơ thể. Một lát sau, Tiêu Viêm mở hai mắt, song trưởng vung lên, nhẹ nhàng cười, có chút không che giấu được hỉ ý, rốt cuộc cũng đạt tới ngũ đoạn đấu khí. Chương 20, nửa tháng thăng lên 4 đoạn đấu khí, nửa tháng tiếp theo tấn thăng lên 5 đoạn, loại tốc độ tu luyện này thật lạ thường. Cho dù là Tiêu Viêm trước kia chỉ sợ cũng không mong theo kịp. Tuy nói mỗi lần thăng cấp một đoạn đấu khí mức độ khó khăn sẽ tùy theo mà gia tăng, bất quá xem lại tốc độ hiện tại, Tiêu Viêm nghĩ rằng mất 1 năm để tu luyện đến đoạn đấu khí thứ 7 cũng không phải là một chuyện quá mức khó khăn. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là phải có sung túc trúc cơ linh dịch, nếu không Tiêu Viêm còn chưa tu luyện đến 7 đoạn đấu khí, liền bị đánh đến trọng thương mà chết trong huấn luyện của dược lão. Dù sao, nếu không có công hiệu chữa trị của trúc cơ linh dịch, chỉ dựa vào xương cốt yếu ớt hiện tại của thân thể Tiêu Viêm, ngoại trừ trong cơ thể ngưng tụ quá nhiều máu đông mà tạo thành tử vong ở ngoài, cũng không có con đường thứ hai có thể đi. Cho nên việc trước mắt Tiêu Viêm cần làm nhất đó là tiếp tục mua tài liệu, sau đó luyện chế trúc cơ linh dịch. Lại nói tựa hồ rất đơn giản như vậy, nhưng Tiêu Viêm cũng gặp phải một nan đề không nhỏ. Hắn không còn bao nhiêu tiền. Ngồi ở trên giường, khuôn mặt của Tiêu Viêm tràn đầy cười khổ, không nghĩ tới chính mình sẽ bị bức tới bộ dáng này, liền tính toán một chút. Lần trước mua tài liệu vẫn dư tiền, còn hơn 900 kim tệ, dùng số tiền này để mua tài liệu chất lượng như lần trước, rõ ràng đã không đủ. Chống cằm tư lự một lát, con mắt Tiêu Viêm đảo tròn, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, lão sư, tử diệp lan thảo hoặc tẩy cốt hoa có thể dùng thấp đi một chút 5 phần không? Được chứ, bất quá như vậy dược lực liền kém đi. Phối phương trúc cơ linh dịch ta cho ngươi chính là thích hợp nhất để luyện chế đó. Thanh âm dược lão từ trong giới chỉ truyền ra. Trợn mắt lên nhìn, Tiêu Viêm khẽ cười nói, không quan hệ, lần này hãy dùng tài liệu kém cỏi nhất để luyện chế đi. Kém cỏi nhất? Hiệu lực kém như thế, ngươi có thể cần nửa năm mới có thể đột phá đoạn đấu khí tiếp theo. Thanh âm dược lão mang theo chút bất mãn, lúc nói vậy hắn đã nhíu mày. Tiền không đủ sao? Đi tìm tiểu nha đầu kia đi, xem bối cảnh của nàng ta, cho ngươi mấy vạn kim tệ chỉ là việc nhỏ mà thôi, nếu không được thì lại tìm phụ thân ngươi, cần gì phải làm yếu đi dược lực làm trì hoãn tu luyện của chính mình. Nghe đề nghị của dược lão, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi coi lòng tự tôn của ta chỉ như con quỷ đói thôi sao, sao có thể 5 lần 7 lượt đi tìm nữ hài tử vay tiền. Phụ thân ta cũng tính qua, trốn ông ta đã 2 tháng, vạn nhất tìm ông ta đòi tiền, ông ta truy cứu tới chẳng phải là đem lão sư ngài tiết lộ ra ngoài sao.
Lão sư, trúc cơ linh dịch này người khác có thể phối chế không làm như nhớ tới điều gì đó. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Hắc hắc, tiểu tử kia, trên đấu khí đại lục, lượng dược tài nhiều không đếm xuể. Muốn phối chế ra đan dược hiệu quả khác nhau, phải dựa vào vô số chủng tài liệu bên trong, lựa chọn kỹ càng mới có thể luyện chế được năng lượng dược tài cuồng bạo bên trong ma tinh. Như vậy mới có thể thành công luyện chế ra đan dược mà ngươi cần. Nếu mà kết hợp lung tung, lò và đan hỏng thật ra cũng chỉ là việc nhỏ, vạn nhất gặp phải phản phệ, hắc hắc. Nói đến chỗ này, âm thanh dược lão cười cười, mới nói tiếp, trúc cơ linh dịch này, là ta ước chừng thực nghiệm nhiều năm, mới ngưng luyện ra được phương thuốc, đương nhiên người khác làm bậy bạ cũng có thể làm ra được phương thuốc này, chẳng qua xác suất này thật sự quá nhỏ còn nữa, tại bên trong quá trình luyện chế, phân lượng cùng độ dung hợp của ba loại tài liệu, độ lớn của ngọn lửa, mấy cái này đều cần vô số lần thực nghiệm cùng với linh hồn cảm giác lực siêu cường mới có thể nắm chắc, bằng không ngươi nghĩ vì cái gì mỗi vị luyện dược sư đều cần một tay lão sư chỉ dạy. Muốn trở thành một vị luyện dược sư cường đại, không có danh sư chỉ điểm, cơ bản là không thể, bằng không, thực nghiệm phương thuốc vẻ vang này cũng có thể tiêu phí thời gian cả đời ngươi. Cho nên, cả đấu khí đại lục ta không dám nói, bất quá tại Gia Mã Đế quốc này ta có thể đánh cuộc, không ai có thể luyện chế ra trúc cơ linh dịch giống ta. Nói đến chỗ này, trong giọng nói dược lão ẩn chứa một chút kiêu ngạo, có chút khiếp sợ trình độ phức tạp của trúc cơ linh dịch này, Tiêu Viêm theo bản năng khẽ liếm môi. Lúc trước xem dược lão luyện chế phát hiện tựa hồ như rất đơn giản, tới hiện tại mới biết được luyện chế đan dược, chút điểm bề ngoài nhìn thấy đó chỉ là một điểm bì mao mà thôi. Thế giới luyện dược sư quả nhiên khó lường, chẳng trách trở thành chức nghiệp cao quý nhất trên đấu khí đại lục. Khiếp sợ qua đi, Tiêu Viêm trong lòng có chút hoan hỉ, liếm môi theo bản năng nói, lão sư, ta cũng không muốn dùng trúc cơ linh dịch kém cỏi nhất để tu luyện, ta định đem đến hội đấu giá để đấu giá thôi, hiện trong tay cũng không dư dật, đợi tiền tới tay. Chúng ta liền mua tài liệu tốt nhất, dù sao luyện chế trúc cơ linh dịch, đối với ngài mà nói cũng bất quá chỉ là việc nhấc tay chi lao mà thôi, như thế nào? Như vậy thì, tùy ngươi đi, luyện dược sư đấu giá đan dược của chính mình cũng không phải việc đáng ngạc nhiên. Hơn nữa trúc cơ linh dịch kia bất quá cũng chỉ là dược vật bồi dưỡng cấp thấp, bán đi cũng không sao. Thoáng trầm mặc một lúc, dược lão như không có gì nói. Nghe hắc lão gật đầu đáp ứng, Tiêu Viêm cười hắc hắc, liền thu thập đồ vật, nóng vội đi ra khỏi phòng. Bởi vì lần này cũng không cần dược tài tốt, cho nên Tiêu Viêm tùy ý tại hàng dược tài chọn lựa lấy 5 phần kém nhất từ Diệp Lan Thảo cùng Tẩy Cốt Hoa. Về phần ma tinh thuộc tính mộc, sau khi trải qua kiểm tra, mua một viên thanh mộc thử ma tinh với giá tiện nghi nhất. Mua được dược tài cần thiết, Tiêu Viêm liền tìm một khách điếm, tránh ở trong đó để dược lão ra tay luyện chế trúc cơ linh dịch. Trúc cơ linh dịch lần này không chỉ có dược lực kém hơn lần trước rất nhiều, mà màu xanh phỉ thúy trong suốt cũng biến thành màu xanh lục. Đem số trúc cơ linh dịch lớn bằng nửa nắm tay thu vào trong bạch ngọc tiểu bình lần trước mua được, Tiêu Viêm lúc này mới an tâm thở ra một hơi cầm bình ngọc cất cẩn thận trên người. Tiêu Viêm rời khỏi khách điếm, bước như bay đến hội đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành. Chương 21 đặc thước nhĩ phòng đấu giá. Phòng đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành, đồng thời cũng thuộc về gia tộc giàu có nhất Gia Mã Đế Quốc, Đặc Thước Nhĩ gia tộc. Đặc Thước Nhĩ gia tộc đã có lịch sử lâu đời, tại Gia Mã Đế Quốc phát triển đã có mấy trăm năm, quan hệ có thể nói là rất rộng rãi, mà theo một vài tin đồn, gia tộc giàu có này tựa hồ còn có quan hệ với Hoàng Thất. Ở Đế Quốc, Đặc Thước Nhĩ gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, Nhân Đặc Nhĩ gia tộc được xưng là Gia Mã Tam Cự Đầu, Tâm Đại gia tộc, tại Đế Quốc kinh tế, quân sự đều có thế lực không nhỏ. Cho nên có Đặc Thước Nhĩ gia tộc đứng đằng sau, cho dù phòng đấu giá lợi nhuận rất cao, khiến không ít người thèm thuồng, nhưng bọn họ cũng là không dám động tới. Nhìn phòng đại hội to lớn ở cuối ngã tư đường, Tiêu Viêm quẹo vào một cái hẻm vắng vẻ, sau đó rất nhanh đem chiếc áo choàng đen mua lúc trước mặc lên. Áo choàng không chỉ có che đi dung mạo của Tiêu Viêm, mà còn làm ngay cả hình thể thiếu niên nhỏ bé của hắn cũng to lớn hơn một chút, với bộ dáng bây giờ của hắn, sợ là cho dù Huân Nhi đứng trước mặt cũng khó mà nhận ra được. Xong xuôi, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, điều này cũng không thể trách hắn quá cẩn thận, mà là trúc cơ linh dịch loại này đồ vật, đối với một vài gia tộc, có hấp dẫn lực quá lớn. Dù sao, nếu người nào có thể chế ra đại quy mô loại này linh dịch, đối với thế hệ trẻ của gia tộc, đều có thể đại phúc độ tăng lên thực lực. Đối với gia tộc mà nói, đây quả là một loại thuốc cực tốt. Vì không để mang đến một chút phiền toái không cần thiết, Tiêu Viêm chỉ có thể lựa chọn che giấu như vậy. Tay sờ vào bình ngọc có chút thanh lương trong ngực, Tiêu Viêm chậm rãi đi ra, sau đó tiến về phòng đấu giá cuối ngã tư. Tại cửa vào, vài tên hộ vệ cảnh giác nhìn hắn, Tiêu Viêm cước bộ không dừng, trực tiếp đi vào. Vừa vào trong, cảm giác nóng bức giống như là bay đi đâu mất, thay vào đó là một loại cảm giác mát lạnh tuyệt vời, bên trong và bên ngoài quả thật khác xa nhau. Ánh mắt tại đại sảnh đảo qua, Tiêu Viêm quay về một căn phòng đi tới, trên cửa phòng có khắc ba chữ to Giám Bảo Thất. Đẩy cửa vào, trong phòng rất trống trải, chỉ có một vị trung niên nhân đang có chút nhàm chán ngồi trên ghế.
Nghe được tiếng đẩy cửa, trung niên nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân ảnh toàn thân mặc hắc bào, mày có chút nhăn lại, nhưng hắn nhanh chóng tươi cười nói, tiên sinh, ngài đến giám bảo ư? Đúng, một thanh âm có chút già nua vang lên sau tấm hắc bào, dĩ nhiên là thanh âm của Dược lão. Tiêu Viêm tiến lên hai bước, tiện tay móc ra bình ngọc, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Đây là... Con mắt nghi hoặc nháy vài cái, trung niên nhân cẩn thận cầm lấy chiếc bình bạch ngọc, mũi nhẹ nhàng ngửi miệng bình, một lát sau, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt thêm vài phần kính sợ, đại nhân là luyện dược sư. Phải, thanh âm già nua lại truyền ra. Xin hỏi, bình này là đan dược gì? Có tác dụng thế nào? Nghe thấy thế, trung niên nhân kính cẩn hỏi tiếp. Trúc cơ linh dịch có thể tăng tốc độ tu luyện đấu khí, bất quá, chỉ có dưới đấu giả mới có thể sử dụng. Có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí. Nghe xong, trung niên nhân có chút động dung, đấu khí chỉ có thể án theo quy củ tu luyện, hơn nữa trong giai đoạn đầu, kinh mạch trong cơ thể cực kỳ yếu ớt, một khi dược lực quá mạnh, có thể khiến kinh mạch bị đứt, chết rất thê thảm. Linh dịch này của ta cũng không có tác dụng phụ, dược lực cũng rất ôn hòa, sẽ không có hậu quả gì xấu cả, ngươi cứ yên tâm. Tựa hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng trung niên nhân, thanh âm già nua chậm rãi giải thích. Sắc mặt biến đổi, trung niên nhân cẩn thận đem bình ngọc đặt lại trên bàn. Cung kính nói, đại nhân, có thể đợi trong chốc lát được không? Ta muốn mời Cốc Nghi đại sư của phòng đấu giá chúng ta tới giám định linh dịch này. Được, nhanh lên một chút. Phất phất tay, Tiêu Viêm cũng không khách khí, ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trung niên nhân vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ngồi ở trên ghế, Tiêu Viêm vẫn duy trì trầm mặc, cũng không có nói với Dược lão lời nào. Đây là địa bàn của người khác, chính là cẩn thận vẫn hơn. Ai dám cam đoan chỗ này không có ai rình coi hoặc nghe lén. Đợi trong phòng cả nửa ngày, trung niên nhân lại quay lại, bất quá, lần này hắn mang theo một vị lão giả áo xanh. Ánh mắt tại lão giả trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trước ngực, không có kim tinh, ngược lại là một loại thuộc đan dược nào đó. Hai đạo màu bạc song gợn, lóe ra vẻ xa hoa đắt tiền. Đại nhân, vị này là Cốc Nghi đại sư của phòng đấu giá chúng tôi. Đại sư là một vị tam tinh đại đấu sư, cũng là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Trung niên nhân cung kính giới thiệu. Nghe được thân phận của lão giả. Dưới tám áo choàng, lông mày Tiêu Viêm hơi nheo lại, ngoại trừ Dược lão ra, đây là lần đầu tiên, hắn gặp một vị luyện dược sư, hắn không khỏi đánh giá đối phương một chút. Lão giả vẻ mặt hồng hào, bộ áo xanh trên người nhìn như bình thường nhưng mơ hồ ẩn chứa quang mang lưu động, hiển nhiên, bộ quần áo này được ra chỉ qua ma tinh phong hộ. Bộ mặt già nua không thể che giấu nổi sự cao ngạo, đó là thứ mà mọi vị luyện dược sư đều có. Trong khi Tiêu Viêm đang đánh giá đối phương, thì Cốc Nghi đồng thời cũng quan sát người phía trước, luyện dược sư không giống như đấu giả, thứ người này tùy tiện xuất hiện một người, đều sẽ bị các thế lực tranh nhau thu nạp. Cho nên, Cốc Nghi vừa đánh giá, vừa thầm đoán về thân phận của đối phương. Trung niên nhân cẩn thận cầm lấy bình ngọc trên bàn, đưa cho Cốc Nghi. Nhận lấy bình ngọc, Cốc Nghi ngửi nhẹ, mắt lão híp lại, mục quang khẽ lóe lên, cẩn thận đổ ra một giọt chất lỏng nhỏ xuống lòng bàn tay. Hai mắt nhìn chằm chằm chất lỏng màu xanh. Hai ngón tay Cốc Nghi khẽ động, một chiếc châm bạc nhỏ bé xuất hiện giữa hai ngón tay, trên đầu châm, thoáng có đấu khí rung động. Lão chậm rãi đâm châm vào chất lỏng màu xanh, sau đó từ từ đảo nhẹ. Càng ngày, khuôn mặt Cốc Nghi từ bình tĩnh càng chuyển sang ngưng trọng. Một lát sau, đổ chất lỏng màu xanh vào bình ngọc xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, vẻ cao ngạo đã thêm vài phần kính ý. Lão quay đầu về phía trung niên nhân, trầm giọng nói, linh dịch đã tới cấp bậc của nhị phẩm đan dược, lời nói của vị đại nhân này lúc trước không sai. Vậy an bài cho ta đấu giá thứ này nhanh nhất đi. Việc này tự nhiên không thành vấn đề, đại nhân cứ cầm thứ này đến phòng đấu giá số 1, nơi đó còn đang cử hành đấu giá. Linh dịch của ngài, sẽ đợi để đưa ra. Trung niên nhân cười nói, đưa ra một khối thiết bài đen nhánh. Được. Tiện tay nhận lấy thiết bài, Tiêu Viêm trực tiếp đi ra khỏi phòng. Cốc Nghi đại sư, hắn là một gã luyện dược sư ư. Nhìn thấy Tiêu Viêm ra khỏi phòng, trung niên nhân thấp giọng dò hỏi. Đúng, đích thật là một gã luyện dược sư, cỗ nhạy cảm linh hồn lực đó, không sai được. Cốc Nghi gật đầu, có chút nghi hoặc lẩm bẩm, hắn thuộc phương thế lực nào nhỉ? Không nghe nói qua Ô Thản Thành khi nào lại có một người luyện chế được nhị phẩm đan dược cả. Có cần điều tra một chút lai lịch của hắn không? Cốc Nghi mắt híp lại, thoáng suy nghĩ, lắc đầu nói, tạm thời không nên, luyện dược sư tính tình đều có chút cổ quái, nếu điều tra mà để hắn phá hiện, sợ rằng làm hắn có ấn tượng không tốt về phòng đấu giá. Tùy ý đắc tội một vị không biết cấp bậc luyện dược sư, không phải là một hành động sáng suốt. Quay đầu, liếc trung niên nhân một cái, Cốc Nghi thản nhiên nói, làm thế nào để hắn sinh hảo cảm đối với chúng ta, ngươi hẳn là rõ chứ. Vâng, hiểu thưa đại nhân. Nhớ kỹ, cho dù không thể giao hảo, vạn lần cũng không thể đắc tội, nếu không. Thản nhiên nói xong một câu với ngữ khí lạnh như băng, Cốc Nghi đi ra ngoài. Chương 22 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé.
được một thị nữ dẫn đường, Tiêu Viêm đi vào phòng đấu giá đang cử hành. Vừa vào trong, chung quanh nhất thời tối lại, tiếng huyên náo không ngừng truyền vào tai làm Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy nhức đầu. Phòng đấu giá rất lớn, dung nạp ngàn người cũng không thành vấn đề. Lúc này, tại trung tâm phòng đấu giá, ở dưới ngọn đèn, một người đàn bà xinh đẹp mặc bộ quần áo màu đỏ đang đứng, dùng vẻ vũ mị khiến mọi người ngây ngắt mà giảng giải về món đồ đang được mang ra. Dưới tiếng hô yêu kiều, thanh thúy của người đàn bà nọ, kiện đồ vật không tính quá chân quý nọ, giá đang tăng lên với một tốc độ chóng mặt. Tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, với nhãn lực của hắn, dễ dàng nhận thấy có không ít người đến đây vì người đàn bà đang đứng ở trên kia. Thước đặc nhỉ thủ tịch đấu giá sư, Nhã Phi. Mỹ nhân mà gần như cả Ô Thản Thành không ai không biết, sự thành thục mỹ lệ, đủ để làm cho rất nhiều nam nhân sẵn sàng phủ phục dưới gấu quần nàng. Tiêu Viêm yên lặng ngồi, mày bỗng nhiên nhíu lại, nhìn tới một chỗ cách mình không xa, một nam tử đang ngồi ẩn trong bóng tối, ánh mắt nóng cháy nhìn lên Nhã Phi ở trên đài, môi khẽ mím lại, hạ thân không ngừng chuyển động. Trời đất! Khẽ mắng một câu, Tiêu Viêm thầm nghĩ, người này quả là quá mạnh mẽ rồi. Trong lòng thầm chửi thề, Tiêu Viêm có chút cười khổ lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đài cao, nhìn những đường cong lả lướt của người đàn bà nọ, thấp giọng nói thầm, yêu tinh. Mắt nhẹ quét qua vật phẩm trên tay Nhã Phi, Tiêu Viêm khẽ thở dài, hắn không thừa tiền để mua một thứ phế vật, cho dù đấu giá nó là một người đàn bà xinh đẹp. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua, rồi tiếp tục quan sát mọi người trong phòng đấu giá. Cha! Đột nhiên Tiêu Viêm thấy một vị trung niên nhân đang ngồi ở ngay hàng đầu, vẻ mặt không khỏi cổ quái, chẳng lẽ cha cũng có hứng thú với người đàn bà này? Ý nghĩ cổ quái đó trong đầu Tiêu Viêm chỉ tồn tại trong chốc lát, bởi vì hắn phát hiện, ánh mắt của cha không dừng lại ở trên người Nhã Phi, vẻ mặt cha hắn rất tĩnh lặng, tựa hồ đang đợi thứ gì đó. Cha tới đây làm gì nhỉ? Trong lòng nghĩ thầm, Tiêu Viêm lại kinh ngạc phát hiện, tộc trưởng của hai gia tộc khác nổi danh cùng với Tiêu gia ở Ô Thản Thành, Gia Liệt Đoàn gia tộc, Áo Ba gia tộc cũng có mặt ở nơi đây. Nơi này sắp đấu giá thứ gì mà lại hấp dẫn được bọn họ vậy? Tiêu Viêm có chút tò mò, sờ sờ mũi, đến tột cùng là vật gì, lại có thể đem tam đại tộc trưởng hấp dẫn tới đây? Cũng không thể không nói, người đàn bà tên Nhã Phi này quả là khéo léo, mỗi lần nàng cười, đều làm giới cách một trận tăng lên, mà nhất thời, người đàn bà này còn có thể liếc mắt đưa tình về phía người vừa đưa ra giới cách, khiến cho hắn dù rất đau lòng cũng không khỏi phấn chấn tinh thần. Không khí trong phòng đấu giá, vì người đàn bà này, vì thế vẫn ở cao trào. Các vị, phòng đấu giá của chúng tôi vừa nhận được một vật phẩm mới, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với nó. Vừa đấu giá xong một vật phẩm, Nhã Phi vừa cười nói, vừa vung tay lên, nhất thời một gã người hầu liền bưng lên một cái mâm ngọc, trên đó có một cái bình ngọc nhỏ. Đây là nhị phẩm đan dược. Nhẹ nhàng cầm lấy cái bình, thanh âm vũ mị của Nhã Phi, nhất thời làm cho toàn trường yên tĩnh. Một lát sau, âm thanh bàn tán vang lên, tại trên đại lục này, thứ mà mọi người truy cầu nhất, chính là đan dược mà các luyện dược sư điều chế ra. Vật này tên là trúc cơ linh dịch, có hữu hiệu với những người dưới đấu giả, dùng thứ này cho vào nước rồi tu luyện trong đó, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Các vị nếu muốn cho tử tôn mình trở thành một thiếu niên thiên tài, vậy không thể bỏ qua được vật này. Đôi môi đỏ mọng tràn đầy hấp dẫn của Nhã Phi nhẹ mở, âm thanh nũng nịu vang lên, khiến cho không ít kẻ đầu khớp xương như mềm cả da. Trúc cơ linh dịch, có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí. Nhã Phi tiểu tỷ, ở giai đoạn đó, tựa hồ không thể dùng đan dược được. Không ít người không nhịn được hỏi lại. Thứ linh dịch này đã được Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng ta thẩm định qua, phẩm giai là nhị phẩm, tuyệt đối không có vấn đề gì, các vị xin cứ yên tâm. Nhã Phi cười nói, tự thân Cốc Ni đại sư thẩm định, thanh âm trong phòng tức thì nhỏ đi nhiều, ai chẳng biết, Cốc Ni đại sư là nhị phẩm luyện dược sư, ngay cả tam đại tộc trưởng thấy hắn, cũng không dám có chút gì chậm trễ. Tiêu Viêm nhàn nhã ngồi ở trên ghế, nhìn khắp đấu tràng, hắn thầm hít một ngụm khẩu khí, xem ra trúc cơ linh dịch này, là một thu hoạch không nhỏ. Hắn không khỏi nhìn về phía phụ thân mình, lại phát hiện nét mặt cha hắn lúc này, có chút kích động. Thoáng chút sững sờ, chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm động. Linh dịch giá khởi điểm là 8.000 kim tệ, mời các vị ra giá. Nhã Phi cười nói, ánh mắt đảo một vòng. Cuối cùng dừng lại ở tối phía trước, tam đại tộc trưởng, nàng biết rất rõ, ba vị này mới là nhân vật cạnh tranh chủ yếu. 8.500. Nhã Phi vừa nói xong, lập tức có người đưa ra giới cách. 9.500. Âm thanh tăng giá. Theo sát sau, trong phòng giới cách không ngừng tăng lên, chỉ trong chốc lát, đã tới 13.000 rồi. Phụ thân Tiêu Viêm mặc dù sắc mặt có chút kích động, nhưng hắn cũng không trả giá, mà nhắm mắt lại, đợi cho âm thanh trả giá chấm dứt. Tranh đoạt rằng co trong chốc lát, thanh âm trả giá yếu bớt dần. Cùng lúc đó, một vị lão già ngồi ở tối phía trước cùng Tiêu Chiến, thản nhiên lên tiếng, 20.000 báo giá vừa ra, thanh âm trong sân lập tức lắng xuống. Một vài người nhìn thấy lão già này, không khỏi uể oải ngồi xuống, bọn họ thật là không có thực lực cùng Gia Liệt Đoàn gia tộc tranh đoạt.
Hắc hắc, gia liệt đoàn tất, con ngươi không phải là đấu giả rồi ư? Như thế nào còn mua trúc cơ linh dịch này? Một gã trung niên nam tử cười nói. Áo ba mạt, ta mua cho cháu ta không được sao? Gia liệt đoàn tất rõ ràng không ưa gì hán tử này, cười lạnh nói. Vậy thì cũng phải xem ngươi có cái phúc khí đó không, nói không chừng con ngươi ngày nào đó bị người ta cắt mất mệnh tử cũng nên. Trong lòng nguyền rủa một tiếng, áo ba mạt cũng mở miệng hô, 2.3 vạn. 2.5 vạn. Không tới 10 phút thời gian, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người dĩ nhiên giống như ác cẩu tranh ăn, đem giới cách lên tới 3 vạn. 4 vạn vẫn nhắm mắt nãy giờ, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng. Đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều rời đi tới trên người Tiêu Chiến, ngay cả áo ba mạt cùng gia liệt đoàn tất cũng bị con số này chấn động. Hắc hắc, Tiêu tộc trưởng xem ra đối với trúc cơ linh dịch là tình thế bắt buộc. Gia liệt đoàn tất cười nói. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi muốn thì ra giá đi, ta tuyệt đối sẽ không theo đâu. Gia liệt đoàn tất ra mặt khẽ run, tựa hồ đang tự hỏi xem Tiêu Chiến nói thật hay giả. Một lát sau, hắn lắc đầu. Lần này hắn tới đây chính vì đồ vật đó, tuyệt không thể lãng phí tư kim được. Áo ba mạt ở một bên, nhìn thấy gia liệt đoàn tất đã lui rồi, cũng nhún vai, trúc cơ linh dịch mặc dù hấp dẫn, bất quá không phải là mục đích của hắn, thôi bỏ đi. Tiêu Chiến tộc trưởng ra giá 4 vạn kim tệ, còn ai tăng giá không? Nhìn trong sân yên tĩnh, Nhã Phi mỉm cười nói. Nếu không có người tăng giá, trúc cơ linh dịch này, do Tiêu Chiến tộc trưởng mua được. Thấy không ai lên tiếng, Nhã Phi khẽ đập nhẹ chiếc búa nhỏ trong tay lên trên bàn, trúc cơ linh dịch, định hạ người mua rồi. Ở một chỗ vắng vẻ, Tiêu Viêm có chút dở khóc dở cười, cả nửa ngày trời, dĩ nhiên cũng là cha mình mua. Tiếp theo, sẽ là tiêu điểm của buổi đấu giá hôm nay. Đem bình ngọc mang đi, Nhã Phi ngọc thủ vung lên, ngọn đèn trên đài ảm đạm xuống, Nhã Phi có chút dừng lại, rồi từ từ lấy ra một chiếc mâm bạc, trên đó có một quyển trục cổ pháp màu xanh. Quyển trục thoáng có thanh quang, đặt trên mâm bạc, quả là có chút huyền bí. Huyền giai cao cấp công pháp, Thanh Phong Quyết. Chương 23 mấy chữ huyền giai cao cấp công pháp vừa nói ra, trong phòng đấu giá, đột nhiên yên tĩnh. Cùng trúc cơ linh dịch so sánh, đấu khí công pháp không thể nghi ngờ càng khiến cho người ta chấn động. Đan dược tuy chân quý, nhưng cũng chỉ là thứ để dùng nhất thời, mà đấu khí công pháp lại có thể dùng cả đời, thậm chí có thể truyền thừa cho con cháu sau này. Từ mấy góc độ này nà bíu, cao giai đấu khí công pháp so với đan dược càng làm cho người khác điên cuồng. Dù sao, chỉ cần chính mình có cao giai công pháp, cho dù không có linh dược, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cường giả một phương, mà nếu không có công pháp, chỉ có linh dược, vậy dù ngươi có ăn đan dược như cơm cũng không thể trở thành cường giả chính thức. Sau chốc lát rung động, trong hội trường có vài người đã phục hồi tinh thần lại, từng đôi nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm quyển trục màu xanh trên đài, ngay cả Nhã Phi Vũ mị động lòng người, tại giờ phút này cũng đã bị bỏ quên. Tiêu Viêm ngồi ở phía sau khẽ thở nhẹ một hơi, huyền giai cao cấp công pháp. Khó trách, loại công pháp cấp bậc này, so với công pháp cao cấp nhất của Tiêu gia nộ sư Cuồng Cương còn cao hơn một bậc, chẳng trách tộc trưởng ba đại gia tộc của Ô Thản Thành đều đến đây, thì ra là muốn có thứ này. Huyền giai cao cấp. Ánh mắt đảo qua quyển trục màu xanh, Tiêu Viêm liếm liếm môi, chỉ cần người nào có quyển trục này, vậy hắn sẽ có thông hành chứng để trở thành một cường giả, hơn 10 năm sau, Ô Thản Thành cũng sẽ có một thế lực nữa cùng tam đại gia tộc bình tọa. Một cái huyền giai cao cấp công pháp mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Ngay khi Tiêu Viêm có chút cảm thán, thanh âm của Dược lão lại không thích hợp vang lên trong lòng. Tiêu Viêm trợn mắt nhìn lão đầu nhãn giới đã cao tận trời này, vẫn duy trì trầm mặc. Tiểu gia hỏa, yên tâm tu luyện đi, chờ ngày ngươi thành đấu giả, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới được gọi là cao giai công pháp. Dược lão sau khi nói xong cũng yên lặng, mấp máy miệng, Tiêu Viêm thầm nói, hy vọng là thế. Các vị, huyền giai công pháp này là do một vị thợ săn may mắn tìm được trên núi, nó hẳn là tiền nhân lưu lại, lai lịch chính thống, sẽ không mang đến phiền toái gì, mọi người cứ yên tâm đấu giá. Nhã Phi ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên quyển trục màu xanh, cười khanh khách nói. Nhã Phi tiểu thư, mau báo giá đi. Ở dưới đã có người nóng lòng hô lớn. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn bảo trì vũ mị tươi cười, Nhã Phi mỉm cười nói, phong quyển quyết, giá ban đầu, 20 vạn kim tệ. Cái giá trên trời này vừa nói ra, trong phòng đấu giá nhất thời yên tĩnh lại, hiển nhiên, rất nhiều người căn bản không có thực lực để nuốt trôi thứ này. Trong góc phòng, Tiêu Viêm nhịn không được lắc lắc đầu, nữ nhân này thật sự là giết người không thấy máu, quá độc ác, 20 vạn kim tệ, đó là lợi nhuận hơn 2 năm của Tiêu gia. Tiêu Chiến ba người ngồi ở hàng ghế đầu, tại cái giá trên trời này, da mặt cũng có chút động đậy, bất quá cũng không thể tránh khỏi, đồ vật này, người không mua, sẽ có người khác mua. Dưới cái giá 20 vạn, trong phòng cũng có chút phát lạnh. Mắt nhìn cục diện lạnh tanh xấu hổ này, Nhã Phi lại không có thần sắc khác thường gì, nụ cười vẫn mê người như cũ, nàng cực kỳ rõ ràng lực hấp dẫn của huyền giai công pháp, một số người, cho dù táng ra bại sản cũng phải đem đồ vật này thu vào trong túi.
Giống như dự liệu của nàng, cục diện lạnh tanh này cũng không kéo dài bao lâu. Một người nhìn có chút ngốc nghếch trung niên nam tử căng thẳng ra giá, 21 vạn. Tiêu Viêm theo thanh âm nhìn lại, hắn nhận thức trung niên nhân này chính là Vũ Khái Đại Hanh của Ô Thản Thành, gần như chiếm cứ toàn bộ tiêu thụ vũ khí của Ô Thản Thành. Mặc dù thế lực kém hơn ba đại gia tộc, bất quá, trong Ô Thản Thành, cũng nằm trong số những nhân vật số 1. 23 vạn. Trung niên nhân vừa dứt lời, một hoàng y lão giả cũng theo sát mà đến. Hoàng y lão giả là đại dược thương của Ô Thản Thành, thủ hạ có vài cửa hàng bán dược tài, tài sản cũng tính là phong phú. Hung hăng trùng mắt nhìn lão giả, ngốc nghếch trung niên nhân lại cao giọng, 24 vạn. Trong hội trường, cũng không có ai ra giá thêm, dù sao, 20 vạn cao giới, đủ để nhiều người chỉ có thể đứng nhìn. 30 vạn. Sau khi hai người đã phân ra mạnh yếu, Gia Liệt Tất ngồi ở hàng ghế đầu rốt cuộc cũng lạnh lùng lên tiếng. Gia Liệt Tất vừa ra giá, hai người kia đều ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, ủ rũ cúi xuống. 33 vạn. Có thể cạnh tranh cùng Gia Liệt gia tộc ở Ô Thản Thành, cũng chỉ có Tiêu gia cùng Áo Ba gia tộc, mà vừa ra giá, chính là tộc trưởng của Ái Ba gia tộc tộc trưởng, Áo Ba Mạt. Âm lãnh liếc mắt nhìn Áo Ba Mạt, Gia Liệt Tất lạnh lùng nói, 35 vạn. Mi mắt giật giật, Áo Ba Mạt liếm môi nói, 37 vạn, 38 vạn, 40 vạn. Mắt nhìn Áo Ba Mạt không ngừng tăng giá, Gia Liệt Tất không chút do dự vỗ ngựa tăng theo, giả ra một bộ dáng tình thế bắt buộc. Lúc giá cả dừng tại 43 vạn, Áo Ba Mạt cũng không thể không dừng lại chẳng cạnh tranh này. 43 vạn, đã đủ làm Áo Ba gia tộc lâm vào nguy cơ kinh tế. 45 vạn, thấy Áo Ba Mạt lùi bước, Gia Liệt Tất chưa kịp mừng rỡ, thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Chiến lại làm sắc mặt của hắn âm trầm như cũ. Ánh mắt âm lãnh hung hăng liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, trong lòng Gia Liệt Tất tràn đầy hỏa khí, trong ba đại gia tộc, Tiêu gia cùng Áo Ba gia tộc đều có huyền giai trung cấp đấu khí công pháp, mà Gia Liệt gia tộc của hắn chỉ có huyền giai sơ cấp công pháp, cho nên Gia Liệt Tất lần này thật sự đã hạ quyết tâm. Trong ánh mắt có chút hả hê của Áo Ba Mạt, Gia Liệt Tất cắn răng nói, 46 vạn, 50 vạn. Tiêu Chiến khuôn mặt đạm mạc, ra một cái giá trên trời làm cả phòng bất ngờ. Trên đài cao, nhìn hai người đã tranh đoạt đến nóng cháy, nụ cười xinh đẹp của Nhã Phi, lại thêm dụ nhân vài phần. 55 vạn. Con mắt thoáng đỏ ngầu, sau khi trầm mặc trong chốc lát, Gia Liệt Tất quát lạnh. Người thắng. Ngoài dự liệu của mọi người, sau khi Tiêu Chiến nghe thấy Gia Liệt Tất ra giá, lại mỉm cười, nhìn Gia Liệt Tất hài hước nói. Khuôn mặt có chút ngạc nhiên, sau một lúc, Gia Liệt Tất sắc mặt âm trầm, thanh tỉnh lại hắn mới rõ, mình bị lừa rồi. Tiêu Chiến, ngươi được lắm. Nhớ kỹ cho ta. Oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, Gia Liệt Tất ngẩng đầu nhìn Nhã Phi đang kinh ngạc, lại càng thêm tức giận, nhưng dù sao hắn cũng không phải một du côn trên đường. Âm trầm nghiêm mặt, tận lực áp chế tức giận, Nhã Phi tiểu thư, phải chăng nên kết thúc? Cũng không vì Gia Liệt Tất tức giận mà có biểu tình biến sắc nào. Nhã Phi bình thản cười cười, trong mắt có một mặt cười nhạo cùng hài hước, chiếc búa nhỏ trong ngọc thủ, tại ánh mắt gắt gao của Gia Liệt Tất, gõ xuống. Phong quyển quyết, do Gia Liệt Tất tộc trưởng đấu giá thành công. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm nhịn không được cười nhẹ, chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi phòng đấu giá. Ai, sau khi tiền tới tay, nên bắt đầu cố gắng tu luyện thôi, một năm sau, còn phải cho cha một cái kinh hỉ đây. Lúc ra khỏi cửa, Tiêu Viêm cười nhẹ lẩm bẩm nói. Chương 24 ra khỏi phòng đấu giá số 1, Tiêu Viêm lại về giám bảo thất, trong ánh mắt kính sợ của trung niên nhân kia, yên lặng chờ đợi một lúc sau, tiếng bước chân từ bên ngoài dồn dập truyền đến, hai đạo nhân ảnh, đẩy cửa mà vào, vị này là chủ nhân của trúc cơ linh dịch. Hình như tiên sinh lần đầu đến Ô Thản Thành. Hương phong thổi đến, tiếng cười khẽ kiều nị, bỗng nhiên vang lên bên tai Tiêu Viêm, làm tim hắn đập thoáng đập mạnh. Trong lòng mắng một tiếng yêu tinh, khuôn mặt Tiêu Viêm ẩn vào trong áo choàng, ánh mắt khẽ chuyển hướng nữ nhân mặc váy màu đỏ bên cạnh. Tiếp xúc ở cự ly gần, Tiêu Viêm lại phải đánh giá lại sự thành thục vũ mị của nữ nhân này, trên khuôn mặt, một đôi thủy ngâm ngâm mỹ mâu, tựa như không lúc nào không hấp dẫn nam nhân, ánh mắt không dấu vết nhìn qua đôi ngọc cảnh thon dài ưu nhã, cũng suýt nữa bị khe ngực hãm sâu kia hút vào, eo như thủy xà, lúc lay động, hấp dẫn vạn phần, làm cho người ta hận không thể đè lên trên đất mà phát tiết dục vọng. Khuôn mặt hơi nóng lên, bất quá hoàn hảo, còn có áo choàng che giấu, Nhã Phi cũng không nhìn thấy. Lập tức mạnh mẽ ngăn chặn ý niệm trong đầu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cùng lúc đó, thanh âm của Dược lão cũng khô khan truyền ra, đấu giá thành công. Đem tiền đưa cho ta, ta còn có việc. Tựa hồ có chút kinh ngạc tuổi của Hắc Bảo Nhân, ngọc thủ của Nhã Phi che đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng cười, bộ ngực đầy đặn lộ ra những đường nét kinh tâm động phách. Nhã Phi cười khanh khách nói, xin lão tiên sinh đợi một lúc, một số thủ tục còn đang hoàn thành. Khẽ gật gật đầu, Tiêu Viêm không mở miệng thêm, đem ánh mắt rời khỏi nữ nhân này, sau đó bảo trì trầm mặc.
Nhìn nhân ảnh hoàn toàn bao phủ trong hắc bào trước mặt, Nhã Phi khẽ cau mày, xem ra dung mạo của mình trước mặt vị thần bí nhân này không có hiệu quả gì, lập tức bất đắc dĩ liếm liếm đôi môi hồng nhuận, ánh mắt đảo qua trên người vị thần bí nhân này, muốn từ vài chi tiết nhỏ tìm ra thân phận của hắn. Sau khi quan sát, trong lòng Nhã Phi có chút thất vọng, ánh mắt chạm với Cốc Nghi đại sư ở bên cạnh, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thanh âm ôn nhu nhẹ giọng hỏi, lão tiên sinh, Nhã Phi rất ít khi thấy luyện dược sư không đeo huy chương, không biết tôn tính của lão tiên sinh. Thế nào? Nữ oa oa, đến chỗ này, còn phải tự bó ra thân phận. Dưới hắc bào, dược lão nhàn nhạt nói, Nhã Phi chỉ tò mò mà thôi, nếu lão tiên sinh không muốn nói, Nhã Phi tự nhiên không dám hỏi thêm. Nhã Phi lạc lạc cười nói. Ánh mắt xuyên thấu qua áo choàng, nhìn đôi chân trắng toát ẩn trong chiếc váy màu đỏ bó sát người kia, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ. Nhã Phi có thể trở thành thủ tịch phách mại sư của Đặc Mễ Nhĩ phách mại trường, tự nhiên sẽ không bình thường, đều nói hồng nhan họa thủy. Người thèm muốn mỹ mạo của nàng trong Ô Thản Thành không biết có bao nhiêu, nhưng đến bây giờ, vẫn chưa nghe nói có ai đạt được mục đích, tuy trong này không thiếu nguyên nhân là nàng có Đặc Mễ Nhĩ phách mại trường làm chỗ dựa, bất quá ai cũng không dám cho rằng, nữ nhân này là một cái hoa bình chỉ sở hữu mỹ mạo. Ở cạnh một tinh minh nữ nhân như vậy, Tiêu Viêm như một miếng băng mỏng, hắn chỉ sợ nữ nhân tinh tế này phát hiện ra cái gì, bất quá hoàn hảo, có dược lão lên tiếng chống cự, lão hồ ly này, sẽ không chịu nửa điểm hấp dẫn của con yêu tinh bên cạnh. Tại lời nói có chút lãnh đạm của dược lão, Nhã Phi cũng không có lời nói nào hữu dụng, cuối cùng, nữ nhân này đành phải bỏ qua ý niệm trong đầu, cười khanh khách lấy ra thủy tinh tạp trên người, trên tạp có tộc huy của Đặc Mễ Nhĩ gia tộc. Lão tiên sinh, đây là quý tân tạp của Đặc Mễ Nhĩ đấu giá hội. Chỉ cần tiên sinh có nó, ở bất kỳ đấu giá trường nào của Đặc Mễ Nhĩ gia tộc, đều sẽ có đãi ngộ của khách quý, đồng thời, đấu giá trường thuế suất sẽ từ 5% hạ xuống 2%. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày. So sánh với một đống phế thoại lúc trước, hắn càng thích mấy thứ có tính thực chất này, lập tức thoáng trầm ngâm, tiện tay tiếp nhận thủy tinh tạp phiến. Nhìn bàn tay trắng nõn đưa ra khỏi hắc bào, trong mắt Nhã Phi xẹt qua một tia kinh ngạc, rõ ràng thanh âm già nua khô khốc, nhưng lại có một đôi tay như thiếu niên, người này, cuối cùng là có thân phận thế nào? Lúc này, một thị nữ từ ngoài đi vào, đem lục sắc tạp phiến cung kính đưa cho Nhã Phi. Lão tiên sinh, trúc cơ linh dịch đấu giá được 4 vạn kim tệ, trừ đi 2% tiền thuế. Còn lại, đều ở chỗ này. Nhã Phi mỉm cười đem lục sắc tạp phiến đưa tới. Tiếp nhận lục sắc tạp phiến, trong lòng Tiêu Viêm rốt cục thở ra một hơi, tu luyện tư bản sau này của mình, đều ở trong này, chỗ tiền này, đủ để mình an tâm tu luyện đến cấp bậc đấu giả. Một khi tiền đã tới tay, Tiêu Viêm cũng không nghĩ ở lâu thêm, tùy ý khoát tay áo với Nhã Phi, thanh âm già nuôi nhàn nhạt nói, ta có thể đi rồi chứ. Đương nhiên, lão tiên sinh sau này còn muốn đấu giá đan dược gì, nên chiếu cố Đặc Mễ Nhĩ đấu giá trường nha. Nhã Phi thản nhiên cười nói, ân, tùy ý lên tiếng, Tiêu Viêm đứng dậy, cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi căn phòng muốn mạng người này nhìn bóng dáng Tiêu Viêm biến mất, nụ cười trên mặt Nhã Phi chậm rãi thu liễm, nhíu mày lại, đi đến cạnh bàn, khẽ dựa vào đó, đường cong lộ ra. Cốc Nghi thúc thúc, hắn thực sự là luyện dược sư. Hơi trầm mặc một lúc, Nhã Phi nhẹ giọng hỏi, ân, hơn nữa luyện dược thuật còn mạnh hơn ta, ít nhất, nhị phẩm trúc cơ linh dịch kia, ta không luyện chế được. Cốc Ni cung thanh với Nhã Phi, thở dài nói. Có dược phương đều không được. Đôi mắt híp lại, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, làm như tùy ý nói. Nghe lời này của Nhã Phi, Cốc Ni sắc mặt cả kinh, vội vàng nói, dược phương chính là mạng của luyện dược sư, tiểu thư ngàn vạn lần không nên có chú ý với nó, là một luyện dược sư không biết cấp bậc nổi giận, cho dù là Đặc Mễ Nhĩ gia tộc, cũng khó có thể thừa nhận, vài chục năm trước, Thiết Khắc gia tộc nổi tiếng cả Gia Mã Đế quốc chính là vì muốn có dược phương của Đan Vương Cổ Hà. Cuối cùng bị hắn mời đến 4 vị đấu vương cường giả, đem gia tộc hủy diệt, cuối cùng việc này, ngay cả hoàng thất của Gia Mã Đế quốc cũng không dám can thiệp thêm. Tuy nói thế lực của gia tộc chúng ta đã vượt xa Thiết Khắc gia tộc trước kia, dù vậy cũng không nên đắc tội với một số luyện dược sư thần bí là tốt nhất, phải biết rằng, luyện dược sư căn bản là một cái độc phong oa, chỉ cần ngươi làm đau, hắn bật người là có thể tìm được vô số bằng hữu, hơn nữa cũng có rất nhiều cường giả, phi thường vui lòng có một luyện dược sư thiếu họ một cái nhân tình. Nhìn Cốc Ni kinh hoàng, Nhã Phi bất đắc dĩ nhu nhu chán, cười khổ nói, Cốc Ni thúc thúc, ngươi nói gì vậy, ta đâu có chủ ý gì với hắn, ngươi cho rằng mấy năm lịch lãm này của Nhã Phi là phí công sao? Ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Nghe lời nói của Nhã Phi, Cốc Ni cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ ni tử này sẽ làm ra việc ngu ngốc gì. Liếm liếm môi, ngọc thủ của Nhã Phi nâng tóc lên, nhẹ nhàng hít một hơi, luyện dược sư, thật sự là một đám người khủng bố, nhưng vì sao mình lại không có hạng thiên phú này? Hơn nữa người này cực kỳ thần bí rõ ràng vô cùng trẻ nhưng tại sao phải làm vậy? Nhã Phi tin tưởng vào mị lực của mình không có người đàn ông trẻ nào mà không bị sắc đẹp của nàng chinh phục. Chương 25 lén lén lút lút đi vào căn phòng của mình, Tiêu Viêm rất nhanh đóng cửa, sau đó chạy tới góc phòng,
cuối cùng lấy ra một đống dược liệu và vài viên ma tinh, cẩn thận đem chúng cất vào trong ngăn tủ, ngửi sâu một hơi mùi của dược tài trên tay, hắc hắc cười dài thở phào nhẹ nhõm. Vì có thể dốc lòng tu luyện, Tiêu Viêm lần này ước chừng đã mua đủ số dược tài dùng trong 8 tháng, xem bộ dáng này, những ngày còn lại trong năm, là định vượt qua trong khổ tu. Thân mật vỗ vỗ ngăn tủ, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, đi tới cạnh giường, thả lỏng người nằm xuống, hơn nửa ngày bôn ba, thật sự làm hắn có chút mỏi mệt. Viêm Nhi, có ở trong không? Có chút mơ hồ, tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến. Dụi dụi con mắt đang mơ hồ, Tiêu Viêm nhảy xuống giường, sau đó mở cửa phòng. Nhìn Tiêu Chiến đứng ở ngoài, gãi gãi đầu, cười hỏi, phụ thân, có việc gì sao? Không có việc gì thì không thể tìm ngươi. Ngươi tiểu tử này, trốn ta 2 tháng. Bàn tay thân mật vỗ vỗ đầu Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cười mắng. Nhìn nụ cười ôn thuần của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm động, cũng không biết nói cái gì. Vẫn đang tự trách việc đó sao? Nàng không chấp nhận con ta, là tổn thất của nàng, chẳng có gì đáng thương tâm. Một đại nam nhân, lại là một cái tiểu nữ nhân bộ dáng, ta biết, con của Tiêu Chiến ta, tuyệt đối không phải phế vật. Tiêu Chiến hào sảng nói, phụ thân, 3 năm sau, Viêm Nhi sẽ tự mình đi Vân Lam Tông. Cười cười, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tiêu Chiến hơi thu liễm nụ cười, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, có chút chần chờ nói, phụ thân cũng không sao, ngươi, thực sự định đi. Phụ thân không phải nói ngươi kém Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng thực lực của Vân Lam Tông. Tiêu Viêm mỉm cười, gật gật đầu, môi nhếch lên thành một cái quật cường tuyến điều, phụ thân, có một số việc, tránh không được, là nam nhân, nên phải gánh vác, tính tình này, rất giống ta, 2 ca ca của ngươi nếu biết ngươi có thể hiểu được, sợ rằng cũng rất cao hứng. Đối với chấp nhất của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến vui mừng cười, khẽ thở dài một tiếng, lập tức gật đầu thật mạnh, được, phụ thân sẽ chờ con của ta đòi lại mặt mũi thời điểm. Ta muốn Nạp Lan Túc lão hỗn đản đó mang theo xính lễ đến cầu ta thu hồi lại hưu chứng trước kia. Tiêu Viêm gật đầu, bật cười. Cái này, cho ngươi, coi như đây là phụ thân tài trợ. Từ trong người lấy ra một chiếc bạch ngọc bình, Tiêu Chiến đưa tới. Nhìn thứ được chuyển giao vài lần này, lại nhớ đến trúc cơ linh dịch trong tay mình. Tiêu Viêm có chút dở khóc dở cười, nhưng trên mặt hắn, vẫn bảo trì biểu tình nghi hoặc. Phụ thân, đây là trúc cơ linh dịch, có thể làm tốc độ tu luyện đấu khí nhanh hơn, hôm nay đấu giá được. Tiêu Chiến mở miệng cười nói. Chắc tốn không ít tiền. Tiếp nhận bạch ngọc bình. Trong lòng Tiêu Viêm như có dòng ấm áp chảy qua. 4 vạn kim tệ, nhưng nó hữu dụng với ngươi, cũng tính là vật vượt qua giá trị. Tiêu Chiến không để ý cười nói. Ngài dùng 4 vạn kim tệ mua cho ta trúc cơ linh dịch này, mấy người trưởng lão, chỉ sợ sẽ lấy cơ sinh sự. Tiêu Viêm cười khổ nói. Thích, ta mới là tộc trưởng, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ dám dùng miệng lưỡi. Tiêu Chiến hừ lạnh nói. Phụ thân, cảm ơn ngài, hành nhân nghi thức 1 năm sau, ta sẽ cho toàn bộ bọn họ ngậm miệng lại. Tiêu Viêm cười nhẹ nói. Được, ta chờ đến lúc con ta thuế biến. Tuy không biết Tiêu Viêm có tin tưởng từ đâu, nhưng Tiêu Chiến đối với bộ dáng tin tưởng 10 phần của con mình cực kỳ vui mừng, lập tức cười to nói. Tốt lắm, cũng không nên cản trở ngươi nghỉ ngơi nữa. Có việc gì thì đến tìm phụ thân, đều là người nhà, không có gì mất mặt cả. Khoát tay áo, Tiêu Chiến xoay người đi tới tiền viện. Mẹ nó, còn phải đi ứng phó mấy lão bất tử kia, không phải là tiêu 4 vạn kim tệ sao, làm như ăn mất tiền mua quan tài của các ngươi không bằng. Loáng thoáng truyền đến tiếng mắng của Tiêu Chiến, trong bóng đêm truyền ra. Nhìn Tiêu Chiến biến mất trong bóng đêm, Tiêu Viêm sờ sờ mũi, mỉm cười thấp giọng nói, yên tâm đi, phụ thân, ta sẽ dùng sự thật, làm đám gia hỏa này im miệng, 3 năm trước, ta có thể cho chúng ngưỡng vọng, 3 năm sau, ta đương nhiên có thể. Đứng tại cửa một lúc sau, Tiêu Viêm cất bạch ngọc tiểu bình đi, liếc mắt nhìn về phía góc tường, hài hước nói, mi tử, nghe lén người khác, rất vui sao. Tiêu Viêm ca ca, cảm giác thật mẫn tuệ nha. Góc tường, một thiếu nữ mặc váy tím xuất hiện, ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp, tiêu ý sáng lạn. Nhìn thiếu nữ cười, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Viêm ca ca buổi chiều đi đâu vậy? Chân bước nhẹ, Huân Nhi tiến đến, cười hỏi. Tùy tiện ra ngoài đi dạo. Thật không? Con ngươi như thu thủy dò xét từ trên xuống dưới. Huân Nhi bỗng nhiên bước thêm một bước, khẽ kiễng chân, mũi cao nhẹ, có hương vị của nữ nhân. Khái, đừng đùa, nữ nhân hương vị ở đâu ra? Khuôn mặt non nớt khẽ đỏ lên, cũng may là trời tối, thiếu nữ cũng nhìn không quá rõ. Hì hì, hình như rất thích hình dáng quẫn bách của Tiêu Viêm. Huân Nhi cười duyên một trận, một lúc sau, tiếng cười ngừng lại, hơi trầm mặc, ôn nhu nói, lời nói lúc nãy của Tiêu Thúc Thúc, ta cũng nghe được, ta tin rằng Tiêu Viêm ca ca, ân. Nếu sau này thực sự muốn đi Vân Lam Tông, Huân Nhi có thể hỗ trợ. Nghe vậy, Tiêu Viêm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Dưới ánh mắt không hề thu liễm này, trên khuôn mặt thanh nhã của Huân Nhi chậm rãi nổi lên một đóa mây hồng, thấp giọng oán trách nói, Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhìn cái gì? Hắc hắc, Huân Nhi cũng sẽ đỏ mặt, thật sự hiếm thấy.
Một lúc sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên cười nói. Huân Nhi trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, trong lòng nói, ai bảo ngươi nhìn người ta như vậy? Tốt lắm, tin tưởng Tiêu Viêm ca ca một chút, Vân Lam Tông tuy cường đại, nhưng ta còn trẻ, cái ta có chính là thời gian, Vân Vận dạy ra nữ nhân như Nạp Lan Yên Nhiên, vậy cũng không tốt đến đâu. Tiêu Viêm vuốt vuốt tóc thiếu nữ, cười nói, tốt lắm, trời tối rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhìn thiếu niên phất tay, Huân Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể gật đầu, sau đó trong ánh mắt của hắn, chậm rãi tiến vào bóng tối. Đi qua một hành lang, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão tranh cãi, mà mục đích tranh cãi, vừa lúc là việc sử dụng 4 vạn kim tệ kia. Cước bộ dừng lại, nhợt nhạt lông mi nhíu lại, khẽ thở dài một hơi, ngón tay thon dài giáp lại, một cái tử kim tạp xuất hiện trong tay. Đầu ngón tay quệt vào trên tử kim tạp hóa thành một luồng kim quang bắn vào trong căn phòng đang tranh cãi không ngớt. Tùy ý liếc mắt căn phòng bỗng nhiên im lặng, Huân Nhi nhàn nhạt nói, tiền mua trúc cơ linh dịch, sẽ do ta trả, trong tạp có 10 vạn kim tệ, mấy vị trưởng lão không cần làm Tiêu Thúc Thúc khó xử nữa. Trong phòng, một mảnh yên tĩnh, một lúc sau, mới truyền ra tiếng mấy vị trưởng lão cười khổ ứng thanh. Chương 26 bát cực băng. Trong một rừng cây nhỏ trên núi, tiếng quá thanh lãng, đột nhiên vang lên. Một thân ảnh nhanh nhẹn di chuyển trong rừng, nhiều gai góc rậm rạp, cũng không mang đến cho hắn chút trở ngại nào. Sau đó, thân ảnh đột ngột dừng lại trước một cây đại thụ, thân thể hơi nghiêng, khử tay đánh mạnh lên trên đại thụ. Phanh! Một tiếng, vụn gỗ bay khắp nơi, những cái khe như mạng nhện, dọc theo chỗ bị đánh vào, chậm rãi lan tràn rát chi. Cây đại thụ bị đánh nát một nửa, phát ra tiếng động rát chi, một lúc sau, rốt cuộc cũng vô lực ngã xuống đất. Thời điểm đại thụ ngã xuống, đạo thân ảnh tựa như linh hầu kia thối lui thân hình một bước, sau đó nhẹ nhàng ngồi trên một khối cự thạch màu xanh. Nhìn hiệu quả mà mình làm ra, trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm, tràn đầy nụ cười hân hỉ, 3 tháng này, đây chính là lần đầu tiên hắn sử dụng thành công huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cực băng, mà đấu kỹ có thể cùng địa giai so sánh này đích xác không làm cho Tiêu Viêm thất vọng, chỉ bằng 6 đoạn đấu khí, phá hư lực gây ra, đủ để so sánh với 8 đoạn đấu khí. Sơ giai đấu khí càng về sau, tốc độ cũng càng chậm, từ sau khi mua đủ dược vật, Tiêu Viêm đã đóng cửa khổ tu 3 tháng, tại mấy ngày cuối của tháng thứ 3, Tiêu Viêm mới ngẫu nhiên, từ 5 đoạn đấu khí đột phá lên 6 đoạn. 3 tháng tăng lên 1 đoạn đấu khí, tuy tốc độ này chậm hơn 2 tháng trước rất nhiều, dù vậy, Tiêu Viêm cũng thập phần thỏa mãn, nhớ năm đó, hắn tu luyện hơn nửa năm, mới từ 5 đoạn đấu khí, đến 6 đoạn, tốc độ hôm nay, đã rất khủng bố. Phát ra một đòn bát cực băng, cả người Tiêu Viêm bỗng nhiên giống như một sinh vật biển bị mắc cạn, cảm giác đau đớn, không ngừng ăn mòn thần kinh, gân xanh trên cánh tay, giật giật nhẹ, đó là dấu hiệu của dùng sức quá độ. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm gian nan cúi đầu, nhìn khử tay của mình, nơi đó, đã đỏ bừng một mảnh. Tê, khóe miệng cứng đờ, Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, cười khổ nói, khó trách phải chịu huấn luyện bị đánh tàn khốc như vậy, nếu không, một kích này dùng đến, đứt không phải thụ, mà là tay của ta. Bát cực băng này, quả thực là cứng hơn thân thể của bất cứ ai. Toàn thân mệt mỏi nằm trên cự thạch lạnh lẽo, hô hấp hơi dồn dập của Tiêu Viêm, cũng chậm rãi vững vàng lại, cảm giác rã rời của thân thể, làm hắn không muốn di động một ngón tay. Lấy 6 đoạn đấu khí của Tiêu Viêm bây giờ, nhiều lắm chỉ có thể sử dụng một lần bát cực băng, mà sau khi sử dụng, hắn sẽ gặp tình trạng toàn thân thoát lực, đến lúc thể lực hồi phục mới thôi. Tiêu Viêm ngẩng đầu, híp mắt lại, miễn cưỡng nhìn những đám mây bay trên bầu trời màu xanh, gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc màu đen phủ lên trên trán. Sâu trong thân thể, trúc cơ linh dịch hấp thu trong mấy tháng, cũng là từng giờ từng phút thẩm thấu ra, không dấu vết chữa trị cơ thể mệt mỏi và tế bào, khiến cho chúng có thể bằng tốc độ nhanh nhất, mang đến lực lượng cho chủ nhân. Lão sư, ta còn bao lâu nữa mới có thể tấn nhập 7 đoạn đấu khí? Khép hờ hai mắt, Tiêu Viêm bỗng nhiên thấp giọng nói. Chỉ cần tấn nhập 7 đoạn, vậy là hắn đã đủ tư cách tiến vào đấu khí các tìm công pháp. Tuy nhiên bây giờ hắn đã không cần đấu khí công pháp của Tiêu gia, nhưng chính mình lại cần có tư cách này, bởi vì nó sẽ quan hệ đến mặt mũi của phụ thân. Một trận gió mát thổi qua, thân hình trong suốt của Dược lão xuất hiện bên cạnh cự thạch. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Trong mắt mang thanh tiếu ý nhìn thiếu niên, Dược lão đầu tiên là dò xét cây đại thụ bị gãy, khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm, cười nói, tốc độ tu luyện đấu khí của ngươi ngoài dự kiến của ta, vốn ta nghĩ cho dù ngươi có linh dịch trợ giúp, ngươi cũng cần 1 năm để tiến vào 7 đoạn. Có lẽ áp lực phải chịu trước kia quá kịch liệt, bây giờ phản ngược lại, ngươi cũng càng thêm điên cuồng. Theo tốc độ này, trong vòng 2 tháng, nhất định có thể tiến nhập 7 đoạn đấu khí. Nghe vậy, môi Tiêu Viêm nhếch lên một hồ độ nhàn nhạt. Hắn rất muốn biết, đám tộc nhân trong 3 năm châm chọc cười nhạo mình, lúc thấy mình triển hiện thực lực sẽ có biểu tình thế nào. Lời nói ngày đó với Nạp Lan Yên Nhiên trong đại sảnh, sao lại không phải nói với bọn họ? Tiêu Viêm ta 3 năm trước có thể sáng tạo kỳ tích, 3 năm sau, ta đương nhiên có thể. Ánh mắt khẽ lóe sáng, Tiêu Viêm nhớ đến những ánh mắt khinh thường mình trong đại sảnh,
bóng dáng có chút cô đơn của thiếu niên, quật cường mà chấp nhất. Nạp Lan Yên Nhiên, ta đang từng bước đuổi theo ngươi, ngươi tĩnh tâm chờ đợi đi, 3 năm sau, chúng ta, gặp tại Vân Lam Tông. Khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một mặt kiệt ngạo, thiếu niên đứng mạnh dậy, ngửa đầu nhìn bầu trời quát lớn. Nhìn thiếu niên, Dược lão mỉm cười, cũng không ngăn cản, người, cần có áp lực mới có thể thành thục, Tiêu Viêm bây giờ, thiên phú đã có đủ, thứ cần, là một loại áp lực. Sự xuất hiện của Nạp Lan Yên Nhiên chính là áp lực tốt nhất. Lấy nàng làm thí luyện thạch của ngươi đi, con đường trở thành cường giả, ngươi vẫn còn khoảng cách rất xa. Đi thôi, về nhà tu luyện. Quát lên vài tiếng, Tiêu Y trên khuôn mặt của Tiêu Viêm lại vui vẻ thêm vài phần, nhảy xuống cự thạch, vẫy tay với Dược lão một cái, lãng tiếu lao xuống chân núi. Chương 27 Thời gian như nước, trong lúc lơ đãng, lặng lẽ chảy qua những khe hở. Cái nắng của mùa hè đã bị không khí mát mẻ của mùa thu thổi đi, lá cây màu xanh cũng bắt đầu lẫn lộn nhiều điểm vàng úa. Vẫn là căn phòng nhỏ trước kia, ánh mặt trời chiếu vào, ban điểm tứ bố. Mộc bồn trong phòng, thiếu niên hai mắt đóng lại, hai tay kết ấn, hô hấp đều đặn, như mọi ngày bình thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Khổ tu hơn nửa năm, làm khuôn mặt thanh tú của thiếu niên có thêm một nét kiên nghị, đôi môi gắt gao mím lại một chỗ, lộ ra vài phần quật cường, làn da trắng nõn như nữ tử, trong mấy tháng huấn luyện chịu đòn, đã hơi chuyển sang màu vàng, nhìn thân thể cũng không cường kiện này, lại ẩn chứa hung mãnh bạo phát lực. Xem từ góc độ nào đi nữa, thiếu niên tựa hồ đang lấy một tốc độ khủng bố, tiến hành thuế biến, lúc loại thuế biến này hoàn thành, sẽ làm bất cứ kẻ nào cảm thấy rung động. Lúc thiếu niên hô hấp cực kỳ đều đặn, một tia khí lưu màu xanh chậm rãi thấu phát ra từ mộc bồn, cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên đi vào trong cơ thể. Hôm nay nhất định có thể đột phá vào 7 đoạn đấu khí. Đang tu luyện, trong lòng Tiêu Viêm bỗng nhiên toát ra một ý niệm tin tưởng 10 phần trong đầu, không hề có nguyên do gì, nhưng lại giống như nước đến cừ thành, xuất hiện trong lòng của hắn. Ở 1 tháng trước, Tiêu Viêm từng vài lần trùng kích vào 7 đoạn đấu khí, nhưng đều không ngoại lệ, lấy thất bại mà thu công. Có lẽ hôm nay cho vào thủy bồn một giọt linh dịch cuối cùng, cỗ cảm giác mà Tiêu Viêm chờ đợi đã lâu, đột ngột xuất hiện trong đầu. Ý niệm đột nhiên mà đến này làm thủ ấn của Tiêu Viêm run rẩy, thiếu chút nữa mất đi trạng thái tu luyện, nhưng cũng may là định lực của Tiêu Viêm mạnh mẽ đè xuống cỗ kích động trong lòng, bình khí ngưng thần, cố gắng đem tâm cảnh của mình yên lặng mà xuống. Hô hấp chậm rãi vững vàng lại, Tiêu Viêm bắt đầu tham lam hấp thu năng lượng từ ngoại giới, bắt đầu trùng kích vào 7 đoạn. Trong mộc bồn, thủy dịch màu xanh khẽ gợn sóng, tia sáng lóe ra, một tia năng lượng ôn hòa khí lưu theo thủy dịch phát tán, tiến vào cơ thể của Tiêu Viêm. Dòng khí xanh nhạt càng lúc càng nhiều, chỉ một lát sau, không chỉ đem Tiêu Viêm bao phủ, mà ngay cả mộc bồn cực lớn cũng chỉ như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại, cực kỳ kỳ dị. Tại động tác của Tiêu Viêm, màu sắc của thủy dịch màu xanh trong bồn cũng bắt đầu nhạt đi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vì một lượng lớn năng lượng tiến vào, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi hồng lên, hơn nữa ẩn ẩn xuất hiện quang mang màu xanh nhàn nhạt. Tiêu Viêm trùng kích vào 7 đoạn đấu khí, không nghi ngờ là đã trở thành một cục nam châm lớn, không chỉ có đấu khí xung quanh nhanh chóng bị hút lại, ngay cả chất lỏng màu xanh cũng bắt đầu biến thành những dòng nước nhỏ. Sơ giai 9 đoạn đấu khí, từ 1 đến 3 đoạn là sơ cấp, 4 đến 6 đoạn là trung cấp, 7 đến 9 đoạn là cao cấp. 7 đoạn đấu khí có thể nói là cánh cửa quan trọng nhất của sơ giai đấu khí. Chỉ cần bước vào 7 đoạn, chính là tiến vào sơ giai cao cấp, tới lúc đó, đấu khí chứa trong cơ thể sẽ gấp mấy lần 6 đoạn đấu khí, cho nên, 7 đoạn đấu khí bình thường đều được cho rằng là chiếc chìa khóa đầu tiên cho việc trở thành đấu giả, mức độ quan trọng, không cần nói cũng biết. Cùng với thanh sắc khí lưu cấp tốc xuất hiện, trong mộc bồn, chất lỏng màu xanh càng ngày càng nhạt, cuối cùng, tại một khắc, chất lỏng màu xanh lại biến thành một chậu nước trong có thể nhìn thấy đáy. Không có năng lượng của trúc cơ linh dịch duy trì, khí lưu màu xanh nhạt cũng chậm rãi ảm đạm xuống, hắn bây giờ chỉ có thể hấp thu đấu khí bạc nhược xung quanh để tiếp tục trùng kích. Hấp thu đấu khí trong không khí tuy có thể duy trì Tiêu Viêm hoàn thành trùng kích, dù vậy, thời gian cần thiết không chỉ lâu hơn, mà cho dù đột phá, đấu khí trong cơ thể cũng cần phải ôn dưỡng 1 tháng mới có thể khôi phục sung mãn. Tiêu Viêm bây giờ, thứ thiếu nhất chính là thời gian. Lúc dược lực cảo linh dược biến mất, hắc sắc giới chỉ trên ngón tay Tiêu Viêm hào quang lóe lên, một giọt cực phẩm trúc cơ linh dịch màu phỉ thúy lại bắn vào mộc bồn, nhất thời, màu nước trong suốt, lại trở thành xanh đậm. Có một giọt linh dịch mới duy trì, tinh thần Tiêu Viêm chấn động, cảm tạ dược lão trong lòng một tiếng, hai tay bảo trì kết ấn, tâm thần khống chế hô hấp, điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng nồng đậm vừa truyền tới. Thời gian kéo dài khoảng nửa giờ, rốt cuộc bắt đầu hoãn hòa xuống, mà lúc này, nước màu xanh đậm đã nhạt đi vài phần. Khi một luồng năng lượng ôn hòa cuối cùng tiến vào cơ thể theo hô hấp, thân hình của Tiêu Viêm hơi trầm tịch, sau đó lập tức run rẩy kịch liệt, bụng hơi co rút lại, hai mắt Tiêu Viêm chợt mở, con ngươi màu đen, hai màu xanh trắng nhanh chóng lóe ra, miệng mở hơi lớn, một ngụm khí thể bị nhổ ra.
khí thể vừa thổi ra, khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời tinh thần thêm vài phần. Khép hờ hai mắt, trầm thần cảm ứng một chút xung doanh đấu khí trong cơ thể, Tiêu Viêm cười nhẹ lẩm bẩm. Cuối cùng cũng đến bảy đoạn. Mở to mắt sửng sốt một lúc, Tiêu Viêm lúc này mới vươn vai, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, bàn tay khẽ nắm lại, một cỗ sung mãn lực lượng cảm giác, làm khóe miệng Tiêu Viêm nổi lên một trận vui sướng. Chương 28 nằm trong mộc bồn, để linh dịch lạnh lẽo bao phủ quanh người, Tiêu Viêm có chút say mê cảm giác cỗ lực lượng chân thực trong cơ thể kia, dựa theo hình thức đột phá bình thường, sau khi đạt tới 7 đoạn sẽ có một khoảng thời gian ôn dưỡng, mà Tiêu Viêm có trúc cơ linh dịch hỗ trợ, liền trực tiếp nhảy vọt qua thời kỳ này, đạt tới giai đoạn sung mãn. Tĩnh tọa trong mộc bồn một lúc, sau khi đợi tâm tình hân hoan dần bình phục, Tiêu Viêm lúc này mới chậm chậm đứng dậy, thân mình trần trụi dính đầy giọt nước màu xanh, dưới phản xạ ánh mặt trời, lóe ra những tia sáng kỳ dị. Vặn người một cái, xương cốt trong cơ thể như được trọng sinh, vang lên một trận phách lý ba lạp tiếng vang tùy ý quay đầu, Tiêu Viêm đánh một chưởng về phía trước giường, hấp lực ào ạt xuất ra, nhất thời quần áo bị hút vào bên trong lòng bàn tay. Không tệ, đấu khí quả nhiên sung túc hơn không ít, bằng hấp lực hiện tại tạo ra, hẳn là có thể lay động thể trọng của một người. Mặc quần áo, Tiêu Viêm nhíu mày, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, hấp chưởng này, tựa hồ không có lực công kích lớn, cái gọi là cường hành hút máu trong cơ thể của đối thủ, cũng chỉ có thể đối phó với địch nhân cấp bậc thấp hơn so với mình, đối với đối thủ đồng đẳng cấp hoặc là cấp cao hơn, thực tế không thể đối phó được. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm có chút tiếc nuối liền hít một hơi, có thể xem như đây là đấu kỹ đầu tiên của hắn. Khẽ hé miệng, Tiêu Viêm vừa muốn bước ra khỏi mộc bồn, trong lòng đột ngột một chú ý, con ngươi lóe lên ánh sáng, tay phải Tiêu Viêm chậm rãi gập lại, hai mắt chằm chằm nhìn bàn tay của chính mình, một lát sau, khi bàn tay còn cách nửa thước, nhắm kỹ một cái bình hoa. Liếm liếm môi, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm không đi qua một kinh mạch cụ thể nào, cứ trực tiếp theo lòng bàn tay phun phát ra. Đấu khí ngoại phóng, ít nhất phải có đại đấu sư cấp bậc mới có thể miễn cưỡng làm được. Cho nên, hành động lần này của Tiêu Viêm, ngoại trừ làm ra một trận gió nhẹ không lớn không nhỏ, cũng không có nửa điểm hiệu quả nào khác. Gió nhẹ theo lòng bàn tay phun ra, làm bình hoa bị thổi trúng kịch liệt lay động vài cái, thiếu chút nữa là rơi khỏi cái bàn. Đấu khí ngoại phóng, Tiêu Viêm không chút thất vọng, ngược lại vẻ mặt có điểm hân hoan, có chút hưng phấn xoa xoa tay, rất nhanh lui về phía sau vài thước, tay phải lại nhắm ngay bình hoa. Hấp chưởng. Một tiếng quát nhẹ, cường đại hấp lực nhất thời làm bình hoa nhanh chóng bay về phía Tiêu Viêm. Khi bình hoa sắp tới trước mặt Tiêu Viêm khoảng 3 thước, hấp lực trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chợt thu lại, toàn bộ đấu khí trong cơ thể theo lòng bàn tay phun ra, một cỗ phong áp mãnh liệt, hung hăng thổi tới phía trên bình hoa đang bay tới. Phanh! Hai cỗ lực lượng hoàn toàn có phương hướng trái ngược, gặp nhau giữa không trung, mà bình hoa là trung tâm của chúng, oanh một tiếng, hóa thành các mảnh nhỏ, vỡ tung ra. Nhìn thấy hiệu quả thu được từ chưởng này, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm tràn đầy kinh hỉ, hấp lực cùng phản lực đối chọi liền tạo thành lực phá hoại nằm ngoài dự kiến của hắn. Tuy nhiên đấu khí sung mãn trong cơ thể tại lúc trước phát ra lực phản chấn đã bị tiêu hao gần như không còn, bất quá Tiêu Viêm cũng cực kỳ hưng phấn, cỗ lực phản chấn kia hắn chính là vận dụng phương thức vận công cấp thấp nhất mà phát ra, loại phương thức này không chỉ tiêu hao nhiều lực lượng nhất, hơn nữa hiệu quả thu được cũng là ít đến đáng thương. Nếu hắn có thể có một loại phản chấn lực đấu kỹ tương tự hấp chưởng chuyên môn phát huy hấp lực, như vậy phối hợp cả hai, hắn dám khẳng định hiệu quả thu được chắc chắn cực kỳ hung hãn. Tiểu gia hỏa, không tệ. Có thể nghĩ đến dùng chiêu này cường hóa cho hấp chưởng, hào quang khẽ lóe ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay Dược Lão phiêu lãng mà ra, nhìn những mảnh nhỏ trong phòng, có chút khẽ gật đầu, tán thưởng nói. Tiêu Viêm cười hắc hắc, trong mắt di chuyển trên thân Dược Lão, vẻ mặt đầy ý lấy lòng. Nếu có một loại đấu kỹ chuyên môn phát huy lực phản chấn, lại luyện bộ pháp đến lô hỏa thuần thanh, như vậy huyền giai cấp thấp hấp chưởng này của ngươi, trên phương diện lực công kích, chỉ sợ có thể so sánh với đấu kỹ huyền giai trung cấp hoặc huyền giai cao cấp. Làm như không thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Dược Lão tự nói. Lão sư, người cũng biết loại phụ trợ đấu kỹ này là hiếm thấy, ta có thể tìm được hấp chưởng này, chính là dựa vào vận khí, hiện tại người bảo ta đi đâu để tìm một loại phụ trợ đấu kỹ có thể cùng hấp chưởng phối hợp đây. Tiêu Viêm nhìn lướt qua đầu, làm như có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi làm ra bộ dáng đó, cũng chỉ là đem chú ý đặt lên ta mà thôi. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, Dược Lão nhếch miệng nói. Ý tưởng này của ngươi trước kia cũng không phải không có ai nghĩ đến. Nhưng hai loại đấu kỹ phụ trợ này đều là loại rất khó tìm, cho nên, có rất ít người thực sự thu thập được. Lão sư cũng không có. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống, buồn bực không thôi, không có đấu kỹ chuyên môn phát huy phản chấn lực, chính mình dùng đấu khí thôi phát ra, không thể nghi ngờ chính là hành động mất nhiều hơn được. Nhìn bộ dáng nản lòng của Tiêu Viêm, Dược Lão lắc lắc đầu buồn cười, tay xoa xoa trán, trầm ngâm nói. Trước kia có người cầu ta luyện dược, ta hình như thu được đấu kỹ loại này, lúc ấy nếu không phải trong tay vừa lúc có một viên đan dược không dùng, ta
ta cũng không cùng người đó giao dịch, việc này đã quá lâu, nếu hôm nay không bị người nhắc nhở một chút, ta sợ rằng đã quên mất. Tốt lắm, tìm được rồi. Ngón tay rời khỏi trán, sau đó dưới ánh mắt hoan hỉ điên cuồng của Tiêu Viêm, nhẹ nhàng điểm lên trên trán hắn. Bị điểm trúng lên trán, đầu Tiêu Viêm thoáng to lên, đại lượng tin tức liền quán nhập vào trong, sau một lúc mới từ từ rõ ràng. Suy hỏa trưởng, huyền giai sơ thấp, có thể làm ra cường đại phong áp. Huyết minh đơn giản cùng với cái tên cổ lỗ, làm huyền giai cấp thấp bốn chữ này có vẻ cực kỳ hèn kém. Sáng tạo ra thứ này là một thợ rèn, cả đời đều luyện sắt thép, bởi vì cần lửa cho lò luyện, kết quả sáng tạo ra đấu kỹ thổi lửa này. Nhìn khuôn mặt có chút cứng nhắc của Tiêu Viêm, Dược lão hài hước cười nói. Trừng mắt một cái, Tiêu Viêm có chút bội phục sự nhẫn nại của thợ rèn kia, sáng tạo đấu kỹ không phải dễ dàng như tạo phôi sắt. Suy hỏa trưởng cũng không khó học, dưới chỉ điểm của Dược lão, Tiêu Viêm dùng 2 canh giờ, bước đầu đã nắm vững được điểm yếu quyết. Đứng ở bên trong phòng, Tiêu Viêm nhìn bình hoa duy nhất trong phòng mong chờ muốn thử, thầm hít một hơi, bàn tay vung lên, hấp lực cuồng phóng, hấp trưởng. Theo hấp lực mạnh mẽ, bình hoa trực tiếp bay nhanh đến chỗ Tiêu Viêm. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình hoa đang bay tới, tay phải Tiêu Viêm vội vàng triệt tiêu hấp trưởng, sau đó đấu khí trong cơ thể, theo con đường của suy hỏa trưởng mà vận hành. Suy hỏa trưởng. Ngay lúc bình hoa sắp vỡ nát, phong áp mạnh mẽ từ lòng bàn tay Tiêu Viêm điên cuồng phóng ra, nhất thời trong phòng bụi đất tràn ngập. Phanh! Lại là một tiếng vang thanh thúy, bình hoa lần này trực tiếp bị hai cỗ lực lượng tương phản, oanh nát thành mảnh vỡ. Tuyệt! Thân người đầy bột phấn màu trắng thoát ra khỏi khu vực cho bụi, nhìn thấy hiệu quả thu được, Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, chỉ cần chính mình có thể đem hai loại đấu kỹ này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, vậy có thể làm bất cứ ai không chuẩn bị kỹ càng phải chịu thiệt thòi. Hắc hắc, có lẽ rất nhiều người đều chờ đợi ta tiếp tục xấu mặt a. Bên trong đống hỗn độn trong phòng, thiếu niên nhẹ giọng cười lạnh. 3 tháng sau, chính là nghi thức thành nhân của mình. Vỗ nhẹ phấn trắng trên người, Tiêu Viêm trong lòng biết rằng, tại 3 tháng cuối cùng này, chính mình còn lại một nhiệm vụ huấn luyện. Chương 29, 3 tháng thời gian, trong chớp mắt đã vội vàng đi qua hơn một nửa, mà khoảng cách đến nghi thức thành thân của Tiêu Viêm, cũng chỉ còn gần 1 tháng. Bên trong căn phòng nhỏ sạch sẽ, hai mắt Tiêu Viêm lặng lẽ nhìn thủy dịch màu xanh trong mộc bồn. Đây đã là số trúc cơ linh dịch cuối cùng, đấu khí càng đến giai đoạn sau, càng khó có thể tu luyện. Từ lần trước lúc đột phá đoạn thứ 7, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đã yên lặng gần 2 tháng. Trong 2 tháng này mặc kệ hắn tu luyện như thế nào, cái cảm giác đột phá, thủy chung không có xuất hiện. Dương mắt ngốc trệ nhìn mộc bồn được nửa ngày, Tiêu Viêm lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tự nhủ nói. Không biết dùng đến giọt trúc cơ linh dịch cuối cùng này, có thể đột phá lên đoạn đấu khí thứ 8 không? Thân thể chậm rãi đứng dậy, có chút hơi ẩm, Tiêu Viêm bất ngờ không tu luyện đấu khí, ngược lại từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo màu đen hợp với thân mình. Trước lúc cử hành nghi thức thành nhân 1 tháng, tất cả mọi người đều cần tham gia một cuộc kiểm tra, tác dụng của kiểm tra tự nhiên là loại trừ ra người có đấu khí không hợp cách, tộc nhân có trên 7 đoạn đấu khí, sau khi hoàn thành xong nghi thức thành nhân, có thể đạt được tư cách tiến vào đấu khí các tìm kiếm công pháp, mà tộc nhân có dưới 7 đoạn, lại không có quyền lợi này, nghi thức thành nhân qua đi, sẽ bị phân về các sản nghiệp của gia tộc, ngày sau trừ phi biểu hiện kiệt xuất hoặc tốc độ tu luyện vượt qua các tộc nhân ưu tú khác, nếu không rất khó trở lại thành nội bộ gia tộc. Vừa mới thay được quần áo, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Tiêu Viêm ca ca, ta vào được không? Nghe thanh âm thanh thúy của cô gái, Tiêu Viêm khẽ cau mày, với lấy quần áo, hai tay đẩy lên mộc bồn, giấu vào một góc bí mật, lúc này mới ung dung đi đến gần cửa phòng, đẩy một cánh cửa mở ra. Cửa phòng mở ra, ánh mặt trời ấm áp nhất thời lan tỏa mà tiến vào, chiếu lên trên thân một thiếu niên mặc hắc sam, nhìn qua hết sức đặc biệt. Ngoài cửa phòng, thiếu nữ mảnh khảnh duyên dáng, chiếc áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng phụ trợ hoàn hảo cho thân thể mềm mại kia, quần áo che giấu tiểu hung bộ, tuy nhiên có chút xanh xơ, nhưng lại kiêu ngạo như thích biểu hiện sức hấp dẫn tuổi thanh xuân. Một cái thắt lưng màu tím bó sát chiếc eo yêu kiều lại, gió nhẹ phất qua, thắt lưng tung bay. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngoài cửa này, Tiêu Viêm sửng sốt được một lúc, sau đó mới chậm rãi khôi phục tinh thần lại, trên dưới dò xét Huân Nhi một chút, lấy làm kỳ lạ nói, mới sáng sớm, ta còn tưởng làm sao nữ thần dáng thế, nhìn kỹ lại, thì ra là Huân Nhi nhà ta. Nghe những lời tán dương của Tiêu Viêm này mang vài phần vui vẻ, Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to, miễn cưỡng mím miệng mỉm cười, nhưng cặp mày liễu lặng lẽ vẽ thành hình bán nguyệt xinh đẹp, cũng nói lên vui sướng trong lòng thiếu nữ. Làn thu thủy mang theo vài phần hân hỉ, Huân Nhi cũng ngẩng đầu, đánh giá thiếu niên đang mở cửa đi ra. Mất 1 năm khổ tu, làm cho Tiêu Viêm bớt vài phần ngây thở, khuôn mặt thanh tú, xuất ra vài phần phong thái kỳ diệu, thân thể huấn luyện trong thời gian dài, cũng khiến cho bản thân Tiêu Viêm rắn chắc kiện tráng, một bộ hắc sa mặc trên người, cả người nhìn qua, cũng tính là một thiếu niên tuấn tú.
đi ra khỏi phòng, xoay tay lại đóng cửa phòng, nhìn ánh mắt chăm chăm đang nhìn mình của Huân Nhi, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên dò xét chính mình một chút, nghi hoặc hỏi, không có gì không đúng chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều có chút đỏ lên, Huân Nhi rời ánh mắt về một bên, hé miệng mỉm cười nói, đi thôi, Tiêu Viêm ca ca, ngày hôm nay chính là ngày tham gia kiểm tra, người đã chuẩn bị tốt chưa? Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm nhún vai, khóe miệng hé ra một chút kiệt ngạo như ẩn như hiện, bàn tay chậm rãi sửa lại các nếp nhăn, cười nhẹ nói, cái tên phế vật, bắt đầu từ hôm nay, đem nó trả lại những người đã đặt nó cho ta đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm tin tưởng 10 phần, Huân Nhi nghiêng đầu, khẽ cười nói, ta tin tưởng Tiêu Viêm ca ca. Ngươi đương nhiên tin tưởng, chỉ sợ rằng ngươi sớm đã nhìn thấu thực lực của ta. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nàng, nhếch miệng bất đắc dĩ nói. Nhìn Tiêu Viêm tựa hồ có chút buồn bực, Huân Nhi quay người, khẽ gật gật đầu, bàn tay đáng yêu nắm nhẹ, cười nói, từ 3 đoạn lên 7 đoạn đấu khí, dùng không đến 1 năm thời gian, thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm ca ca, cho dù là Huân Nhi, cũng không mong đuổi kịp. Đi thôi, Nhi tử. Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, bàn tay thân mật vỗ nhẹ lên đầu Huân Nhi, sau đó vung tay lên, hướng phía sau huấn luyện trường của gia tộc bước nhanh tới. Nhìn thiếu niên hoàn toàn bất đồng với bóng dáng cô tịch ảm đạm trước kia, Huân Nhi vui mừng cười, thấp giọng nỉ non nói, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi đã sớm nói qua, ngươi sẽ tìm lại được tôn nghiêm cùng vinh diệu của chính mình. Huấn luyện trường làm bằng đá xanh thật lớn, trong đó tập trung khoảng hơn 100 thiếu niên thiếu nữ. Trận trận ồn ào âm thanh, phóng lên cao giữa huấn luyện trường, dựng một tấm bia đá đen dùng để trắc nghiệm rất lớn. Loại bia đá trắc nghiệm này, cũng chỉ có một ít gia tộc có thực lực mới có tư cách trang bị, giá trị xa xỉ. Bên cạnh bia đá đen, như cũ vẫn là vị trắc thí viên lạnh lùng của một năm trước đây. Trên đài cao bên trái huấn luyện trường, đang ngồi là một ít nhân sĩ nội bộ trong gia tộc, tại chính giữa, là tộc trưởng Tiêu Chiến cùng 3 vị trưởng lão. Bên trong quảng trường, là các thiếu niên thiếu nữ đang sớm chờ được kiểm tra. Đang bồn chồn đứng thẳng, một ít người ưu tú biểu hiện bình thường, trên mặt vẫn chưa có nhiều ít khẩn trương gì, một ít người thiên phú bình thường hoặc quá thấp, lại là vẻ mặt bàng hoàng cùng rối loạn. Tiêu Chiến điềm tĩnh nghiêm mặt nhìn sắc mặt khác nhau của tộc nhân dưới trường, trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi, Viêm Nhi, ngươi có thể vượt qua một ải này không? Tộc trưởng, thời gian sớm sắp đến, Tiêu Viêm sao còn chưa tới? Bên cạnh Tiêu Chiến, hai trưởng lão nhíu mày hỏi. Tiêu Chiến khinh miệt liếc mắt hắn, nhàn nhạt nói, thời gian còn chưa tới, vội cái gì? Hai vị trưởng lão ngay cả một điểm định lực này cũng không có. Bị Tiêu Chiến làm cho á khẩu, hai trưởng lão sắc mặt thoáng có chút khó coi, hừ lạnh âm trầm nói, cho dù ngươi mua đấu giá cho hắn trúc cơ linh dịch, vậy cũng không có thể làm cho hắn trong một năm thăng lên 7 đoạn đấu khí. Ngươi đừng mong chờ có kỳ tích gì xảy ra. Nghe vậy Tiêu Chiến khuôn mặt giận dữ, hắn hiện tại cũng đang phiền não, tên gia hỏa này tựa hồ rất thích nói xấu người khác, đúng lúc hắn định quát mắng lại, giữa sân thoáng chốc náo loạn lên. Xoay chuyển ánh mắt, phía trên đường nhỏ xa xa quảng trường, hai cái bóng chậm rãi đi đến, thong dong bước đi, tựa hồ không vì hôm nay là một ngày trọng yếu mà phải gấp gáp. Híp lại ánh mắt nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt thiếu niên mặc hắc sam phía xa xa, Tiêu Chiến chẳng biết vì sao, thở nhẹ ra một hơi. Chương 30 nhìn Huân Nhi đang đi tới chỗ Tiêu Viêm, nhóm thiếu niên trong sân đều toát ra ánh mắt ghen tị. Trong Tiêu gia, có khả năng thân cận cùng Huân Nhi như vậy chỉ có duy nhất một người, chỉ có điều người này nổi danh là phế vật. Bên cạnh quảng trường, Tiêu Chữ đang được đám bạn vây quanh dương mắt tức giận nhìn Tiêu Viêm. Tiểu hỗn đản, để xem sau hôm nay ngươi còn mặt mũi ở một chỗ cùng Huân Nhi không. Chửi thầm một tiếng, Tiêu Chữ cười lạnh tưởng tượng ra cảnh sẽ sỉ nhục Tiêu Viêm. Trước vô vàn ánh mắt ghen tị, giận dữ, Tiêu Viêm dẫn Huân Nhi trực tiếp đi được tới đội ngũ cuối cùng, sau đó cùng nhau thấp giọng cười nói. Tiêu Viêm lúc này mang bộ dáng thoải mái, trên đài cao nhân sĩ cao tầng của gia tộc không khỏi có chút kinh dị, người này chẳng lẽ không biết sau thí nghiệm hôm nay, về sau sẽ không còn cơ hội sao? Hắc hắc, chỉ sợ là có muốn mà không được mà thôi. Hai trưởng lão cười lạnh. Nghĩ đến lời nói này, Tiêu Chiến bên cạnh như muốn đại phát lôi đình. Hai trưởng lão đợi cả ngày vẫn không nhận thấy được nửa điểm động tĩnh không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến bên cạnh. Hai trưởng lão, việc gì cũng nên đợi đến cuối cùng thì hãy kết luận, nếu không, đến lúc đó người cười không phải là các ngươi đâu. Tiêu Chiến thâm trầm thoáng nhìn thiếu niên đang đàm đạo giữa sân rồi cúi đầu nhắm mắt. Khóe miệng nhếch lên, hai trưởng lão hừ lạnh nói, ngươi cứ hy vọng đi, ta cũng chờ đợi hắn có thể mang một chút kinh ngạc đến cho ta. Tốt lắm, đã đến giờ, tiến hành trắc thí đi thôi. Đại trưởng lão trầm giọng ngắt lời hai người. Tiêu Chiến khẽ gật đầu đứng dậy, huấn luyện trường chìm trong im lặng, ngưng thanh quát, các ngươi đều là tộc nhân mới của gia tộc, nên biết hôm nay trắc nghiệm đối với các ngươi mà nói là cực kỳ trọng yếu, quy củ trắc nghiệm là phải đạt được đấu khí cấp 7 thì mới đủ tư cách, nếu không đạt đương nhiên không đủ tư cách. Tiếp theo, dựa theo quy định của gia tộc, sau khi trắc nghiệm xong, người nào đấu khí dưới cấp 7, có quyền lợi hướng người có đấu khí từ cấp 7 trở lên phát ra một lần khiêu chiến, nếu khiêu chiến thắng lợi cũng được coi là đủ tư cách. Một khi tất cả mọi người đã rõ ràng, như vậy, trắc nghiệm bắt đầu.
Theo Tiêu Chiến trầm giọng, huấn luyện trưởng phía trên các thiếu niên thiếu nữ, nhất thời khẩn trương cực độ. Hướng đến tấm bia đá màu đen, Trắc Nghiệm Viên lạnh lùng tiến lên trước một bước, từ trong lòng lấy ra danh sách, thanh âm lạnh như băng, làm nhiều người phát lạnh toàn thân. Khoanh chân ngồi phía trên tảng đá sạch sẽ, Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn bạn cùng lứa bởi vì đấu khí không hợp cách mà ảm đạm khóc, Đạm Mặc liếm liếm miệng, cũng không bởi vậy mà động lòng, không cười nhạo cũng không an ủi. Bọn họ tại so với chính mình càng là tộc nhân cấp thấp, tìm kiếm khoái cảm trên người họ có lẽ chưa bao giờ Tiêu Viêm nghĩ đến, chính mình có thể cũng sẽ có một ngày này. Nhục nhân giả, nhân hàng nhục chi. Ngồi ở bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã, vân quyển vân thư bộ dáng lạnh nhạt, giống như một đóa sen không nhiễm bụi trần, tay thì vân vê bím tóc, ánh mắt nhìn vào đôi mắt của thiếu niên bên cạnh, cùng giống Tiêu Viêm, hắn cũng không có chú ý nhiều quá đối với thiếu niên ảm đạm này. Tiêu Mị, Trắc Nghiệm Viên thanh âm lạnh như băng, làm Tiêu Viêm nhíu mắt, hai bên mí mắt cau lại. Không thèm chú ý đến Tiêu Viêm, Huân Nhi, bộ dáng Tiêu Mị lúc này không khỏi đắc ý cười chế nhạo, lúc trước hắn chính là đối với ta thật sự tốt. Mắt híp lại nhìn hồng y cô gái kia thong dong tiến lên, Tiêu Viêm khẽ cười nhàn nhạt nói. Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm khóe miệng kia ẩn ẩn trào phúng, mỉm cười nói, ta không đoán được sau ngày hôm nay, hắn sẽ dùng loại thái độ nào đối với Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm khẽ nhún vai, nhẹ giọng nói, một số thứ đã mất đi, chính là mất đi, mặc kệ như thế nào bù lại cũng không thể lấy lại được, trong gia tộc này, có khả năng được ta coi là bạn cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy người mà thôi. Huân Nhi thì sao? Hồng Nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhấc lên cười khẽ, Huân Nhi cười duyên hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười ôn hòa, tay cầm bím tóc của Huân Nhi, chậm rãi hạ xuống, mỉm cười nói, đương nhiên. Mở to đôi mắt xinh đẹp, Huân Nhi ánh mắt khẽ mê ly cơ hồ hình ảnh kia xâm nhập linh hồn, nhưng mang theo vài phần lo lắng, chậm rãi xuất hiện. Mới trước đây nửa đêm đến phòng mình tiểu nam hài dùng phương pháp kia làm cho người ta nhịn không được có chút nhớ nhung. Thủ pháp săn sóc ân cần thân thể nhỏ yếu của mình, tuy nhiên biết rõ không đem lại hiệu quả bao nhiêu, nhưng mà tiểu nam hài lại kiên trì 2 năm thời gian. Tinh trí khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hiện lên đáng yêu động lòng người tiểu má lúm đồng tiền, Huân Nhi thoáng ngẩng đầu, nhẹ giọng cười nói, gia tộc này, có khả năng làm Huân Nhi thiệt tình nhận là bạn, cũng không nhiều, chỉ có một người là ca ca mà thôi. Xa xa, nhìn Tiêu Viêm và Huân Nhi cử chỉ thân mật, Tiêu Chữ ra mặt căng ra, trong lòng ghen tị, hắn hận không được tiến lên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Tiêu Viêm. Đấu lực 8 đoạn. Tấm bia đá màu đen phía trên, cường quang phát ra, hiện ra mấy chữ cực đại nổi tại tấm bia. Tiêu Mị, đấu lực 8 cấp, cao cấp. Trắc Nghiệm Viên liếc mắt tấm bia đá màu đen lạnh lùng khẽ gật đầu, trầm giọng công bố. Nghe thanh âm Trắc Nghiệm Viên, Tiêu Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vênh lên kiêu ngạo, 1 năm thời gian, đem đấu khí tăng từ cấp 7 lên cấp 8, loại này tiến độ, thành tích như thế trong gia tộc cũng không nhiều, cũng khó trách Tiêu Mị cảm thấy vừa lòng. Trắc Nghiệm Viên thanh âm truyền ra, khiến cho một trận dao động tại giữa sân huấn luyện, từng đạo ánh mắt hâm mộ bắn thẳng đến hướng Tiêu Mị. 1 năm tăng lên 1 tầng đấu khí, quá miễn cưỡng. Sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm nhàn nhạt bình luận. Ân. Huân Nhi vê vê lọn tóc, ánh mắt chính là tùy ý quét qua mọi người giống như công chúa nhìn thấy sự tầm thường của Tiêu Mị trải qua một đoạn cao trào của Tiêu Mị, lúc sau hơn 10 người, cũng có một người đạt được cấp 7 cấp 8 đấu khí, còn lại đều là bị đào thải. Tiêu Huân Nhi. Thanh âm Trắc Nghiệm Viên lạnh lùng đọc tên, thế nhưng thoáng mang cho nhiều điểm tình cảm. Ánh mắt toàn trường, tùy âm mà động, tất cả đều chuyển qua cô gái có vẻ đẹp xuất. Tiêu Viêm ca ca, lát nữa không cần giật mình. Đứng thẳng thân mình, Huân Nhi cúi người cười khẽ nói với Tiêu Viêm. Nhíu nhíu mày, Tiêu Viêm nhìn bóng dáng cô gái xinh đẹp mê người, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tấn nhập đấu giả. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện trên halayzi.com. Nếu thấy hay các bạn nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.